Vô thượng luân hồi chi môn, triệu bân. Tập 101 Dưới ánh trăng đảo nhỏ, gió nhẹ phá lệ thoải mái thanh tân. Triệu bân đã bị thả ra đan lô, như cái sai rượu người, ghé vào trên tảng đá, tay chân toàn gục xuống, hô hô ngủ nhiều, hắn thân thể đã trọng tố, cũng lại vô vết thương, trừ bỏ sắc mặt lược hiện tái nhợt, mặt khác cũng khỏe. Đuốc không là ở, chính ngồi xếp bằng nhi ngồi ở dưới tàng cây, chính cầm một thanh kiếm, lăn qua lộn lại tảo lược, đó là triệu bân huyền thương kiếm. Trừ bỏ thanh kiếm này, còn có một ít chai lọ vại bình, đan dược bí quyển, sắt đá ngọc khí. Bị chế tài giả bầy đầy đất, đều là từ triệu bân tử phủ làm ra tới. Nếu là có người ngoài tại đây, nếu thấy cục diện này, hơn phân nửa sẽ cho rằng, đây là một cái giết người cướp của tên vở kịch, kia không, cường đạo chính gác kia kiểm kê chiến lợi phẩm đâu. Toàn phi này vũ trụ chi vật. Thứ này, đi qua ngoại vũ trụ. Chế tài giả lại nói thầm, tùy mắt còn nhìn thoáng qua triệu bân, trong mắt bao sâu ý. Cự tiên giới đại chiến, đã có ba năm, vĩnh hằng truyền thừa đến tột cùng tao mộ cái gì? Không ai cho hắn đáp án, người triệu bân đang ngủ say đâu. Hắn này một ngủ, đó là ba năm ngày, cơ hồ mỗi đêm đều đang nằm mơ, mơ thấy trở lại cố hương, mơ thấy một cái không sao muốn ra mặt lão ra hỏa, đang ở trộm đạo cho hắn lấy máu. Ân, không tồi. Đuốc không loát tròm dâu xem trưởng tâm, này trong lòng bàn tay, treo một đoàn kim sắc máu tươi, thỏa thỏa vĩnh hằng huyết, mới vừa phóng, còn nóng hổi đâu. Vì thế, hắn còn cho chính mình tìm cái hảo lý do, cứu tánh mạng của ngươi, dù sao cũng phải cấp chút tiền thuốc men. Lấy máu về lấy máu, chế tài giả khó tránh khỏi cảm khái. Hãy còn nhớ rõ, năm xưa triệu bân rời đi phàm giới khi, còn chỉ là cái gà mở vĩnh hằng tiên thể, căn nguyên vô cùng loáng, huyết chung cũng tiên thấy tinh túy. Hiện giờ lại nhìn, đã là vĩnh hằng thể, căn nguyên cực kỳ bàng bạc, huyết trung cũng tàng đầy lực lượng, tuy cùng hoàn chỉnh vĩnh hằng thể còn có tranh lệch, nhưng lắp ráp cũng không kém. Đặc biệt là này cốt khu, quá con mẹ nó bá đạo, hơn nữa, còn có uy thế còn sót lại, chẳng qua, còn chưa bị kích phát ra tới thôi. Thứ sáu ngày, Triệu Bân chậm rãi khai mắt, sừng sốt một hồi lâu mới bỏ lên, như cái bị gõ buồn côn người qua đường, ngồi ở kia liên tiếp dụi mắt, có lẽ là bẩm sinh thương quá thảm thiết, cũng hoặc ngủ lâu lắm, cả người đều mơ mơ màng màng. Xoa xoa, hắn đột nhiên nâng đầu, cuối cùng thị lực hoàn xem tứ phương, ánh vào mi mắt, là quen thuộc cảnh tượng. Nam vực, đây là đại hạ long triều Nam vực. Từ này hướng ra ngoài xem, còn có thể thấy trên biển từng chiếc chiến thuyền thử qua, mỗi cái đầu thuyền, đều lập đại hạ chiến kỳ. Đã trở lại, hắn đã trở lại. Triệu bân kích động không thôi, lệ nóng doanh trọng, tham lam hút dẫn cố hương hơi thở, cũng như trong trí nhớ như vậy, ấm áp ấm áp. Tỉnh, đuốc không ngáp một cái. Triệu Bân theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, thấy là chế tài giả, không khỏi sửng sốt. Như thế nào, không nhận biết, ta, tiền bối, nhớ ngươi muốn chết. Không đợi đuốc không đem nói cho hết lời, Triệu Bân liền phát đi lên, vô nghĩa một câu không nói nhiều, đi lên chính là cái đại hùng ôm, cố hương người nào. Sao xem đều là thân thiết. Ngươi, đi qua ngoại vũ trụ, đuốc không túm khai Triệu Bân. Triệu Bân chưa giấu giếm, rất nhiều sự đều nói thẳng ra, năm đó, có một số việc là tự nhiên lược quá, thí dụ như, sổ sinh tử đối hắn bình luận, lại thí dụ như, trần trụi. Thân mình bị người truy. Chế tài giả nghe xong, cái kia thổn thức sách lưỡi A. Nếu không sao nói vĩnh hằng truyền thường như bước đâu, thế nhưng mẹ nó chết đến ngoại vũ trụ. Tới rồi, còn con mẹ nó tồn tại đã trở lại, không ngừng tồn tại đã trở lại, còn đụng phải không ít cơ duyên. Như này vĩnh hằng cốt khu, chính là thiên đại tạo hóa. So sánh với cái này, hắn càng tò mò ngoại vũ trụ. Triệu bân biết gì nói hết, thượng đến đại càn khôn, hạ đến lớn nhỏ quỷ, đều cho người ta sách cái rõ ràng, nghe chế tài giả, đều muốn đi dạo một vòng nhi. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chế tài giả tới như vậy một câu. Như triệu bân, chúng thần đều giết không chết, mệnh là có bao nhiêu mạnh a? À? Như vậy yêu nghiệt, nếu đáng khinh phát dục một phen, năm nào chi thành tựu, nhất định là một mảnh huy hoàng. Ta túi chữ vật lạc. Triệu bân mắt trông mong nhìn chế tài giả. Lão phu đường đường thần minh, còn có thể đoạt ngươi bảo bối không thành. Đuốc không bàn tay vung lên, đem triệu bân bảo vật, tất cả đều sách ra tới. Triệu bân thấy chi, ánh mắt nhi không khỏi tà một phân, này mẹ nó không đủ số A. Ta hàng Tết đâu, ta đặc sản đâu. Đuốc không không cho là đúng, thần thái giải thích hết thảy, liền này đó, nhiều không có. Có trước đây bối, ngô lòng rất an ủi. Triệu bân thu túi chữ vật, một bước lên trời mà thượng, đã là đã trở lại, kia đến sát hồi tiên giới đi, không biết hắn thân hữu như thế nào. Đong, đâm tường thanh âm, trước sau như một dễ nghe. Triệu bân lại xuống dưới, đâm vỡ đầu chảy máu, tái khởi thân, đã là một trương đại mặt đen, chắc chắn là chế tài giả tiêu khiển hắn, cố ý thiết hạ cái chắn, ngăn cách thế gian cùng tiên giới. Tiên giới đại chiến nhiễu càn khôn, lan đến thế gian. Chế tài giả lời nói từ từ. Khi nào có thể thượng tiên giới? Triệu bân vội hoảng hỏi không nhiều lắm ba năm nguyệt nếu không người khai cái cửa sau dắt một phát động toàn thân khai không được chế tài giả tìm chỗ ngồi ngồi xuống kia liền chờ ba năm nguyệt triệu bân hít sâu một hơi xoay người liền phải đi nào đi chế tài giả duỗi tay lại cho hắn túm trở về thứ này nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái đã bãi hạ bàn cờ ngụ ý rõ ràng bồi lão phu chơi cờ vãn bối còn có việc triệu bân ha hả cười đuốc không chưa ngôn ngữ một phen dao phay đặt ở bàn cờ bên cạnh. Vậy tới một phán bái. Triệu bân lập tức túm túm tay áo. Tùy thân ngồi xuống. Người giao phay đều sách ra tới. Không tới có thể hành. Trẻ nhỏ dễ dậy cúng. Chế tài giả loát loát tròm dâu. Năm xưa liền thua hai cục. Hắn đến tìm cái bãi trở về. Này ba năm. Tiên giới nhưng có đại sự phát sinh. Triệu bân một bên hỏi một bên lạc từ. Ngô cũng tưởng biết. Nhưng vị kia không có đáp lại. Chế tài giả nhẹ phẩy tay áo một quả quân cờ rừng ở bàn cờ. Triệu Bân hơi nhíu mi, tự biết đuốc không khẩu trung vị kia là chỉ ai. Chưa chừng, tiên giới chế tài giả lại đem tự mình chôn sống. Cũng biết người trong cơ thể lực lược, ra sao lai lịch. Chế tài giả đạm nói. Triệu Bân thoảng qua thần nhi, theo bản năng nội xem thân thể, lúc này mới thấy một cổ tựa ẩn nếu hiện quang, tự do với căn nguyên chung, đúng là hắn trở về trên đường, tao ngộ cái loại này thần bí chi lực. Đây là hư vọng chi lực, chỉ vũ ngoại mới có. Chế tài giả lại nói, là tiền bối giúp ta luyện hóa, triệu bân ngẩng đầu, thử tính hỏi. Chẳng lẽ, là nó tự mình quy thuận đuốc không lại phất tay, lại một viên quân cờ rơi xuống, tiểu tử ngươi nhặt được bảo, này lực nếu tăng thêm rèn luyện, uy lực vô cùng. Uy lực vô cùng, triệu bân trong lòng một ngữ, liền thần minh đều như vậy nói, kia nhất định không giả. Hắn lúc trước là quá phấn khởi, nghiễm nhiên quên mất một ít việc, khi trở về, suýt nữa táng ở trong thông đạo, đều là bái này hư vọng chi lực ban tặng, nếu không phải chế tài giả cứu giúp, hắn hơn phân nửa đã táng diệt. Người khí vận đâu, đuốc không rót một ngụm rượu. Khí vận, triệu bân lại ngừng đầu. Chơi cờ, đuốc không chưa nhiều lời, ánh mắt lại thâm thúy một phân. Hắn xem rõ ràng, thứ này khí vận bị người cướp đoạt. Chưa chừng, chính là kia minh đế việc làm. Đưa triệu bân tồn tại trở về, nhưng không được lưu lại điểm cái gì sao bất quá nói trở về kia hóa cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn toàn bộ cướp đoạt một chút đều không mang theo thừa người lại thua rồi ta biết này đệ mấy cục người tưởng thắng ta mấy cục kia liền lại đến mấy mâm hơn phân nửa đêm chim không thèm ỉa đảo nhỏ đuốc không cùng triệu bân này một già một trẻ tặc con mẹ nó có ý tứ một cái muốn chạy một cái không cho đi một cái thất thần một cái thắng vui vẻ vô cùng muốn chạy cái kia tất nhiên là triệu công tử ba năm nguyệt thời gian, đi đại hạ đi dạo, nhìn xem thân hữu không hương sao. Cố tình, đuốc không túm không cho đi, rất có đại làm 800 cục tư thế, đương nhiên, nhiều ít mang điểm nhi tư nhân ân oán, giao tưởng năm xưa nào. Triệu bân cùng nguyệt thần kết phường cho hắn đảo hố, thua kia kêu một cái nghẹn khuất, tuy rằng thắng hắn chính là nguyệt thần, nhưng triệu bân cũng có phần. Chuyện này, hắn mỗi phùng nhớ tới, đều phá lệ chứng đau. Nghe ngô một câu khuyên, mặc đi tiên giới đuốc không từ từ nói trong lời nói như cũng rất nhiều thâm ý tiên giới chế tài giả không có phản ứng hắn không đại biểu hắn không biết tiên giới tình trạng ba năm trước đây kia chàng đại chiến trận trưởng giữ dội đại đánh lại cỡ nào thảm thiết triệu bân thân hữu người thì chết người thì bị thương còn sống cái nào không phải ở bị đuổi giết chính yếu chính là nguyệt thần táng diệt đế tiên thân chết có thể chống đỡ trường hợp hai tôn đại thần đều không còn nữa triệu bân mặc dù đi tiên giới lại bằng gì phiên bản một khang nhiệt huyết sao tiền bối ngươi nên là hiểu biết ta triệu bân xem xét nước mắt một cái ván cờ tùy tay rơi xuống một tử vô luận tình trạng như thế nào tiên giới hắn định là muốn đi nay là hắn đạo tâm cũng là hắn chấp nghiệp liền như năm đó một mình một người bước lên hồng trần lộ chẳng sợ tiền đồ ảm đạm cho dù là một hồi tử kiếp hắn cũng không oán không hối hận chế tài giả trầm mặc không tự giác gian còn nhớ tới vãng tích ai còn không có niên thiếu khinh cuồng quá hiện giờ triệu bân liền cực kỳ giống năm đó hắn có như vậy một cổ ý chí liền như một đạo bất hủ bất diệt dấu vết khi nói chuyện lại một ván hạ màn triệu bân thảm bại đi thôi chế tài giả đạm nói tùy ý vẫy vẫy tay tạ tiền bối triệu bân đứng lên chắp tay hành lễ xoay người rời đi là ta già rồi sao phía sau có chế tài giả lẩm bẩm ngữ không biết từ nào một năm nào một cái trước mắt, hắn biến sợ đầu sợ đuôi, nghiễm nhiên đã quên mất sơ tâm. Bên này, triệu bân đã ra đảo nhỏ. Hắn mông áo đen, đón phong, đạp hải mà đi. Ban đêm, mặt biển sóng nước lóng lánh, có khác một phen phong cảnh, khi thì thấy chiến thuyền xử quá, tuần tra đại hạ lãnh thổ quốc gia, lập với đầu thuyền chiến kỳ, bay phất phới, cũng khi thì gặp người đi ngang qua, đều sẽ theo bản năng xem một cái, ánh mắt nhi quái quái, trong mắt còn cất giấu kiêng kỵ chi sắc. Người này, dường như ở đâu gặp qua. Ân, bóng dáng rất quen thuộc. Hơi thở mịt mờ, hơn phân nửa là cái lánh đời cao nhân. Dưới ánh trăng nói thầm thanh, hết đợt này đến đợt khác, nhiều là đang nói triệu bân. Nề hà, triệu bân một thân che lấp, không ai có thể thấy rõ hắn tôn vinh. Hắn như một cái du khách, ở Nam vượt qua lại Lắc Lư, đi tiểu tài mê ra tổ địa, cũng đi nhan như ngọc ra cố thổ, đi dạo một vòng nhi liệt hỏa thành, lại nhập biển chết nhìn thoáng qua. Năm đó, chính là tại đây gặp được trời cao, không biết kia hóa ở tiên giới hay không mạnh khỏe. Một tia nắng ban mai ánh sáng, hắn ra nam vực, một đường hướng bắc. Trong trí nhớ rất tốt núi sông, cũng như trong trí nhớ như vậy ấm áp. Màn đêm buông xuống khi, hắn yên lặng đi vào quên cổ thành. Cái này sinh hắn dưỡng hắn địa phương, là hắn tâm linh an ủi. Bánh bao, mới ra lò bánh bao. Khách quan, người có khá hơn nhật tử không có tới có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng. Quên cổ thành vẫn là như vậy náo nhiệt phồn hoa, đi nào đều có thể nghe nói thét to thanh. Triệu bân như thanh phong đi qua, đi một đường xem một đường, trường nhai vẫn là năm đó trường nhai, cửa hàng cũng vẫn là năm đó cửa hàng, nhưng lui tới người, lại đã không phải năm đó người, năm tháng từ từ, hơn trăm xuân thu đông hạ, luôn có người già đi, luôn có người xuống mổ vị an. Triệu ra từ đường trước, hắn lặng lặng đứng lặng, Tổ tông bài vị hạ, lại nhiều rất nhiều linh vị, có khác từng cái hắn quen thuộc người danh, đều là hắn thân nhân, năm đó vừa đi, lại về nhà khi, đã là thiên nhân lưỡng cách. Tam, tam ca, mạch một tiếng kêu gọi, từ sau người truyền đến. Triệu bân thu thần, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một cái trung niên. Là triệu xuyên, hiện giờ triệu gia tộc trưởng, bọn họ này đồng lứa đứng hàng lão cửu. Là ta, triệu bân cười. Tối nay triệu gia, đóng phủ môn, mang lên tiệc rượu. Phạm triệu ra người, vô luận già trẻ không một vắng học, trưởng bối lão lệ tung hoành, tiểu hoa nhi tắc ngây thơ vô tri tò mò đánh giá triệu bân, chưa từng gặp qua người này, nhưng cảm giác thực thân thiết. Về nhà thật tốt, triệu bân cười chung nhiều tang thương. Mãn viện thân nhân, có hắn gặp qua, cũng có hắn chưa thấy qua. Mãn viện thân nhân, có nói không xong nói, cũng có nói bất tận bi thương. Đêm nay, hắn không dùng tiên lực hóa giải cảm giác say, uống bất tỉnh nhân sự. Hắn phòng còn ở, nhiều năm trôi qua, lại ngủ ở năm đó kia trương trên giường. Hắn này một ngủ, đó là hai ba ngày. Không ai quấy rầy hắn, hắn trở về tin tức, cũng không ai ngoại chuyện. Hết thảy, đều bình bình tĩnh tĩnh. Ngày thứ tư, mới thấy hắn ra khỏi phòng. Hắn tế căn nguyên, vì tộc nhân rèn luyện thân thể. Lúc gần đi, hắn còn để lại rất nhiều công pháp cùng bí thuật đêm quên cổ thành, như cũ phồn hoa. Hắn y như cái du khách, lặng lặng đi qua. Binh phô trước, hắn yên lặng định thân, lão tôn đầu nhi quá cố đi, phô trung chỉ dương đại cùng võ nhị, toàn đã lập gia đình, hòa thuận người một nhà, xem hắn không khỏi tâm thần hoảng hốt. Chính nhìn lên, dưới chân có thứ gì đụng phải hắn một chút. Dỗ mắt vừa thấy, mới biết là một cái dùng cây trúc biên chế cầu. Có cái ba bốn tuổi hài đồng, chính tập tính chạy tới, nhặt cầu, còn không quên ngửa đầu xem cha mẹ ngươi đâu triệu bân cười nói hài đồng có chút khiếp đảm ngón tay nhỏ chỉ phương xa triệu bân tùy mắt vừa thấy chính thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp lại là liễu như nguyệt đang từ cách đó không xa vội vã đi tới thành nhi sao lại chạy loạn đãi thấy triệu bân nàng không khỏi ngẩn ra một chút túng triệu bân che áo đen nàng như cô có thể nhận ra là ai ngươi hài tử triệu bân sờ sờ tiểu ra hỏa đầu nhỏ ra ngoài du lịch khi, ở ven đường nhặt, liễu như nguyệt một tiếng khinh ngữ. Tu vi sớm đã hôm khắc phó, vì sao không thành tiên. Ở thế gian khá tốt, tới tới lui lui, bất quá canh gác đường về. Triệu bân sách theo bầu rượu, liễu như nguyệt nắm hài đồng, một tả một hiếu, chậm rãi đi ở trên đường, như nhiều năm không thấy bạn cũ, không gì ân oán tình thù, nhất ngôn nhất ngữ toàn bình bình đạm đạm. Quá nhiều người nghiêng mắt, nhiều là xem triệu bân. Có thể cùng liễu như nguyệt đi ở một khối, người này định không đơn giản. Tới rồi, cũng chưa người nhận ra Triệu Bân, lại càng không biết, này hai đó là năm đó quên cổ thành, công nhận kim đồng ngọc nữ. Trường nhai cuối, Triệu Bân càng lúc càng xa. Triệu Bân, thực xin lỗi. Nhiều năm sau, liễu như Nguyệt lại nói ra những lời này. Triệu Bân đưa lưng về phía phất phất tay, biến mất ở trong đêm tối. Mẫu thân, hắn là ai? Danh gọi thành nhi Hải đồng, lại ngẩng đầu nhỏ. Một cái cố nhân. Mênh mông đại địa, triệu bân như cô hồn giá quỷ, đi đi rừng rừng. Cố hương núi sông như cũ, sở ngộ người, lại là một phen tân diện mạo. Tổng giác thiếu điểm cái gì, như lời này, hắn không biết lầm bẩm ngữ bao nhiêu lần. Khí vận sao? Hắn trong lòng như vậy tưởng. Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới chế tài giả. Kia một câu, người khí vận đâu? Móc lửng chấm, giống như không phải nói giỡn. Đi một chuyến ngoại vũ trụ, còn có thể đem khí vận ném. Triệu Bân rót một ngụm rượu, một mình một người ở trong đêm tối nói thầm. Ném khẳng định là ném, đến nỗi sao vứt, vậy rất có khảo cứu. Làm không tốt, Minh Đế sẽ thu điểm tiền thuê nhà gì, cũng hoặc là tiền thuốc men. Tổng giác lại nhiều điểm cái gì. Như nói như vậy, Triệu Bân cũng nói thầm rất nhiều lần. Đến nỗi nhiều điểm cái gì, hắn giờ phút này còn nói không lên. Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới Minh Đế, khó được đi một chuyến ngoại vũ trụ, thân là đại đế, không được đưa điểm đồ vật cho hắn. Chẳng qua lấy hắn đạo hạnh, còn vô pháp phát hiện thôi. Phương xa, đã có một tòa vùng sát cổng thành ánh vào hắn nghi mắt. Đó là Đông Nam Biên Quan, năm xưa sở Lam Trấn thủ nơi. Xích diễm nữ soái sớm đã nhập tiên giới, hiện giờ đứng ở tường thành, là huyền giáp tướng quân. Hắn đệ nhất chiếc nỏ xe, chính là người này đưa, đó là thế gian chiến tranh vũ khí. Vèo, hắn như u linh, đi lên tường thành, chưa quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Chỉ hắn đi xa khi, huyền giáp tướng quân có ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy quen thuộc. Hoàng Sơn giã lính, hắn ở một chỗ cô phần tiền định thân, này thượng vong huynh chi mộ, bốn chữ, đã là mơ hồ bất kham, phượng vũ huynh trưởng, đã tại nơi đây hôn mê một trăm nhiều năm. Phượng vũ không ở, hắn thế bạn cũ bái tế. Đêm tối tăm, hắn một đường xem núi sông, cũng một đường mộ đạo. Thuận tiện, còn rèn luyện một phen hư vọng chi lực chế tài giả không có lửa hắn này lực lượng nếu nhiều hơn rèn luyện uy lực đích xác đủ cường đủ bá đạo hợp ngô không biết nào ngày núi rừng chung nhiều bậc này hô quát triệu bân đi ngang qua khi chính thấy một đội áp tải đoàn xe tiêu đầu là một nữ tử cũng là hắn một cái cố nhân tịch linh triệu bân lẩm bẩm một ngữ còn theo bản năng hoàn nhìn thoáng qua bốn phía nơi đây hắn đã tới năm xưa hắn bị ma tử đuổi giết khi chính là ở chỗ này ngất đúng là tịch linh cứu hắn, không thành tưởng, một trăm nhiều năm đi qua, tịch linh lại vẫn ở áp tải. Năm tháng A, thật là một con dao giết heo. Hắn trong trí nhớ tịch linh, là cái thiếu nữ. Hiện giờ, nhiễm nhiên đã là một tôn chuẩn thiên cảnh. Chuẩn thiên cảnh áp tải, sợ là toàn bộ đại hạ đều tìm không ra cái thứ hai. Có loại này cấp bậc người tỏa chấn, cái nào cường đạo dám giết ra tới rượt tiền. Oanh! Rượt tiền cường đạo không có, bầu trời nhưng thật ra rơi xuống một cái. Ngửa mặt lên trời đi xem, có thể thấy một đạo nhiễm huyết bóng người từ thiên nện xuống. Nhớ ngươi muốn chết, triệu bân thấy chi, không khỏi cười. Lại là một cái người quen, thả vẫn là kẻ thù, mặt trời lặn tiên vương. Tại đây nhìn thấy mặt trời lặn tiên vương, hắn thực ngoài ý muốn, nên là kia hóa vào nhầm càn khôn vết rách, lúc này mới đọa nhập phàm trần, này tên vở kịch, cùng năm xưa hoàng tộc tư tế ân chú, nên là không có sai biệt kia là cái gì tịch linh ngưỡng mắt vọng xem nề hà nàng tầm mắt hữu hạn căn bản thấy không rõ hư thật chỉ biết không chung có cái gì rơi xuống giống một viên thiên thạch khoảng cách gần nàng mới mắt đẹp híp lại nơi nào là một người phanh mặt trời lặn tiên vương rơi xuống có lẽ là thân thể quá trầm trọng tạp đại địa dung chuyển tức khắc một cổ đáng sợ khí uẩn chiều tứ phương lan tràn liền núi cao đều bị đâm nát lui Tịch Linh huy động ống tay áo, đem đoàn xe người đẩy hướng về phía phương xa. Mà nàng, tắc rút kiếm tiến lên, rục chặn lại kia cổ khí uẩn, nó quá cường, ngọn núi đều bị chấn sụp đổ, nếu ai này va chạm, toàn bộ đoàn xe trừ bỏ nàng, sợ là không người có thể mạng sống. Trên thực tế, Túng nàng chuẩn thiên tu vi, cũng chắn không dưới khí uẩn. Bởi vì nghênh diện đánh tới, là một cổ rộng rãi bàng bạc chi lực, cuốn một cổ hủy diệt chi lực, sợ là một tôn thiên võ cảnh tại đây bị này va chạm, cũng sẽ nháy mắt vứt bỏ nửa cái mạng. Ta tới, nguy cơ thời điểm, triệu bân như một đạo quỷ mị hiện hóa. Tịch linh thấy chi, không khỏi sửng sốt, người này từ đâu ra. Nhiều xem như vậy liếc mắt một cái, nàng lại thần sắc ngơ ngẩn, là hắn. Là cơ ngân, phá, triệu bân nhàn nhạt một chữ, phá khí uẩn. Phương xa, mặt trời lẫn tiên vương đã đứng dậy, cả người là huyết, cũng vẻ mặt mộng bức, hắn không phải ở tiên giới sao không phải cùng chúng bán thần vây sát giao nguyệt cung chủ sao? Sao té thế gian? Tiền bối, biệt lai vô dạng. Triệu bân chậm rãi mà đến, một ngữ lạnh băng cô quạch. Hảo sao, thấy hắn, mặt trời lặn tiên vương một bước cũng chưa đứng vững, trước mắt khó có thể tin, này mẹ nó là triệu bân sao? Không phải đã sớm đã chết sao? Sao còn sống, sao ở thế gian? Như thế nào, không nhận biết vãn bối. Triệu bân nhàn nhạt nói, đáng sợ sát ý, đóng băng toàn bộ thiên địa không có khả năng này chuyện này không có khả năng mặt trời lặn tiên vương nếu như điên cuồng không đợi đứng vững liền ở nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau trước mắt hoảng sợ tựa như gặp được một đầu ma quỷ nga không đúng triệu bân so ma quỷ càng đáng sợ một trăm nhiều tôn thần minh vây sát a à, thế nhưng cũng chưa có thể giết chết hắn tranh đáp lại mặt trời lặn tiên vương là một đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm khí mặt trời lặn tiên vương lúc này mới thoảng qua thần nhi vội hoảng tế một mặt tấm chắn. Răng rác, triệu bân kiếm khí vô cùng, nhẹ nhàng rách nát tấm chắn. Mặt trời lặn tiên vương máu tươi cuồng phun, hiểm bị nhất kiếm sinh phách. Không chết không quan trọng, bổ một đao chuyện này, triệu bân đã giết đến, một tay cấp này ấn kia, rất nhiều đóng cửa đều xuất hiện, đem mặt trời lặn tiên vương trong ngoài, phong cái triệt triệt để để. Phá, mặt trời lặn tiên vương nổi cơn điên dẫy dụa. Đáng tiếc, lại dẫy dụa không gì cái điếu dùng đây là thế gian, hắn nơi nào là triệu bân đối thủ. Cùng ta nói tiên giới tình trạng. Triệu bân đầu ngón tay có một sợi kiếm khí quanh quẩn, kiếm ý lạnh băng. Không biết, mặt trời lặn tiên vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sợ hãi, đã thành dữ tợn, hắn đều không phải là không sợ, mà là đã có giác ngộ, túng hắn nói, triệu bân cũng không có khả năng buông tha hắn. Phốc, triệu bân không nói, đương trường tá mặt trời lặn tiên vương một cái cánh tay. Huyết là màu đỏ tươi, nhưng mặt trời lặn tiên vương, vẫn là như vậy kiên cường. Có loại liền giết bản tôn. Phốc, vẫn là một đạo huyết quang, mặt trời lặn tiên vương đệ nhị điều cánh tay bị chém xuống. Tùy theo, đó là hắn căn cơ đạo cốt, bị triệu bân đánh cái băng toái. Sau đó hình ảnh liền dị thường huyết tinh, đường đường bán thần, mặt trời lặn thần giáo lão tổ chi nhất, ngạnh bị chia rẽ giá, tới rồi chỉ còn tàn phá nguyên thần, liền này, hắn như cũng không mang theo nhả ra, không những chưa nhả ra, bộ mặt còn càng hiện dữ tợn cực kỳ giống một con hung ác lệ quỷ thật là làm vãn bối lau mắt mà nhìn triệu bân cuối cùng là ngừng cũng không thể lại hủy đi lại hủy đi liền cấp mặt trời lặn tiên vương hủy đi không có hắn nhưng thật ra muốn dùng siêu hồn thuật nhưng lục soát cùng không lục soát đều không gì khác nhau như mặt trời lặn tiên vương loại này cấp bậc bán thần linh hồn thượng nhất định có cấm chế muốn chết không đơn giản như vậy triệu bân lạnh lùng nói Tùy tay đem mặt trời lặn tiên vương phong vào tử phủ tiểu thế giới. Đãi hắn một lần nữa nhập tiên giới, này sẽ là một cái phiếu thịt có rất lớn giá trị. Mặt trời lặn tiên vương cái kia phiền muộn a, à, vây sát giao nguyệt không thành, tự mình rất hố. Cơ ngân, triệu bân ngoái đầu nhìn lại khi, tịch linh đã là hai mắt đẫm lệ. Con đường này nàng đi rồi một trăm nhiều năm, tin tưởng vững chắc sẽ tái ngộ thấy năm đó người kia. Trời xanh đãi nàng không tệ, nàng cuối cùng là chờ tới rồi vẫn là con đường này, cũng vẫn là người kia. Đều tiến giai chuẩn thiên cảnh, sao còn áp tải? Ta thích con đường này, sơn hảo thủy người tốt cũng hảo. Hãy còn nhớ rõ năm đó, người vẫn là cái nghịch ngợm thiếu nữ. Sơn gian cổ đạo, triệu bân cùng tịch linh một tả một hiếu, chậm rãi mà đi, một đường nói nói cười cười. Triệu bân còn hảo, nhưng thật ra tịch linh, thật liền như cái không giành thế sự tiểu nha đầu, đi ngang qua cái hố mà khi, còn sẽ nhảy nhót phía sau người, xem thần sắc pha kỳ quái, bọn họ trong trí nhớ, cô cô trước nay đều là trầm mặc ít lời, tối nay như vậy không rụt rẻ tư thái, thực sự điên đảo tam quan. Thúc tổ, người nọ ai a à? không ít tiểu bối nhìn về phía một cái lão giả. Người cô cô chờ người. Lão giả này cười, rất nhiều nhớ lại, ký ức cũng tùy theo trở lại hơn 100 năm trước. Khi đó tiểu tịch linh, vẫn là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, bởi vì nghịch ngợm, trộm lẫn vào đoàn xe, nửa đường cứu thiên tông thánh tử một hồi nhân quả liền ở khi đó gieo tinh là một cái kỳ quái đổ vật con đường này tịch linh đi rồi một trăm nhiều năm nhưng bất chính là chờ cơ ngân sao kia nha đầu trước sau tin tưởng nếu có duyên còn sẽ ở tới khi trên đường gặp nhau bao gồm hắn ở bên trong đều cảm thấy tịch linh quá ngốc không thành tưởng vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy thật đúng là bị nàng chờ tới rồi hắn thực vinh hạnh chứng kiến một màn này bởi vì năm đó cái kia đoàn xe người trừ bỏ tịch linh, hắn là duy nhất một cái còn sống. Người già rồi, tưởng lại đi một chuyến tiêu. Đi tới đi tới, liền chứng kiến kỳ tích. Cơ ngân cũng hảo, triệu bân cũng thế, người vẫn là năm đó người kia. Phanh, mạch một tiếng nổ vang, hư vô lại nổ tung vết rách. Rồi sau đó, liền thấy cuồn cuộn tiên khí, tự nội chút xuống mà ra, cuốn màu tím quang hoa, tự nơi xa xem, giống như là một đạo sán sán ngân hà, từ cửu thiên rơi xuống, rơi vào dãy núi chung tẩm bổ một phương thổ địa. Thần kỳ một màn, tùy theo hiện ra. Trong núi thực vật, đều dường như biến tươi sống, thành phiến thành phiến thụ, đột một từ mặt đất mọc lên, thành che trời cổ mộc, còn có hoa hoa thảo thảo, cũng nháy mắt thoán một người rất cao, sinh linh lực minh mông. Này, tiêu đội người, đều vẻ mặt kinh lăng, ngơ ngẩn nhìn bốn phía biến hóa. Giờ phút này, đặt mình trong núi rừng chung, liền dường như đi vào một mảnh viễn cổ rừng rậm. Tối nay là làm sao vậy? sao nhiều như vậy kỳ quái sự hồng mông chi khí triệu bân lẩm bẩm một ngữ kia chính là hảo ngoạn ý nhi xưng là trong thiên địa nhất căn nguyên chi khí cũng không chút nào vì quá duyên nhân bậc này khí chỉ hỗn độn sơ khai khi mới có hắn năm đó một đạo huyền hoàng khí đó là này chi nhánh hắn thực khó hiểu vì sao trời giáng hồng mông là có gì ngụ ý như vậy nghĩ hắn động đạo ra thiên cơ thuật suy đoán thiên địa tính quá mới biết nguyên do chế tài giả thật không phải lấy hắn trêu đùa, tiên phàm hai giới càn khôn, đích xác ra khuyết điểm lớn, thậm chí khi thì có cái khe nổ tung, sẽ có kỳ quái đồ vật, từ cái khe ngã ra tới, liền như mặt trời lặn tiên vương, cũng như này hồng mông mây tía. Cho nên nói, đuốc không đem tiên phàm hai giới ngăn cách, vẫn là rất cần thiết. Nếu không thêm một tầng cái chắn, nếu tùy tiện lên trời thành tiên, chưa chừng tao ách nạn. Đó là cái gì, có lẽ là quá tò mò, tịch linh theo bản năng đi phía trước mại một bước, tưởng gần gũi nhìn xem, không ngừng là nàng, còn có phía sau tiêu đội người, cũng đều thấu đi lên. Chớ quá đi, triệu bân nhẹ phẩy tay áo, đem mọi người ngăn cản trở về. Kia chính là hồng mông mây tía, hơn nữa là vật vô chủ, mỗi một sợi, đều như núi cao trầm trọng, chớ nói tịch linh bọn họ, tuy là hắn ăn, cũng có khả năng bị đương trường nghiền nát. Sự thật, chính như hắn sở liệu. Mọi người là mắt thấy một đỉnh núi bị áp sụp. Liền băng phi đá vụn, cũng đều nổ thành cho bụi, oanh, chính nhìn lên, hồng mông chi khí thành một mảnh biển rộng. Nó là tịch thiên cuốn mà, nghiền càn khôn lắc lư. Tiến vào, triệu bân bàn tay vung lên, đem mọi người thu tử phủ tiểu thế giới. Mà hắn, tắc tế một ngụm đồng lò, dục đem hồng mông mây tía thu vào đi. Đây chính là hảo bảo bối, lấy tới luyện khí, tuyệt đối hảo sử, dùng để công phạt, cũng định là uy lực vô cùng, đương nhiên, tiền đề là có thể luyện hóa, nếu là thao tác thích đáng, dùng để làm bảo hộ, phòng ngự cũng là chuẩn cơ mơ Răng rắc, đồng lò không sao kháng tấu, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn. Cấm, triệu bân vừa uống lên keng, đầy trời cổ tự diễn biến, đóng cửa càn khôn. Hồng mông chi khí tự mang rộng rãi bàng bạc chi lực, há là cổ tự có thể phong bế, một cái chớp mắt liền đánh vỡ giam cầm, tùy theo mà đến một mảnh sóng gió, còn bao phủ một mảnh thiên địa, này nội. Vô luận núi cao cỏ cây, đều bị nuốt liền cặn bã đều không dư thừa. Dầm. Triệu Bân Tử phủ mọi người, tập thể nuốt nước miếng. May Triệu Bân che chở bọn họ, bằng không đều đến hôi phi yên diệt. Nói đến Triệu công tử, đã lên trời mà thượng, chiến lực nháy mắt thượng đỉnh, hắn khai vĩnh hằng kim thân, cũng triệu hoán thủy tổ hư ảnh, che trời năm ngón tay bàn tay to, lăng không mà xuống. Đừng nói, không mông chi khí thật bị ấn kia, nhưng cũng gần là ấn kia. Trước sau bất quá ba lượng nháy mắt, bàng bạc chi lực lại một lần đại bùng nổ. Triệu bân bàn tay to bị chấn nát, ăn va chạm, hoành phiên đi ra ngoài. Không đợi hắn đứng vững, hồng mông chi hải liền đã thổi quét mà đến, một cái đối mặt liền đem hắn nuốt hết. Phốc, kim sắc huyết quang, nghênh không hiện ra. Triệu bân đẫm máu, kim thân bị nghiền băng toái, hộ thể thiên ngự ánh sáng, cũng bị xé rách, còn có hắn thân thể thần tiên, cũng là bùm bùm một mảnh, thỏa thỏa dập nát tính gãy xương. Ta, đột, triệu bân một tiếng khẽ quát, như một đầu dao long, vọt người mà ra. Ra là ra tới, lại máu tươi đầm đìa. Nếu không phải nội tình hùng hậu, hắn cũng đến bị nhìn thành cặn bã. Này cũng chưa gì, sao động chính là hồng mông chi khí, nhiễm hắn huyết, thế nhưng nảy sinh ra sát khí, có vô linh trí hắn không biết, chỉ thấy một cái vạn trượng sóng gió, lại thôn tính tiêu diệt một mảnh thiên địa. Bước ta khai đại. Triệu Bân rút kiếm, chỉ phía xa thương không, vận chuyển quá sơ thiên lôi quyết. Hắn nói là làm ngay hàng tỷ lôi đình tùy theo xé rách, như đao như kiếm, từ thiên mà xuống. Này hảo sử, ít nhất, hồng mông mây thiếu uy thế bị ngăn chặn. Bình thường lôi điện, nó tất nhiên là không sợ, cố tình, triệu bân lôi đình chung, có dấu một chút thiên uy, tuy là một chút, cũng đủ uy hiếp, mạnh mẽ phách diệt nó sát khí. Cho ta vào đi, triệu bân khai vĩnh hằng chi môn, lấy lôi đình hóa tay, ngạnh sinh sinh đem hồng mông chi khí, túm vào môn chung. Xong rồi, đại môn nhắm chặt, hồng mông chi khí bị phong ở bên trong. Ngưu bức, lời này là chế tài giả nói, ngụ ý có nhị. Thứ nhất là chỉ triệu bân khí vận đều bị hoàn toàn tước đoạt, lại vẫn có thể gặp được này chuyện tốt. Thứ hai sao, đó là triệu bân thủ đoạn, không phải giống nhau hoa hòe lè loẹt Vĩnh hằng chi môn, kia chính là mạnh nhất công phạt, thế nhưng mẹ nó bị dùng để làm phong ấn. Thủ đoạn là không tồi, nhưng kia tiểu tử chưa chắc dễ chịu, hồng mông không phải đùa giỡn đích xác triệu bân xem thường hồng mông chi khí túng bị phong nhập vĩnh hằng chi môn như cũng không hảo xử lúc này chính gác kia làm ẩm ý đâu tùy ý va chạm đâm hắn thân thể cự chiến thậm chí một cái không đứng vững một đầu từ không trung tài xuống dưới rơi xuống khi hắn thân xác cùng nguyên thần nứt toạc không ngừng phần lớn thời điểm liền vạn pháp trường sinh quyết đều đỉnh không được cơ ngân tịch linh một tiếng kêu gọi trước mắt lo lắng chịu đựng được Triệu Bân bàn tay to lại vung lên, đem mọi người đưa hướng về phía nơi xa, miễn cho tao dư ba. Audio điện tử võ tấn bền. Đêm, lôi điện tan, tàn phá thiên địa, cuối cùng là trở về bình tĩnh. Triệu Bân ngồi ở dưới tàng cây, một lần lại một lần vận chuyển trường sinh quyết. Tịch Linh đám người liền đứng ở cách đó không xa. Không người dám tới gần, cũng không có người có thể tới gần. Đó chính là tiên sao tiêu đội hậu bối toàn tâm cảnh hoảng sợ thực sự kiến thức triệu bân bàn tay to đoạt không nói mặt khác liền nói kia đầy trời lôi đình người bình thường liền chơi không chuyển liền nói sao cô cô đợi một trăm nhiều năm người há là hời hợt hạng người tịch linh trầm mặc không nói chỉ tay ngọc khẩn khấu lo lắng thần thái triển lộ không bỏ sót nàng tuy không biết kia màu tím tiên khí là vật gì lại biết kia đồ vật cực kỳ đáng sợ ngô triệu bân kêu rên khóe miệng giật huyết không ngừng thân thể còn ở bùm bùm toái. Thật không lỗ hồng mông chi khí, chính là không bình thường, bàng bạc chi lực một mảnh càng so một mảnh bá đạo. Năm xưa, đại ma vương ở hắn vĩnh hằng chi môn va chạm, cũng chưa bậc này lực độ. Cũng còn hảo, hắn hiện giờ đã phi năm đó, hoàn toàn khiêng được hồng mông làm ẩm ý. Không biết khi nào, hắn mới áp xuống hồng mông chi khí. Nhân chi, cũng gần như hao hết tinh lực, mỏi mệt đã ngủ. Đến tận đây, tịch linh đám người mới tiến lên. Thấy triệu bân không quá đáng ngại, lão giả mới nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Một chúng tiểu bối rất có nhãn lực thấy, yên lặng thối lui, đi ra rất xa, còn không quên quay đầu lại xem. Còn xem, lão giả sách theo roi ra, từng cái thúc dục đuổi. Tịch linh ngồi xổm xuống, thật cẩn thận duỗi tay, cũng là thật cẩn thận. Đẩy ra rồi triệu bân kia lũ che lấp khuôn mặt tóc dài, lẳng lặng ngóng nhìn, xem mắt đẹp mông lung, xem như si như say nàng không phải tần mộng giao lại làm cùng tần mộng giao giống nhau sự tương dựa gắn bó kia một mặt nhu tình là nàng nhất khuynh thế xinh đẹp ngày sau có phải hay không phải gọi hắn dưỡng bọn tiểu bối tụ tập ở đỉnh núi nhỏ lộ nửa cái đầu thả bất luận tu vi bọn họ ngồi một khối vẫn là thực xứng đôi lại một cây cải thìa chế tài giả chứng kiến đó chính là một cảnh tượng khác gọi Ngô làm chi minh thần tỉnh ngủ hung hăng rũi lười eo chế tài giả không gì ngôn ngữ, đem triệu bân hình ảnh, đưa vào minh giới. Này, sao có thể, minh thần thấy chi nhất lăng, triệu bân còn sống. Đuốc không khen ngược, dứt khoát sủi tay, tìm một cây đại thụ, cũng ngoài kia ngủ gật, nhậm minh thần như thế nào kêu gọi, hắn đều không mang theo đáp lại, lúc trước kêu ngươi ngươi không ứng, hiện giờ sao? Lão tử mệt nhọc, ta cũng không phản ứng ngươi. Minh thần mặt đen, úp úp mở mở người đều nên kéo ra ngoài xx. Mặt hắc về mặt hắc, hắn là vô cùng kinh hãi, cũng là vô cùng nghi hoặc. Năm đó, kia chính là một trăm nhiều tôn thần A. Kia tiểu tử là sao sống sót. Nguyệt thần lúc đi, từng phó thác ta một tông bảo vật, minh thần thoại nữ từ từ. Nghe chi, đúc không lại khai mắt, ánh mắt dạng dỡ xem minh giới, là gì dạng bảo vật. Hảo sao, đổi minh thần không tiếp lời. Ánh trăng chính dai, ngủ nướng vừa lúc. Cái này đêm, phàm giới chế tài giả ngủ không được. Nguyệt thần bảo vật sao, hắn thực sự muốn nhìn một chút nào. Đêm, vẫn là như vậy thanh tĩnh mát mẻ. Triệu Bân nằm mơ, mơ thấy Diệp Đại Thiếu. Nếu ấn minh đến nói, ngày sau rất nhiều rất nhiều năm, người đều sẽ mơ thấy họ Diệp kia hóa, để nói nhân quả kiếp liên lụy nhân quả, lâu lâu làm mộc, rất cần thiết. Diệp thần, mạch một tiếng kêu gọi, Triệu Bân đột nhiên ngồi dậy. Là cái ác mộng, mơ thấy hảo huynh đệ bị heo cùng. Đãi thoảng qua thần nhi, mới thấy tịch linh ở sửa sang lại quần áo. Người nào đó đột tỉnh lại, nàng là trở tay không kịp, dù sao cũng phải tìm điểm sự tới che giấu xấu hổ, vừa lúc trên người rất nhiều cho bụi, chụp đánh một phen, lại thuận tiện sửa sang lại sửa sang lại, hẳn là thực tự nhiên. Ta, ngủ đã bao lâu, triệu bân xoa xoa giữa mày, còn không biết nào cùng nào. Không nhiều không ít, ba ngày, tịch linh nói, trên má còn có một tia dạng mây đỏ. Lên đường, triệu bân xoay người nhảy lên, tùy mắt còn liếc mắt một cái vĩnh hằng chim môn, hồng mông chi khí thực không an phận, còn gác kia mãnh liệt quay cuồng va chạm. Nay, cũng không phải là kế lâu dài, đợi đến không, tìm chế tài giả tâm sự. Một ánh trăng, mọi người một đường hướng bắc, nhân mặt trời lặn tiên vương cùng kia khủng bố hồng mông mây tía, tịch linh bọn họ lần này tiêu, gì cũng không thừa, tới rồi chuyến này trung điểm, đến bồi người tiền. Phía trước, một tòa thành chỉ đã ánh vào mi mắt. Đó là minh nguyệt cổ thành, trong thành có một thanh lâu, tên là Sai Mộng bất niệm thiên hóa thân mộng điệp, năm xưa chính là túy mộng lâu đầu bảng. Năm đó, vì đưa nàng hồi nàng cố hương, triệu bân chính là bị đuổi giết một đường. Trốn cũ trọng tới, triệu bân khó tránh khỏi sẽ nhớ tới bất niệm thiên, không biết hay không mạnh khỏe. Ta, tưởng thành tiên, bên đường chỗ ngoặt, tịch linh mạch một ngữ. Trên thực tế, thành tiên cùng không, nàng trong lòng cũng không để ý, nàng tâm tâm niệm niệm, là bên cạnh người người, đi rồi một trăm nhiều năm lộ, mới gặp gỡ một lần, nhân sinh nhiều ít trăm năm, cùng với chờ, nàng càng nguyện yên lặng đi theo, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu nha hoàn. Tiên giới, hơn xa người tưởng như vậy tốt đẹp, triệu bân nói, núi đào biển lửa ta cũng đi, tịch linh trong mắt rất nhiều chân thành tha thiết ánh sáng. Như thế, trăm năm sau ta tới đón ngươi, triệu bân ngửa đầu rót khẩu rượu. Hỗn loạn thế đạo, đi nào đều là kẻ thù, hắn nhưng không nghĩ tịch linh đi tiên giới chịu chết, sở dĩ nói trăm năm sau, đơn giản là một cái kỳ hạn, hắn có tự tin, có thể ở 100 năm gian, tổ kiến một cái. Có thể làm cho bọn họ ở tiên giới dừng chân cường đại thế lực cùng truyền thừa. Hảo, tịch linh xinh đẹp cười, trong mắt chân thành tha thiết ánh sáng càng kiên định. Triệu bân đi rồi, cũng như rút đi thời gian, càng lúc càng xa. Hắn lại hiện thân khi, đã là một cái u ám vực sâu. Vực sâu chi đế, bãi một cái tiểu lư hương, đến nay còn châm xạ hương. Trưa nay, đó là một cái bài vị, ai bài vị đâu. Trường sinh tiên, đến nỗi xạ hương, hơn phân nửa là bất niệm thiên lưu lại, từng phái hóa thân xuống dưới bái tế. Tiền bối, nguyện ngài lão ở thiên có linh, triệu bân chắp tay nhất bái. Năm đó, hắn chính là tại đây, truyền thừa vạn pháp trường sinh quyết bí pháp. Hiện giờ lại đến, nói không nên lời cảm khái, đi đi rừng rừng chính là rất nhiều năm. Ân, mới vừa rồi đứng dậy, triệu bân liền giác khác thường dao động đãi hai mắt híp lại, mới biết khác thường dao động truyền tự nào, là kia từng sợi tung bay xả hương, nếu là chưa nhìn lầm, yên khí bên trong, cất giấu một tia tàn hồn, cực mỏng manh cái loại này. Trường sinh tiên, triệu bân không khỏi sửng sốt một chút. Không sai, là trường sinh tiên tàn hồn, hắn có thể nhận ra. Thật quái, trường sinh tiên sớm đã táng diệt như vậy nhiều năm, này một tia tàn hồn là từ đâu ra, vẫn là nói, năm đó trường sinh tiên chưa chết thấu, đến bất niệm thiên bài tế, dưỡng ra hồn, đây là cái ngoài ý muốn chi hỉ, hắn liền xạ hương mang lư hương, cùng nhau đoan đi rồi. Hắn bước lên đỉnh núi, đem lư hương huyền phù, tùy ý ánh sao ánh trăng tẩm bổ nó. Lần này đang xem, yên khí kia một tia tàn hồn, sau lúc trước xem càng thêm rõ ràng. Hấp dẫn, triệu bân lấy một tràn cổ đèn, đem trường sinh tiên tàn hồn, ẩn vào trong đó. Rồi sau đó, đó là hắn một sợi nguyên thần chi lực, đem toàn bộ cổ đèn toàn bộ bao vây. Ánh nến bốc cháy lên, ảm đạm ngọn lửa đó là trường sinh tiên hồn đây là dưỡng hồn phương pháp nhưng dưỡng ra hồn phách năm đó sở vô xương chính là bằng phương pháp này trở về thế gian tiền bối ban đêm triệu bân nắm cổ đèn một lần lại một lần kêu gọi trường sinh tiên tàn hồn sở trâm thành ánh nến chính bạn gió nhẹ nhẹ nhàng lay động đến triệu bân nguyên thần chi lực tẩm bổ tàn hồn đã nhiều một chút linh tính đáng tiếc triệu bân kêu gọi từ đầu đến cuối cũng không được đến đáp lại hắn không vội lấy nguyên thần thật cẩn thận che chở. Đã có hồn, cho dù là một tia, đều có thể sống lại, chỉ vấn đề thời gian. Nếu trường sinh tiên có thể trở về thế gian, tiên tông liền lại sẽ thêm một cái giữ thể diện. Phương xa, đã thấy một mảnh mây mù lượn lờ linh sơn. Đó là đại hạ thiên tông, cách đó không xa đó là đế đô. Triệu bân thu tàn hồn cổ đèn, như u linh bay vào. Đưa mắt nhìn bốn phía, tiên thấy quen thuộc người. Cũng đúng, một trăm nhiều năm, một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Phàm là thiên phú không tầm thường giả, hơn phân nửa đều đã phi thăng nhập tiên giới. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn bước lên tử trúc phong. Nơi này, không có mây khói, cũng không mục thanh hàn. Đầy đất lá rụng, toàn bộ ngọn núi đều quảnh quẽ, pha hiện thê lương. Hắn lấy cái chổi như giữ nhà hộ viện gã sai vặt, một mình một người dọn dẹp. Không lâu, có người bước lên ngọn núi, là một thanh niên, sinh cái kia kêu tiên phong đạo cốt hắn danh đao bất phàm, đao vô ngân chi tử, hiện giờ, là đại hạ thiên tông trưởng giáo. Triệu bân tự nhớ rõ hắn, năm xưa bất phàm, cùng hắn mẫu thân giống nhau, bị khóa hình tháp, không thành tưởng, trước sau mới 100 nhiều năm, năm đó tiểu hoa nhi, trưởng thành tới rồi như thế hoàn cảnh, nhiễm nhiên đã là một tôn thiên võ cảnh, lại bước ra một bước, liền có thể phi thăng thành tiên. Đại ca ca, là ngươi sao? Là ta, triệu bân cười cười. ngày một đêm, không ít người bò lên trên tử trúc phong, nhiều là cùng triệu bân đồng lứa, lần này tái kiến, đều đã là thiên tông trưởng lão, ngôn ngữ chi gian, nhiều nhớ lại chi sắc, năm tháng như đao a. À. Yên lặng đêm, triệu bân lặng yên rời đi. Đi lên, còn để lại không ít tu luyện công pháp. Hắn đi đế đô, cũng như du khách, đi ở bóng người hy nhương trên đường cái. Cảnh còn người mất, đây là hắn giờ phút này tâm cảnh, quá nhiều quá nhiều xa lạ người. Gặp qua bệ hạ chính lúc đi chợt thấy phố người phân loại hai sườn từng người hành lễ triệu bân nghiêng mắt chính thấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên đi qua không cần hỏi liền biết đó là đại hạ hoàng đế cùng long dương sinh pha giống nên là con của hắn đến nỗi long dương sao định đã phi thăng nhập tiên giới gia nhân này thiên phú đều phá lệ cường đại là một nhân tài triệu bân cười như gió đi qua hắn lướt qua đế đô một đường hướng bắc thiên tuyệt cổ thành hắn lại thấy ngày xưa kẻ thù. Nãi vân phượng, tóc trắng xóa, cũng si ngốc. Đọa tiên biển mây, triệu bân bầy một cái lư hương, là tế điện vĩnh hằng một mạch tiền bối, hắn lúc ban đầu vĩnh hằng căn nguyên, chính là đến tự nơi này, đó là một cái nghịch thiên đại tạo hóa. Kia ai? Tối nay chế tài giả, như cũng ngủ không được, còn ở kêu gọi minh thần. Thật lâu sau, mới thấy minh thần duỗi lười eo đứng dậy, một ngữ không mặn không nhạt. Làm chi? Ngươi nói đi đuốc không hắc đại mặt, tặng một sợi thần thức nhập minh giới. Thần thức sở huề cuốn bí tân, đều có quan triệu công tử. Minh thần đọc chi, cái kia thổn thức sách lưỡi A. Đề cập ngoại vũ trụ, vậy thực như bức, nếu không sao nói là nguyệt thần đồ nhi, chính là niệu tính, chúng thần minh đều lộng bất tử kia hóa. Nàng để lại cái gì bảo vật, đuốc không hỏi một câu. Chí tôn thành, minh đế lúc này đây không có lại úp úp mở mở. Đuốc không nghe ánh mắt dạng dỡ, dường như biết đó là gì bảo bối nguyệt thần cũng là tâm đại a à. thế nhưng đem vật ấy phó thác cho minh thần đồng dạng đều là chế tài giả vì sao không cho ta lạc bên này triệu bân đã nhập thiên thu thành có người quen nhiều là ma gia hậu duệ hắn vẫn chưa ở lâu lại một đường về phía tây đi tiểu hữu khi cách đủ hơn nửa tháng trường sinh tiên cuối cùng là có đáp lại triệu bân đốn con ngươi loang loáng trường sinh tiên tuy vẫn là tàn hồn nhưng có thể truyền ra lời nói đó là cái hảo hiện tượng hồn lực gầy yếu không quan trọng hết thảy có hắn sớm muộn gì có thể trọng tố nguyên thần tiên tông như thế nào trường sinh tiên một ngữ khàn khàn thả trước nghỉ tạm triệu bân lại tặng một sợi nguyên thần tiên tông như thế nào hắn cũng không biết nhưng này sẽ giống như không thích hợp nói lượng tin tức quá lớn lấy trường sinh tiên hiện giờ suy yếu trạng thái vẫn là không nghe cho thỏa đáng sớm sống lại mới là vương đạo thấy hắn như thế trường sinh tiên cũng chưa hỏi nhiều chỉ tính tâm dưỡng hồn hắn lòng có cảm khái ký ức cùng suy nghĩ lại về tới hơn 100 năm trước lần đầu tiên thấy Triệu Bân còn chỉ là cái bị đuổi giết tiểu võ tu hiện giờ lại xem sao nhiễm nhiên đã là một tôn tiên hơn nữa huyết thống cực kỳ bá đạo đây là được nhiều ít tạo hóa ha nhiều năm về sau Triệu Bân lại đến Vân U Cốc tại đây có một cái ba ngày ba đêm truyền thuyết cũng là tại đây gặp được một cái cùng tần mộng dao sinh giống nhau như đúc nữ tử tuy rằng nàng kia chỉ là một đạo hư ảnh dấu vết, nhưng đủ để chứng minh người nọ chân thật tồn tại quá. Vẫn là kia tòa cầu hình vòm, hắn một mình một người đứng lặng thật lâu sau. Đợi hơn phân nửa đêm, cũng không thấy cái kia nữ tử áo đỏ đi ngang qua. Dấu vết, biến mất sao? Triệu bân lẩm bẩm ngữ, làm đạo gia thiên cơ thuật. Này một phen suy đoán, hắn chứng kiến là một mảnh hỗn hỗn độn đột, đẩy ra một tầng lại một tầng, chính là nhìn không tới chân tướng, hoặc là nói, là có một loại thần bí chi lực ngăn cản hắn nhìn trộm. Ánh ánh sao, hắn khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Là thiên cơ thuật phản phệ, hắn suy đoán xúc cấm kỵ. Thời không. Triệu Bân hai mắt một cái chớp mắt hít lại, chậm rãi chia thiên cơ thần thông. Tuyệt không sẽ có sai, chờ hắn suy đoán, đó là thời không chi lực. Đề cập thời không, nay liên Tà Hồ, nàng kia tu thời không chi đạo. A, à, đế. Đang lúc hắn trầm tư khoảnh khắc, chỗ sâu trong truyền đến đánh hắt xì thanh, đánh bá khí chắc lậu. Triệu bân ánh mắt hơi trọn, tiến vào lúc sau, hắn đã dùng thần thức tra quá, vẫn chưa thấy những người khác. Như vậy nghĩ, hắn trộm đạo chiều bên kia thấu qua đi. Đánh thật xa, liền thấy một cái dung mạo bình thường tiểu lão đầu. Người nọ đảo nhàn hạ thoải mái, hơn phân nửa đêm ngồi ở ven hồ câu cá. Không phải phàm nhân, này, là triệu bân đối tiểu lão đầu bình luận. Có thể tránh được hắn cảm giác, phàm nhân không này đạo hành ai thấy triệu bân tiểu lão đầu nhi theo bản năng nhưng mắt thực rõ ràng hắn giống như cũng không cảm giác đến triệu công tử ngươi lại đây tiểu lão đầu nhi ngoác ngón tay tiền bối hảo tâm tình a à, triệu bân lão đảo lắc lư mà đến đãi đến gần nhìn lên ai nhà uy thế nhưng là một tôn thần minh a à. bất quá tuy là thần minh tới thế gian cũng tao tu vi áp chế vĩnh hằng thể tiểu lão đầu nhi sờ sờ cầm. Ngài lão là vị nào? Triệu bân cầm một bộ bí quyển. Bí quyển phi chân thật bí quyển, này đây ký ức hóa ra hư giống, thỏa thỏa thần sách, cái gọi là thần sách, ký lục đều là thần minh, như tên húy lai lịch này đó, này thượng đều có ghi lại, không được hoàn mỹ chính là, thần sách cũng không hoàn chỉnh, rốt cuộc thần minh nhiều không kể xiết. Trưởng bối nhà ngươi không đã nói với ngươi, không được loạn hỏi thăm người khác tên húy. Tiểu lão đầu nhi đã buông cần câu, đã thấu đi lên, Vòng quanh Triệu Bân xoay quanh. Hắn như nghiên cứu đồ cổ, chuyển chuyển, còn duỗi tay xoa bóp Triệu Bân tay nhỏ chân nhỏ. Hỏi một chút rất cần thiết, vạn nhất là kẻ thù đâu. Nếu là kẻ thù, người còn có thể đem lão phu tấu một đốn. Vãn bối tính tình không tốt, kẻ thù cơ bản đều là đánh chết. Oanh, phanh. Tối nay Vân U Cốc, phá lệ náo nhiệt. Ở ngoài cốc đi nghe, có rất nhiều ồn ào chi âm. Ánh mắt hảo xử người còn có thể trông thấy từng tòa đỉnh núi, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, so ẩm vang thanh càng vang dội, là mắng to thanh, có triệu công tử, cũng có tiểu lão đầu nhi, có câu lão nói nói như thế nào tới, một lời không hợp liền khai làm, hình dung chính là hai người bọn họ, một cái hỏi gì gì không nói, một cái nói gì gì không nghe, nhưng không phải làm thường. Ẩm vang tiếng động, không biết khi nào mai một, lại đi chỗ sâu trong xem, hình ảnh có chút xấu hổ. Tiểu lão đầu nhi bị trói, bị triệu công tử treo ở cây lệch tán thượng, lúc này, chính tùy từng đợt phong nhi, qua lại lay động, nhìn hắn toàn thân, tất cả đều là bàn chân ấn, đặc biệt là kia trương khuôn mặt nhỏ, quỷ hiểu đắc ăn nhiều ít miệng rộng tử, toàn bộ đều oai. Đều nói, vãn bối tính tình không tốt. Triệu bân tử cũng ở, đứng trước dưới tàng cây, chụp đánh trên người bụi đất. Thần minh lại như thế nào, đây là thế gian, tu vi tối cao cũng bất quá chuẩn tiên. Cùng cấp bậc cùng cảnh giới, tất nhiên là chiếu đánh không lầm, đế thần tới cũng giống nhau. Ngô, tiểu lão đầu mãn nhãn sao kim nhi, đầu ong ong. Hắn là bị đánh mơ hồ, thuận tiện, còn tại hoài nghi nhân sinh, là hắn ngủ say lâu lắm sao. Không biết thế sự, đối tượng một cái tiểu thái hư cảnh, thế nhưng bị tấu chẳng phân biệt đông tây nam bắc. Ân, thoải mái, đuốc không là quần chúng, thấy mô tôn thần bị bạo trùy, trong lòng là nói không nên lời toan sảng. Làm ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm ngươi hơn phân nửa đêm ra tới đi bộ, xem, bị người tấu đi. Nhà ai? Triệu bân sách theo một cây côn nhi, đối với tiểu lão đầu một trận loạn chọc. Hắn cũng không nghĩ đánh người, hắn liền muốn biết thằng nhãi này lai lịch, nếu thật sự là kẻ thù, tự sẽ không lưu trữ hắn ăn tết, cố tình, này hóa không thành thật, hắn nhưng không được ra tay tàn nhẫn sao. Hỏi ngươi đâu? Có loại phóng lão phu xuống dưới, tái chiến 800 hồi hợp. Bang! Ngô, nãi thủy thần! túng bị trói, tiểu lão đầu báo danh hào khi, như cũ len ken hữu lực. Này, đó là thần minh, thời khắc mấu chốt, túng đều túng không cho không kháng. Là rất thủy, triệu công tử không khỏi sờ sờ cầm. Hắn từng chiến quá không ít thần minh, vưu thuộc vị này, chiến lực thấp nhất. Ở thần sách một phen tra tìm, vẫn chưa tìm được thủy thần, hắn chút nào không ngoài ý muốn, thần sách là tàn phá, sử thượng lại như vậy nhiều thần minh, lậu như vậy một hai cái, cũng không gì kỳ quái. Ngươi, cùng nguyệt thần nhưng có sâu xa triệu bân khép lại thần sách lại xem tiểu lão đầu nhi thật lâu sau đều không thấy tiểu lão đầu nhi ngôn ngữ liền thấy kia hai tròng mắt lộc cộc thẳng chuyển ong triệu bân không vô nghĩa tùy tay sách ra một phen dao phay ngươi là nguyệt thần kẻ thù tiểu lão đầu thử tính hỏi ân triệu bân xoa xoa giao phay đau mặt sát bóng loáng xảo ta cũng là kia đàn bà cũng không phải là cái hảo ngoạn ý nhi lão phu cùng chi, có thù không đội trời chung. Tiểu lão đầu nhi pha phấn khởi, hùng hùng hổ hổ không để yên. Nếu ta nói, ta là nguyệt thần đồ nhi, người có phải hay không còn có một khác bộ lý do thoái thác. Triệu công tử còn gác kia sát đao, nghiễm nhiên đã bằng tiểu lão đầu này một phen mắng to, dám định ra cái gì, này hóa, hiển nhiên chính là một cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ. Nguyên là tiểu sư thúc ha, à, tiểu lão đầu ha hả cười. Ngươi có thể ở loạn thế sống lâu như vậy, không phải không có đạo lý. Triệu bân một lời nói trong mưa tâm địa, sủi nổi lên dao phay tùy tay giải dây thừng. Không cần lại phân biệt, lão nhân này không phải kẻ thù, kẻ thù nhưng không như vậy đậu bức. Như thế thần minh, tuyệt đối là tú nhi mang ra tới nhân tài. Ngươi thật là nguyệt thần đồ nhi, tiểu lão đầu thử tính nói, hai mắt viên lưu. Cam đoan không giả, triệu bân tế một sợi luân hồi lực, đây là nguyệt thần tặng tiểu lão đầu xem ánh mắt lấp lánh, sư tổ luân hồi chi lực, hắn vẫn là nhận được. Nguyên nhân chính là nhận được, hắn xem triệu bân ánh mắt mới kỳ quái, sư tổ khi nào lại thua cái đầu nhi. Thường xuyên mắng nguyệt thần đi, triệu bân cười xem thủy thần. Này, là sư tổ năm đó dạy cho ta bảo mệnh phương pháp. Tiểu lão đầu nhi nghiêm trang nói, hắn nói cũng đều là đại lời nói thật, không có biện pháp a. À. Ai làm nguyệt thần kẻ thù nhiều đâu, còn mẹ nó đi nào đều có thể gặp được, mắng mắng, liền cùng kẻ thù thành người trong nhà, bằng cái này tuyệt việc, hắn tránh được rất nhiều lần đuổi giết. Triệu Bân bị chọc cười, lại lần nữa xác định, này hóa là nguyệt thần truyền thừa. Hắn này cười, tiểu lão đầu nhi lại thổn thức không thôi, trong lòng nhiều hoảng sợ. Thật không hổ sư tổ Đồ nhi, quả là nghịch thiên yêu nghiệt, vô luận huyết mạch vẫn là đấu chiến tâm cảnh, đều là vạn trung vô nhất cường, liền hắn này tôn lão thần minh, đều bị tấu nở hoa rồi. Vì sao giấu ở thế gian? Triệu Bân lại hỏi ta là tự phong, tiểu lão đầu một tiếng ho khan. Triệu bân chưa dò hỏi tới cùng, một câu tự phong, định là có khác ẩn tình. Tự cổ trí kim, nguyệt thần một mạch chết chết tàn tàn, tiên giới rất khó dừng bước cùng, tới thế gian tị nạn, cũng không gì tật xấu, xem tiểu lão đầu nhi năm bổn mạng luân, hơn phân nửa ở thật lâu thật lâu trước kia, liền vào thế gian, làm không tốt, chính là mỗi một đời nguyệt thần lưu chuẩn bị ở sau. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, làm hắn gặp được. Tuy là cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, nhưng dù sao cũng là một tôn thần. Có thể làm tú nhi đồ tôn, tất có sở trường đặc biệt. Tiểu sư thúc tới đây, là tìm ta, thủy thần dọn một vò rượu. Xem như đi, triệu bân tiếp nhận, thuận miệng hỏi, người ở Vân U Cốc, đãi đã bao lâu? Ba ngày, tiểu lão đầu nhi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trước đó, ta ở Tây Thiên ngủ say, mấy tháng trước mới thức tỉnh. Tây Thiên, triệu bân tới hưng thú. Thế gian nhất Tây Đoan, tiểu lão đầu nói, Nói như vậy, Triệu Bân liền đã hiểu. Đã là thế gian nhất Tây, cùng Đông Hải chính là hai cái cực đoan. Ân, cũng chính là thiên cuối, bên kia cũng có hồng trần lộ. Đã nhiều ngày, Vân U Cốc nhưng có dị trạng, Triệu Bân rót một ngụm rượu. Có, tiểu lão đầu nhi chỉ chỉ phương xa, bên kia có hư ảnh dấu vết. Dấu vết còn ở, Triệu Bân tùy mắt đi xem, tiểu lão đầu chỉ chính là kia tòa cầu hình vòm. Đã bị ta đánh diệt, thủy thần nhéo nhéo dâu triệu bân thu mắt chính thức tà liếc mắt một cái thứ này khó trách tìm không ra nguyên lai là này lão tiểu tử làm chuyện tốt nơi đây rất là bất phàm đề cập thời không thủy thần lại nói ong đáp lại hắn còn lại là một tiếng rung trời nổ vang là triệu bân khai vĩnh hằng chi môn khó được có một tôn thần tại đây luyện hóa hồng mông đúng lúc hồng mông chi khí tiểu lão đầu thấy chi không khỏi một tiếng kinh dị hai mắt cũng là một trận sáng như tuyết hắn không phải chưa thấy qua nhất căn nguyên chi khí, nhưng như thế số lượng, vẫn là lần đầu thấy. Mạc nhìn, hỗ trợ, triệu bân gắt gao đè nặng hồng mông chi hải. Đến lạc, thủy thần lập tức loát tay áo, tế ra nguyên thần hỏa. Có thần minh nhúng tay, chính là hảo sử, hồng mông chi khí phiên không dậy nổi gì sóng to. Đãi luyện hóa vật ấy, ta mang người đi cái hảo địa phương. Thủy thần cười cười. Di hảo địa phương, triệu bân nguyên thần hỏa, cũng như biển rộng giống nhau ở mãnh liệt với người tuyệt đối là tạo hóa. Tiểu lão đầu bán nổi lên cái nút, thả cười còn thực thần bí. Oanh! Tối tam vân u cốc, oanh thanh một trận tiếp một trận. Nãi hồng mông chi hải, phá lệ không an phận, mãnh liệt sóng gió, lần lượt bao phủ thiên địa. Sao đâu, ngăn chặn nó. Đừng nhúc nhích, làm lão phu tới. Triệu bân cùng thủy thần một tả một hiếu, kêu kêu quát quát thanh không ngừng. Hồng mông mây tía cũng là phân cấp khác, như này phiến hồng mông chi hải, liền cực kỳ hung hãn, tuy là hai người bọn họ liên thủ, cũng có chút không chịu nổi va chạm, đặc biệt là Triệu Bân, tự khai luyện hóa, thân thể đã tạc hủy rất nhiều lần, nếu vô thủy thần trợ chiến, hắn tuyệt áp không được này phiến khí hải. Này một rèn luyện, đó là ba cái ngày đêm luân hồi. Triệu Bân mệt quá sức, thủy thần cũng tinh lực khô kiệt. Bất quá, hai người ba ngày tới vất vả vẫn chưa uổng phí. Xem hồng mông, đã phi như vậy sao động, chỉ khi thì mãnh liệt một phen, lại sốc không dậy nổi gì sóng to. Ngày thứ tư, Triệu Bân ngồi ở hồng mông chi trong nước, bảo tướng trang nghiêm. Thủy thần tắc đứng ở giữa không trung, nguyên thần chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nội ứng ngoại hợp, hai người phối hợp ăn ý. Lại ba năm ngày lặng yên mà qua. Hồng mông chi hải hoàn toàn dịu ngoan, dòng trời mây tía, như mưa sương mù giống nhau, mờ mịt mông lung, cẩn thận đi ngưng xem, còn có thể nhìn thấy trong biển, có hỗn độn sơ khai dị tượng ở diễn biến. Này ngoạn ý, sư thúc nào làm tới? Thủy thần hỏi. Nhạt, triệu bân cũng thật sự, há mồm chính là đại lời nói thật. Thủy thần không sao tin tưởng, hắn tuy chiến lực không được, nhưng dù sao cũng là thần, đều có tầm mắt, hắn cái này tiểu sư thúc, giống như không gì cái đại khí vận, còn có thể tại nửa đường nhặt nghịch thiên đại tạo hóa. Nói đến khí vận, hắn đã tới tới lui lui nghiên cứu triệu bân rất nhiều rất nhiều lần. Hắn chủ yếu là kỳ quái, thân là nguyệt thần đồ nhi, khí vận cũng quá suy điểm đi luyện. Triệu bân một tiếng khẽ quát, dẫn hồng mông chi khí nhập thể. Hắn đem tự mình coi như binh khí, hết sức mạch lạc. Ông, thủy thần cũng không nhàn rỗi, sách ra bản mạng khí, nãi một ngụm quỷ đầu đại đao. Hồng mông chi khí chính là luyện binh thứ tốt, đến ngày tẩy lễ, uy lực càng sâu. Ba, yên lặng đêm, có như vậy một đạo rất nhỏ tiếng vang, chỉ triệu bân nghe thấy. Hắn tiến dài tu vi, từ thái hư cảnh sát nhập nói hư cảnh lại trở về Tiên Vương. Đối này, thủy thần nửa điểm không kinh ngạc, sớm tại cùng Triệu Bân đánh nhau khi, liền biết Triệu Bân cảnh giới là từ Tiên Vương xuống dưới, lần này trở về, đơn giản là dọc theo quỹ đạo tái diễn một hồi. Ầm vang, trời xanh động run, nhân Triệu Bân uy thế mà lắc lư. Còn có hồng mông chi hải, cũng tùy theo nhấc lên vạn trượng sóng gió. Thủy thần là quần chúng, Xủy xuống tay, khi thì nhìn xem Triệu Bân, lại khi thì nhìn phía không chung triệu bân thân thể kim quang sán sán, mà hư vô, còn lại là rất nhiều ảo diệu dị tưởng, bạn nói âm, một bộ tiếp một bộ diễn biến, xem hắn hai mắt híp lại, rất tò mò triệu bân tu chính là loại nào nói, bởi vì hắn từ dị tưởng chung, thấy được rất nhiều lực lượng, có luân hồi, có thời gian, có tạo hóa, có vĩnh sinh. Nhiễm nhiên chính là cái lẩu thập cẩm mà để cho hắn kinh dị chính là một cổ bá đạo chiến ý, xuất từ triệu bân, không có lúc nào là không hề va chạm hắn tâm cảnh. Chiến chi đạo, lò dưỡng trăm kinh. Thủy thần lẩm bẩm một ngữ, cuối cùng là khám phá manh mối. Nguyên nhân chính là nhìn ra này huyền cơ, hắn mới thổn thức không thôi, thổn thức triệu bân thiên phú cùng mộ tính, mới chỉ tiên vương cảnh A. Thế nhưng đề cập như vậy nhiều lĩnh vực, tuy rằng các loại nói so le không đồng đều, lại không có mâu thuẫn cùng tương mắng, đổi làm là hắn, tuyệt nhiên tu không đến bậc này hoàn cảnh. Chanh, mỗ một cái chớp mắt, triệu bân khoát khai mắt, ánh mắt như không gì chặn được kiếm thủy thần đương trường ăn đau, ngực nhiều lưỡng đạo rất là ngay ngắn vết kiếm. Ngươi liền cố ý, thủy thần nhe răng trợn mắt, dứt khoát thay đổi cái chỗ ngồi. Khởi, triệu bân một bước lên trời tiêu, như diều gặp gió, đi bước một dẫm hư không ẩm vang. Bị luyện hóa hồng mông chi hải, tùy theo thổi quét, hoặc là nói, là nghe hắn hiệu lệnh. Ngửa mặt lên trời đi xem, kim quang lung mộ triệu bân, liền như một tôn thần minh, chân đạp hồng mông tiên hải, đầu huyền hảo vũ sao trời, Bá liệt vô cùng uy thế, nhìn càn khôn đều dung chuyển bất kham. Nếu không, thử xem hồng mông uy lực, triệu bân nhìn về phía thủy thần. Này liền không cần đi, thủy thần ha hả cười, nhanh chân liền chạy. Triệu bân liền tự giác, điều động hồng mông tiên hải, từ thiên thổi quét mà xuống. Oanh thanh đốn khởi, nửa bầu trời nháy mắt sụp xuống, là bị hồng mông chi khí áp sụp. a, à, thủy thần hết thảm một tiếng, đương trường bị hồng mông chi hải bao phủ cùng kêu thảm thiết chẳng phân biệt trước sau, là cốt cách bùm bùm thanh. Kia cảm giác sao, tựa như trên người tạp một tòa tám vạn trượng cự nhạc. Nếu, triệu bân lại thêm vài phần lực đạo, hắn định thành thịt nát lạn cốt. Người đại gia, thủy thần ghé vào kia vẫn không nhúc nhích, tiểu thân thể còn gác kia từng đợt run rẩy. Họ triệu không phải cầu, nhưng chuyện này làm là thật sự cầu a. À. Thế nhưng mẹ nó lấy hắn thí đao. Không tồi. Triệu bân tâm niệm vừa động, thu hồng mông tiên hải. Này ngoạn ý đích xác bá đạo, nếu là thao tác thích đáng nói, sẽ là một tông đại sát khí, tiến nhưng công phạt, lui nhưng phòng ngự, nhàn hạ khi, còn có thể lấy tới luyện binh luyện thể, tuyệt đối thực dụng. Đi rồi, triệu bân giãn ra thân thể, cái thứ nhất bước ra bước chân. Trở về tiên vương, đã lâu cảm giác, cả người lực lượng toát lên. So sánh với hắn, thủy thần mặt liền hát sáng trong, che lại lão eo khập khiếng đi theo, vô luận từ nào xem, đều như là một cái tiểu tùy tùng không có biện pháp người nào đó bối phận cao a không ngừng bối phận so với hắn cao chiến lực còn so với hắn cường hãn đâu đã ai hai đốn đánh đau không triệu bân ngoái đầu nhìn lại vừa thấy thuận tay còn tắt tới một bộ bí quyển nãi vĩnh sinh phương pháp áo nghĩa trong đó rất nhiều hắn hiểu được không đau thủy thần thấy nháy mắt cười ha hả liền nói sao này đốn đánh không thể bạch ai vẫn là sư thúc rộng thoáng gặp mặt liền tặng lễ. Vĩnh sinh phương pháp, hắn nhưng hiếm lạ thực đâu. Bên kia, về phía tây đi, hai người một trước một sau, lên trời mà đi. Thủy thần pha chuyên nghiệp, một đường đều ở nghiên cứu vĩnh sinh, là một cái khắc khổ thần minh. Triệu công tử cũng không nhàn rỗi, ngồi xếp bằng như pho tượng, không chút sức mẻ, là tìm hiểu hồng mông chi khí. Ai? Xẹt qua một tòa tiểu ngọn núi khi, thủy thần mạch nước mắt. Hắn nhìn thẳng chính là triệu bân tử phủ, có hồn lực dao động. Định nhãn nhìn lên, mới biết là một chản cổ đèn, châm ngọn lửa. Đại la tiên tông hồn, thủy thần một tiếng nói thầm. Tiền bối, biệt lai vô dạng, trường sinh tiên mỉm cười nói. Nguyên là tiểu tử ngươi A, thủy thần nhéo nhéo rìa mép. Là ta, sao thành này phó hùng dạng. Thủy thần lấy tay, lôi kéo ra cổ đèn. Xong rồi, đó là một sợi thần minh cấp nguyên thần chi lực, hỗ trợ tầm bổ trường sinh tiên tàn hồn, đại la tiên tông người, đều thực kháng tấu bị tấu thảm như vậy đối thủ đến rất mạnh nói ra thì rất dài trường sinh tiên một tiếng ho khan thủy thần không có hỏi nhiều có cho người ta đưa về tử phủ hắn như cuốc tiến tới ôm bí quyển đi một đường xem một đường bất quá vĩnh sinh phương pháp cũng không phải là như vậy hảo ngộ ít nhất hắn không có triệu bân ngộ tính thậm chí hơn nửa tháng qua đi nửa điểm da lông cũng không học được càng chớ nói vĩnh sinh chân lý Triệu Bân rất có vài phần làm sư thúc bộ dáng, không ngừng một lần vì này giảng giải. Đến hắn chỉ điểm, thủy thần lúc này mới khai một mạch hiếu, trong mắt nhiều hiểu ra chi sắc. Còn có bao xa? Lại có ba năm ngày. Hư không, Triệu Bân cùng thủy thần song song mà đi. Tính tính lộ trình, hai người bọn họ tự rời đi vân u cốc, đã đi cũng đủ xa, ven đường, đủ vượt qua hơn một ngàn cái quốc gia. Nhanh, như lời này, Triệu Bân không ngừng một lần lầm bẩm ngữ cái gọi là nhanh, là chỉ tiên phàm hai giới cái chắn, mau bị triệt bỏ. Càng là như thế, hắn càng áp không được sát ý, thủy thần cự hắn gần nhất, một đường đều ở đánh dùng mình, hắn cái này tiểu sư thúc, so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố, sát ý trung tiềm tàng thần minh sát khí, cũng đó là nói, sư thúc từng đồ quá thần minh, thả không ngừng một tôn. Ba năm ngày, dây lát tức quá. Yên lặng đêm, hai người ngừng ở một mảnh sa mạc trước. Liền này, thủy thần rót một ngụm rượu, chỉ chỉ sa mạc chỗ sâu trong. Triệu bân đăng cao nhìn xa, cuối cùng thị lực vọng xem, cũng không thể trông thấy sa mạc cuối. Này phiến thiên địa, rất là quỷ dị, lưu xa như sông biển, thả có thần bí lực lượng họa loạn càn khôn. Đuổi kịp, thủy thần đã bước vào sa mạc. Triệu bân thu mắt, tùy theo đuổi kịp. Đãi đi vào, lại là một cảnh tượng khác, nơi này không có sao trời, chiều thượng xem, là tối tăm một mảnh, mà bốn phương tám hướng, tắc mông lung, phân không rõ là sương mù, vẫn là cát vàng. Nơi này, đến tột cùng có cái gì? Triệu bân một bên xem một bên hỏi. Hỗn độn căn nguyên, thủy thần nói, tùy tay móc ra một khối bát quái bàn. Triệu công tử nghe lông mày hơi trọn, thử tính hỏi, hỗn độn thể căn nguyên. Cam đoan không giả, thủy thần cầm bát quái bàn, như xem phong thủy, phân biệt phương vị. Đã là có hỗn độn căn nguyên, người lúc trước vì sao không lấy? Vào không được a à? một phiến môn chắn ta đủ mấy chục năm thế gian còn có người vào không được địa phương triệu bân vẻ mặt không tin mạc xem thường phàm giới ta hồ đâu thủy thân lại đùa nghịch bát quái bàn lời này triệu bân nghe sờ cầm ngẫm lại cũng không gì tật xấu thế gian không thể so tiên giới tiểu như thế cuồn cuộn nơi sao có thể không điểm nhi bí tân hiếm là cổ quái nơi định không ít đến nỗi hỗn độn căn nguyên thứ tốt a à, nhưng cùng vĩnh hằng căn nguyên đồng hóa không đúng a à thủy thần mạch định rồi thân trên dưới tả hữu một phen vọng xem triệu bân tầm mắt tuy không bằng hắn lại cũng nhìn ra manh mối nơi đây càn khôn ở biến động này biến đổi không quan trọng hai người bọn họ lạc đường không sai thần minh dẫn đường đi mơ hồ ta nói ngươi được chưa a à, triệu bân chọc chọc thủy thần nhiều đi mấy năm tổng có thể đi ra ngoài thủy thần nghiêm trang nói mấy năm triệu bân nghe xong xả khóe miệng hắn nhưng không nghĩ háo tại nơi đây tới, hướng lên trời đánh, thủy thần thủy bát quái bàn, bản mạng lực lượng mãnh liệt. Triệu Bân không vô nghĩa, nháy mắt khai vĩnh hằng chim môn, đã là tìm không được lộ, kia liền hủy này càn khôn. Oanh, phanh. Hai người đồng thời công phạt, cấp trời xanh oanh ra một cái đại lỗ thủng. Tiện đa liền thấy đại lỗ thủng khép lại, có trận văn tự ẩn nếu hiện. Hợp với đại càn khôn, Triệu Bân ánh mắt hơi nhíu. Sư thúc tầm mắt không thấp a, à, thủy thần thồn thức nói có thể hay không tìm được lộ triệu công tử liếc mắt một cái có thể cần thiết có thể thủy thân lại một lần sách ra bát quái bàn chiều một phương bước ra bước chân đã là hợp với đại càn khôn cũng không thể loạn đi bằng không thật sẽ tại đây lạc đường triệu bân hít sâu một hơi theo sát sau đó lấy thiên cơ thuật làm suy đoán hắn có thể suy tính đến đại càn khôn lại tìm không ra sơ hở chỉ mông lung sau đó một đường hai người phá lệ sinh động lâu lâu liền oanh kích một lần hơn nửa tháng thời gian chính là như vậy quá khứ một ra một trẻ chỉnh kia kêu một cái mặt xám mày cho bất quá lộ vẫn là đi ra chẳng qua có điểm xa kia liền kia không biết đệ mấy ngày mới nghe thủy thần gào to như một con khỉ qua lại nhảy nhót không cần hắn nói triệu bân cũng đã trông thấy mục có khả năng cập nơi có thể thấy một tòa tiểu mộ bia mồ triệu bân nhìn thoáng qua thủy thần không phải giống nhau mồ thủy thần chậm rãi nói nguyên lai người nhà chính là một cái khảo cổ chuyên gia a à? sư tổ mang hảo đây là nhà ta tổ truyền tuyệt sống hai người ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện trò chuyện liền đến tiểu mộ bia mộ bia thượng có chữ viết chẳng qua mơ hồ không rõ không biết người kia mồ bái người phần mộ tổ tiên không hảo đi triệu bân nhìn nhìn kia muốn xem ai mồ thủy thần gõ gõ mộ bia đốn thiên địa càn khôn đại biến hai người đều bị xả đi vào. Lại hiện thân, đã là một mảnh tối tăm thế giới, nhưng trước sau bất quá một cái chớp mắt, liền có ánh sáng, nãi từng cây cây đuốc, châm màu đỏ tươi ánh lửa, nhiều xem vài lần, tâm thần nhiều hoảng hốt. Triệu bân một bước đứng yên, hoàn nhìn bốn phía. Này nên là một tòa đại điện, rộng rãi mà cổ xưa. Cung điện cuối, nãi một tòa nguy nga cự môn. Liền nó, chắn ta vài thập niên. Thủy thần phiêu ở giữa không trung chỉ chỉ kia tòa môn, Triệu bân sách ra huyền thương kiếm, một bước vượt qua mà đến, đứng ở cửa môn đi trước thượng nhìn, này môn không phải giống nhau đại, khắc đầy thần văn, còn có một chương mặt quỷ đồ đằng điêu ở mặt trên, hắn lấy kiếm gõ một chút, là len keng thanh âm, môn thể là dị thường dày nặng. Này ai mồ, xem qua lúc sau, triệu bân hỏi một câu. Ác thần, thủy thần nói, còn ở trước cửa tiểu một cái. Thấy hắn như vậy, triệu bân lộ thâm trầm chi sắc, nhà ta kẻ thù. Cần thiết là kẻ thù, thủy thần đề thượng quần nhỏ, năm đó, chính là tiểu tử này, lãnh chúng thần đuổi giết sư tổ, nếu không phải hắn lão nhân ra chạy trốn mau, ắt gặp tử kiếp. Còn có chuyện này, triệu bân buông xuống kiếm, cũng cho người ta rót tới nước. Nói thực ra, hắn không thích chạy nấm mổ nhi đi bộ, nhưng kẻ thù liền ngoại lệ. Ác thần cái này đạo hào, vừa nghe liền không phải gì hảo ngoạn ý, đào cái mổ rất cần thiết. Mở ra nó, thủy thần xách ra quỷ đầu đao, tùy tay còn loát tay áo này có thể oanh khai, triệu công tử vỗ vỗ cửa đá, hắn hiển nhiên hám bất động. Dùng hồng mông mây tía, thủy thần nói, căn nguyên chi khí có thể bóp méo nơi đây càn khôn. Vèo, triệu bân không vô nghĩa, đương trường tế hồng mông chi khí. Thủy thần tắc một tay bấm tay niệm thần chú, lôi kéo hồng mông mây tía va chạm cự môn. Đừng nói, thứ này thực sự có chút ít bản lĩnh, kia từng sợi hồng mông chi khí, kinh hắn thao tác sau, đều dường như thành dấu vết một đạo tiếp một đạo khác vào trên cửa, cùng với thượng thần văn dung hợp. Ông, cự môn mạch một tiếng ông run, thần văn tùy theo lưu truyền. Rồi sau đó, liền thấy này thượng mặt quỷ, biến vặn vẹo bất kham. Khai, thủy thần một tiếng khẽ quát, lấy hồng mông chi khí phá khai đại môn. Nhiên, này cự môn mới vừa rồi mở rộng ra, liền thấy một cổ đen nhánh sát khí, tự nội quay cuồng mà ra, thủy thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, đương trường bị đâm nhảy ra đi, thân thể lại bùm bùm một mảnh. Triệu bân cũng là đồng dạng xấu hổ, suýt nữa bị đâm tan thành từng mảnh. Không đợi hai người đứng vững, liền thấy kia ma sát chung có bóng người hiện hóa. Đó là một đạo cấp vĩ ngạn bóng người, tựa như tấm bia to giống nhau đứng lặng. Xác chết vùng dậy. Hai người chăm miệng một lời, đều là ánh mắt hơi nhíu. Bởi vì ma sát chung người kia, khí tràng cực kỳ cường đại, tuy là hai người bọn họ chi nội tình, đều lần cảm áp lực xác chết vùng dậy. Triệu Bân cùng thủy thần một tả một hiếu, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm cự môn. Ở bọn họ vọng xem hạ, có một bóng người một bước bước ra, rơi xuống đất oanh một tiếng vang, hắn thân thể quá cường thật là đáng sợ, đặc biệt là cặp kia sâu thẳm cô quạnh mắt, diễn hết hủy diệt, nhân hắn, toàn bộ cung điện đều lắc lư bất kham, cuồn cuộn ma sát, yêm nơi đây càn khôn. Ác thần, thủy thần thấy chi, không khỏi tâm thần run lên. Tuyệt không sẽ nhận sai, kia tuyệt đối là ác thần thứ này không phải đã chết sao, sao lại sống đâu. Tiểu tể tử, ngô thật nên cảm tạ ngươi. Ác thần u cười, tự mang mê hoặc lòng người ma lực. Đến nỗi hắn trong miệng tiểu tể tử, tất nhiên là chỉ thủy thần. Nhìn thủy thần, tiểu mày đã ninh thành một khối. Có phải hay không gặp rắc rối, thả ra một tôn đại ma đầu. Đối, khẳng định là như thế, nơi này căn bản liền không phải phần mộ, mà là phong ấn nơi, phong ấn chính là này tôn thần minh, cố tình hắn không biết, mơ màng hồ đồ liền làm khai phong ấn, đế thần nào kiểu gì tồn tại? tuy là ở thế gian tao áp chế, một cái tát hô lại đây cũng có thể trong khoảnh khắc đem hắn đánh tan giá. rốt cuộc hắn chỉ là một cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. vĩnh hằng huyết thống, Hảo mỹ diệu khí huyết, ác thần liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, xem chính là triệu công tử. Hảo mỹ diệu căn nguyên, triệu bân chưa xem ác thần, chỉ cái mũi kích thích người lại người, thủy thần không lừa hắn, nơi này thật là có hỗn độn căn nguyên liền giấu ở cự môn chỗ sâu trong. Tiểu sư thúc, người thả đi trước, ta tới sau điện. Thủy thần truyền một lời nói. Ta chính là hai đánh một, đừng tung A, triệu bân từ cự môn bên kia thu mắt. Người căn bản là không biết đế thần đáng sợ, thủy thần biểu tình dị thường ngưng trọng. Có sao, ta đảo cảm thấy, hắn càng giống một loại đồ vật. Triệu công tử tới như vậy một câu. Đồ vật, phiếu thịt A, thịt, phiếu, oanh, hai người nói chuyện khoảnh khắc, ác thần ma sát đã quay cuồng mà đến. Sư thúc để ý, thủy thần một bước tiến lên, đem triệu bân chắn phía sau. Mà hắn, tắc kén động quỷ đầu đao, đao thể quang mang hiện ra, có thần huy lung mộ. Một bên đi chơi, không đợi thủy thần khai đại, liền thấy triệu bân duỗi tay, sách khai thủy thần. Vừa lúc gặp cuồn cuộn ma sát mãnh liệt tới, bị hắn một trưởng đánh cái tán loạn. Thấy chi, ác thần lông mày hơi trọn, hành a à. Vật nhỏ này hành a, à, chỉ muốn tiên vương nội tình, thế nhưng có thể phá hắn bản mạng ma sát, không hổ vĩnh hằng truyền thừa, đảo cũng có vài phần đạo hạnh. Quy thuận Ngô, bản thân duẫn ngươi tồn tại." Ác thần nhàn nhạt lời nói, tựa như trời xanh tuyên án. Nói lớn, tiểu tâm lóe thận, Triệu Bân đối với huyền thương kiếm ha một hơi, xong việc nhi, còn dùng ống tay áo lau rồi lại lau, chờ lát nữa, thanh kiếm này là muốn gặp huyết. Thiên đường có đường nhữ không đi, địa ngục không cửa ngươi tranh. Ác thần bổn còn tưởng tú một đợt uy nghiêm, nhưng còn chưa có nói xong, liền nghe kiếm minh. Tất nhiên là triệu bân công phạt, vô nghĩa một câu không nói nhiều, ra tay đó là nháy mắt thân tuyệt sát. Nhiên, hắn nhất kiếm tùy bá đạo, lại chưa mệnh chung, càng chuẩn xác nói, là ăn giam cầm, chân trước vừa đến, sau lưng liền bị không gian khóa, là ác thần kiệt tác, đối không gian tạo nghệ pha cao, chỉ một cái tâm niệm, liền khống chế không gian, nháy mắt thân tuyệt sát đối hắn không có hiệu quả, còn có gì dựa vào, gần trong gang tắc, ác thần cười xem triệu bân. Thiên diệt, triệu bân trong lòng một sất, giữa mày có nguyên thần kiếm chém ra. Tiểu siếc, ác thần khóe miệng hơi kiều, tùy ý nguyên thần kiếm phách chảm, chuyện gì không có, xem qua mới biết, này nguyên thần có một tôn bí khí bảo hộ, là một bộ đen như mực áo giáp. Phá, triệu bân vừa uống len ken, tạo ra vĩnh hằng kim thân, mạnh mẽ phá không gian giam cầm. Ác thần cười diễn ngược nghiền ngấm, Phiên tay một trưởng kén lại đây, lực lượng rộng rãi bàng bạc. Nếu không sao nói là đế thần, trưởng uy chính là cường, một kích liền đánh băng rồi Triệu Bân nửa cái kim thân. Thật đủ kính nhi a. À. Triệu Bân một tiếng kêu rên, hoàng kim khí huyết tùy theo quay cuồng. Hắn một cái chớp mắt chiến lược toàn bộ khai hỏa, đại la thiên tay từ thiên cái hạ. Ác thần xem cũng không xem, có hộ thể ma quang lung mộ thân thể. Còn chưa xong, Triệu Bân lạnh lùng cười ở đại la thiên tay rơi xuống trong nháy mắt triệu hoán thủy tổ hư ảnh thuận tiện khắc vào lực chi đạo pháp tắc hết sức thêm vào trưởng uy ác thần đốn biến sắc này kịch bản chỉnh hắn trở tay không kịp cũng nguyên nhân chính là trở tay không kịp hắn mới bị triệu bân một trưởng trục kia chính cái gọi là mạnh mẽ ra kỳ tích thủy thần rõ ràng nghe được xương cốt răng rắc thanh ác thần đẫm máu bị một trưởng đánh thân thể biến hình băng rồi không ít thần cốt dầm thủy thần âm thầm nuốt nước miếng xem Triệu Bân ánh mắt nhi đều thay đổi. Kia chính là một tôn hàng thật giá thật đế thần nào. Thế nhưng bị một trưởng đánh bò. Nhữ, đáng chết. Ác thần ma sát đại bùng nổ, trước mắt giữ tợn ánh sáng. Đại la thiên tay tức thì băng toái, Triệu Bân cũng bị chấn phiên. Xem ác thần, nhiễm nhiên đã thay đổi hình thái, vốn là như thác nước tóc đen, như nhiễm huyết, biến huyết xối một mảnh, còn có này giữa mảy chỗ, cũng điêu ra một đạo giống nhau mặt quỷ thần văn, nhất dọa người chính là gì tượng, quỷ hiểu đắc hắn đầu nhiều ít sinh linh, tràn đầy thây sơn biển máu. Tới, một mình đấu, triệu bân một bước tận trời mà thượng, đem cung điện đâm ra một cái đại lỗ thủng Ác thần nghiến răng nghiến lợi, thổi quét ma sát hải dương, đuổi theo giết đi ra ngoài. Oanh, phanh, dung trời động mà nổ vang, tùy theo vang vọng vô biên sa mạc. Thủy thần ra tới khi, thiên địa đã hỗn loạn, ngửa mặt lên trời xem, đó là một mảnh sấm sét ầm ầm hai bên đại thế giới chính một lần lại một lần va chạm, chấn thương không tạc nứt, đâm càn khôn sụp đổ, vô số ánh đao kiếm mang, nghinh không bay múa, mỗi một đạo đều che hủy diệt chi ý. Này, như vậy cường, thủy thần hai mắt phiên lưu, khiếp sợ triệu bân chiến lực. So với hắn càng khiếp sợ chính là ác thần, càng đánh càng mộng bức. Là hắn bị phong ấn lâu lắm sao, hiện giờ tiểu tiên vương, đều như vậy xúc sinh, cùng giai đối chiến, hắn thế nhưng áp không được một cái hậu bối, không những áp không được, còn lần lượt đẫm máu, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, giống như còn càng sâu cùng lúc nguyệt thần, quá con mẹ nó tà hồ. Hư vọng, chu tiên quyết. Triệu bân xong chỉ khép lại, chỉ gian chữ triện khắc họa, kim sắc kiếm mang tung hoành cửu thiên. Này chu tiên quyết, dùng hư vọng chi lực, kiếm uy kiếm ý bẻ gãy nghiền nát bá đạo. Ác thần lại một lần biến sắc, tự kiếm mang chung người được đáng sợ lực lược, đó là hư vọng chi lực. Phốc, huyết quang hiện ra, ác thần bị nhất kiếm xuyên thủng đầu. Chưa kịp hắn đứng vững, Trời xanh liền sụp đổ, là bị một mảnh màu tím biển rộng áp sụp, đó là hồng mông chi khí thiên hải, bị triệu bân điều động, che trời lấp đất mà đến, nuốt sống ác thần. Ngô, giang giác, vẫn là kêu rên thanh, vẫn là cốt cách vỡ vụn chi âm. Ác thần lại bị áp kia, thần khu bị nghiền nứt toạc. Có phiếu thịt tiềm chất, thủy thần đã sách ra ký ức tinh thạch, cho người ta tới một cái đại đặc tả. Là hắn sai đánh giá tiểu sư thúc chiến lực, làm khởi trượng tới thế nhưng như vậy hung hãn a à, ác thần một tiếng gào giống chấn động tiên khung ngạnh sinh sinh đỉnh nổi lên hồng mông tiên hải hắn lại thay đổi hình thái thành một đầu màu đen cự long thân thể đủ vạn trượng khổng lồ nếm thử cái này triệu bân hai mắt như đuốc trong mắt kiếm chẳng phân biệt trước sau chém ra có cường đại đồng lực chống đỡ chú định này hai kiếm uy lực không tầm thường phách ác thần huyết cốt băng phi giống ác thần rít gào mang theo một mạt kêu thảm thiết ý vị Hắn lại một lần xem nhẹ triệu bân, thế nhưng ở trong mắt dưỡng kiếm. Dưỡng kiếm cũng không gì cực kỳ, ghê tởm chính là cường đại đồng lực. Nào chạy, triệu bân một bước kéo dài qua hư vô, giết đến ác thần đỉnh đầu, huy kiếm chém liền. Ác thần như cũ là ma long hình thái, ở vòng trời một lần lại một lần quay cuồng. Nhiên, mặc hắn như thế nào thi pháp, đều ném không xong triệu bân, bị phách đầu ong ong. Thật kháng tàu A, à. triệu bân càng chém càng thượng hỏa ác thần đầu quá cứng rắn, lăng phách không khai. Như thế, đến đổi một phen binh khí, hắn thu huyền thương kiếm, chiều thủy thần dò xét tay. Đao tới, ong, thủy thần bản mạng khí thế nhưng nghe hắn triệu hoán, như một đạo thần quang trùng tiêu mà đến. Triệu bân tiếp được, kén đao chém liền, dục đem ác thần đánh cho tàn phế, còn phải dùng thần binh. Đừng nói, ngoạn ý nhi này thật tốt xử, ba lượng đao vỗ xuống, cái kia bàng bàng vang. Lan, ác thần tức giận rung trời, động cấm kỵ chi thuật, mạnh mẽ chấn phiên triệu bân. Hắn bí pháp là không tầm thường, lại không chịu nổi triệu bân mặt dày mày dạn sát trở về. ầm vang, triệu công tử là mang theo lôi đình lại đây, là quá sơ thiên lôi quyết. Cực nói thần binh phối hợp thiên uy, lực sát thương không phải giống nhau bá đạo. a à, ác thần giết gào chung, càng nhiều kêu rên chi ý. Đầu của hắn đã bị phá khai rồi, huyết quang bắn ra bốn phía. Đánh, truy chết hắn. Thủy thần là quần chúng, cũng là hò hét trợ huy giả. Bạo truy đế thần, tiểu sư thúc thật là quá dài mặt. Phốc, lại là một đạo trói mắt huyết quang, ác thần cực đại long đầu bị chém lạc. liền này, kia cực đại cũng đen nhánh long khu, còn ở hư vô bên trong quay cuồng. Triệu công tử liền tự giác, chân dẫm lên long khu qua lại phi thoán, sách theo quỷ đầu đao, giết đến nào chém tới nào, đó là đao đao kiến huyết, một đao càng so một đao cường hãn, phách long khu, huyết cốt bay tứ tung, lăng là đem một tôn đế thần thân thể, hủy đi rơi rất tan tác. Năm nào, ngô tất chảm ngươi. Ác thần thả tàn nhẫn lời nói, kéo vết thương chồng chất nguyên thần, bỏ mạng khai đột. Triệu bân tự không làm, sách theo thần binh đuổi sát không bỏ, một đường truy một đường công phạt. Ta, vẫn là có chút dùng. Thủy thần loát tay áo, cũng một đường đuổi theo. Đuổi giết khi, này tiểu lão đầu cũng thay đổi một cái hình thái, thành một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, giữa mày chỗ, cũng có thần văn minh khắc, hắn khí thế, trong khoảnh khắc thăng đến nhất định. Cấm, nhưng thấy hắn chắp tay trước ngực, một giọng nói gào bá khí chắc lậu. Nói cấm liền cấm, tùy hắn dứt lời, thiên địa càn khôn mạch dừng hình ảnh. Này nhất định cách không quan trọng, bỏ chạy ác thần thân thể không khỏi cứng lại. Triệu bân tận dụng mọi thứ, nháy mắt khai vĩnh hằng chim môn, môn thể ầm ầm mở rộng ra. Ông, vĩnh hằng một mạch mạnh nhất công phạt, trước sau như một bá thiên tuyệt địa. Ác thần lại ai đau, trước một giây mới phá giam cầm, này một cái chớp mắt liền gặp vĩnh hằng quang huy, bẻ gãy nghiền nát thần bí lực lược, huề cuốn hủ bại hủy diệt chi ý, đem hắn nguyên thần đánh nứt toạc. Phong, triệu bân cùng thủy thần toàn thi đóng cửa phương pháp, mạnh mẽ khóa ác thần. Xét thấy thằng nhãi này đạo hạnh không cạn, hai người đủ dùng thượng vạn đạo phong ấn. liền nay, ác thần còn ở liều mạng dẫy dụa đáng tiếc a. À chỉ còn nửa cái nguyên thần hắn, lại vô cường hãn lực lượng, bị khóa gắt gao, mấy phen va chạm, nửa điểm bọt sóng cũng không nhấc lên, đường đường một tôn đế thần, thật đúng là liền thành phiếu thịt, chói gô cái loại này. Ngưu bức, đuốc không một trận thổn thức, hắn là từ đầu nhìn đến đuôi. Minh thần đồng dạng ở sách lưới, là đuốc không thỉnh hắn xem tuồng. Nguyệt thần đồ nhi thật mẹ nó nhiều tính, đế thần đều cấp làm bò. Ngô không tin, vô biên vô hạn sa mạc, tràn đầy ác thần tê gào. Hắn là đế thần nào, thế nhưng ngã quỷ tiên vương trong tay. Triệu bân cùng thủy thần pha thiện giải nhân ý, một người cho hắn gõ một kích buồn côn. Cái này, toàn bộ thế giới đều an tính, chỉ từng mảnh cát vàng tùy ý phi đáng. Đế thần binh A. Triệu bân ôm một cây lạnh băng chiến mâu, lăn qua lộn lại nhìn lại xem. Đây là ác thần bản mạng khí, khắc đầy thần cấp bí văn, toàn thân đều đen thui, lúc trước đánh nhau khi, bị ngoạn ý nhi này gõ vài cái, giờ phút này, nguyên thần còn đau lợi hại đâu. Đây là một phen hung tàn chi binh, nếu không phải ở phàm giới, chỉ này một vật liền đủ hắn khó chịu. Này binh, có không luyện hóa, triệu bân chọc chọc thủy thần. Có hồng mông mây tía, cần thiết có thể, thủy thần ha hả cười. Chiến lợi phẩm nhưng không ngừng này một cây chiến mâu, còn có rất nhiều dị bảo. Đế thần sao, tất nhiên là thỏa thỏa đại thổ hào, bảo vật tự sẽ không thiếu muốn nói phong ấn ác thần vị kia, cũng thật là có ý tứ, đều cấp ác thần phong ấn, cũng không nói đem bảo bối lấy đi, tới rồi tiện nghi hai người bọn họ, này nhiều tài vật, đủ ăn rất nhiều năm. Lại hồi cung điện, triệu bân thẳng đến cự môn. Hỗn độn căn nguyên còn ở, bị phong ở tế đàn thượng. Lãng phi A, à, thủy thần nhìn nhếch miệng sách lưới, quỷ hiểu đắc căn nguyên phong bao lâu, này căn nguyên chi lực đã sói mòn hầu như không còn, đến hôm nay lại xem, căn nguyên đã là vô cùng loãng có tổng so không có cường. Triệu bân so với hắn lạc quan, sử tại tế đàn thượng nhìn lại xem. Đây là hắn lần đầu thấy hỗn độn căn nguyên, so trong tưởng tượng càng kỳ dị, không gì cái nhan sắc, chính là hỗn hỗn độn độn một mảnh, lại còn có tự mang dị tưởng, đúng là thiên địa sơ khai cái loại này. Một người một nửa, triệu bân giải phong ấn, thả ra hỗn độn căn nguyên. Ta cũng đến có thể dung mới được a à? Thủy thần ho khan nói, xoay người tránh ra. Đi lên, còn gọi đi rồi hồng mông tiên hải, dục mượn hồng mông mây tía luyện ác thần chiến mâu. Này còn có chú trọng. Triệu bân trong lòng một tiếng nói thầm, khoanh chân mà ngồi. Hắn vận chuyển công pháp, lôi kéo hỗn độn căn nguyên. Này căn nguyên một khi nhập thể, liền chọc vĩnh hằng căn nguyên sao động, là phấn khởi sao động, đương nhiên, cũng cất giấu một mặt kiêng kỵ, hai căn nguyên hội tụ một chỗ, thật lâu sau không thấy dung hợp hiện ra. Triệu bân một chút không vội, công pháp không ngừng nghỉ vận chuyển, cho đến ngày thứ ba, hỗn độn căn nguyên mới bắt đầu bị đồng hóa. Ngô, triệu bân kêu rên thanh hôn mê, màu hoàng kim huyết khí quay cuồng. Chẳng sợ hỗn độn căn nguyên loáng, như cuộc tiềm tàng hỗn độn chi lực, đều bị hắn hấp thu, hóa thành hắn căn nguyên cùng thân thể chất dinh dưỡng, đây là không tầm thường tạo hóa, sẽ là một cái lột xác. Còn không thành thật, một bên khác, thủy thần gào to thanh không ngừng, mắng tất nhiên là ác thần chiến mâu. Chủ nhân đều bị đánh bỏ, nó còn hết sức phản kháng, mặc dù bị chìm vào hồng mông tiên hải, như cố thực làm ẩm ý, này thượng thần văn, cũng là lần lượt lưu truyền, kiêng kỵ thần minh chi lực. Cũng đúng, dù sao cũng là đế thần binh, có siêu cao linh trí. Nếu không phải hồng mông chi khí, thật đúng là liền luyện không hóa này tôn thần khí. Nói đến luyện hóa, đây chính là một cái thể lực sống. Tuy là thủy thần đạo hạnh, đều khí huyết huệ hoài. Không sao, chỉ vấn đề thời gian, thật chờ luyện hóa kia một ngày sách theo này binh đi tạp người thần minh ăn cũng đau đầu hắn liền ai quá đế thần binh một kích suýt nữa đem hắn gõ cái nát như lột xác thủy thân rèn luyện thần khí khi còn không quên xem nhà mình tiểu sư thúc vĩnh hằng thể là nghịch thiên huyết mạch hỗn độn thể làm sao không phải hai căn nguyên như vậy đồng hóa với triệu bân mà nói tất nhiên là nghịch thiên tạo hóa không được hoàn mỹ chính là hỗn độn căn nguyên quá thiếu oanh ầm 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 vô biên sa mạc pha không bình tĩnh vọng xem thương miểu, nhiều sấm sét ầm ầm, cũng nhiều cổ xưa dị tượng, có thể thấy thương long xoay quanh cửu tiêu, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, càng có bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào, huyền vũ thác đoạn con đường phía trước, thỏa thỏa tứ thần thú đội hình. Trưa nay, đó là vạn vật thay đổi. Núi sông cỏ cây ở diễn biến. Nhật nguyệt sao trời ở diễn sinh. Toàn bộ một phương cuồn cuộn đại thế giới. Chúng nó, đều do triệu bân dựng lên. Nho nhỏ một cái lột xác, lăng là bị hắn làm ra niết bàn đội hình. Sư phó, thật là dùng để siêu việt sao. Thủy thân lầm bẩm ngữ, tuy mệt quá sức, lại một chút không ảnh hưởng hắn cảm khái. Triệu bân dị tưởng diễn mấy ngày, hắn liền nhìn mấy ngày, vô luận là tâm cảnh, vẫn là đối đạo lĩnh ngộ, tiểu sư thúc giống như đều siêu việt cùng lúc sư tổ. Không biết khi nào, dị tượng mới tan đi. Khi cách nửa tháng, khoanh chân mà ngồi triệu bân, cuối cùng là khai mắt. Cũng như lúc trước, khai mắt nháy mắt, như kiếm ánh mắt, xuyên thủng hư vô không gian. Đãi quang huy tan đi, hắn hai tròng mắt giếng cổ không gợn sóng, càng hiện thâm thúy, tựa như một mảnh sao trời, lập lè quang, nhuộm đầy đạo ẩn. Không tồi! Triệu bân đứng dậy, hung hăng giãn ra thân thể, bùm bùm tiếng vang, tự mang bá liệt chi ý. Thủy thần cảm thụ nhất rõ ràng, nho nhỏ một cái tiên vương, khí huyết chi minh mông, sinh mệnh lực chi tràn đầy, càng sâu một đầu thương long, còn có sán sán thân thể, dạng dỡ gân cốt, đều phảng phất hoàng kim đúc nóng chợt vừa thấy so với hắn nương thái dương còn lóa mắt không hổ là đế thần binh a triệu bân đã thò qua tới thổn thức không thôi thủy thần lấy hồng mông mây tía rèn luyện đủ nửa tháng cũng không luyện diệt này thượng dấu vết có thể thấy được đế thần khí chi đáng sợ hắn chưa nhàn rỗi tế ra nguyên thần chi hỏa hai người phối hợp vẫn là thực ăn ý gắt gao đè nặng ác thần chiến mâu một cái điều động hồng mông mây tía hết sức rèn luyện một cái tác dụng nguyên thần hỏa nhắm ngay dấu vết, chiều đã chết nung khô, luyện đế thần binh ong ong thẳng run. Tiểu sư thúc, người còn đi qua ngoại vũ trụ, thủy thần rót một ngụm rượu. Không thể phủ nhận, chết có điểm xa, triệu công tử một lời nói trọng tâm trường. Chết, nói ra thì rất dài. Triệu bân không rõ ngôn. Thủy thần tắc tiểu nhíu mày, tổng giác sư thúc có gì sự gạt hắn. Chẳng lẽ, hắn tự phong mấy năm nay, nguyệt thần một mạch ra gì biến cố bằng không, triệu bân như thế nào chết đến ngoại vũ trụ. Lấy sư tổ bao che cho con tính tình, đồ nhi như vậy thê thảm, còn không được đem mặt trên nháo cái đế nhi hướng lên trời. Sao đâu, triệu bân gào to một tiếng. Thủy thần một cái chớp mắt thu thần, mới thấy đế thần binh sao động, hiểm từ hồng mông tiên hải lao tới. Có hắn ở, tự sẽ không làm thứ này nhảy nhót, một cái tát chụp được đi, cường thế chân áp. Tự một ngày này, ác thần chiến mâu lại không phiên khởi gì sóng to. Triệu bân cùng thủy thần cũng đủ chuyên nghiệp, luyện lên liền không dứt, ngạnh sinh sinh đem thần khí thượng dấu vết, xé rách một góc. Đây là cái hảo dấu hiệu. Dấu vết một khi có tổn hại, nó bị luyện hóa, liền có thể ấn thiên tính. Phá! Một cái yên lặng đêm, hai người cùng kêu lên lãnh sắt, nguyên thần hỏa cùng hồng mông mây tía toàn mãnh liệt. Rồi sau đó, đó là ông một thanh âm vang lên, phát ra từ ác thần chiến mâu, dấu vết đã hoàn toàn rách nát, liên quan này nội linh trí, cũng bị mạnh mẽ luyện diệt, thành vật vô chủ, loảng xoảng một tiếng tạp trên mặt đất, chấn cung điện đều sụp xuống, xa nhà cùng ngói, rơi xuống đầy đất. a à, mới vừa rồi thức tỉnh ác thần, hét thảm một tiếng thê lương. Nhân bản mạng thần khí bị luyện hóa, hắn gặp cái đại phản phệ, lại đương trường ngất, ngủ đều ngủ không yên ổn, kia sẽ là một cái ác mộng, sẽ không biết ngày đêm dây dưa không thôi. Hô, thình thịch, triệu bân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lung lay đứng không vững thủy thần cũng háo khí huyết khô khốc, một mông nằm liệt kia. Mệt tuy mệt mỏi điểm, nhưng kết cục khả quan, ác thần chiến mâu đã bị luyện hóa. Còn rất tiện tay, triệu bân cầm chiến mâu, lăn qua lộn lại vọng xem. Không biết lực sát thương như thế nào, nhìn nhìn, hắn không khỏi liếc về phía thủy thần. Này liếc mắt một cái, xem thủy thần trong lòng một lục bộp, nào đó không biết xấu hổ người, có phải hay không lại tưởng lấy hắn thí đao. Bang! Họ triệu không nói võ đức, thật liền một gậy gộc gõ lại đây. Thủy thần kêu thảm thiết, có thể so ác thần khí phách nhiều, đương trường đã ngủ, nho nhỏ thân thể, còn từng đợt run rẩy, miệng phun bọt mép nghi, cũng là một chuỗi tiếp một chuỗi. Khá tốt, triệu bân đối với chiến mâu ha một hơi, dùng ống tay áo lau rồi lại lau, không hổ đế thần tế luyện pháp khí, chính là đủ cường đủ bá đạo, sách theo nó đi đánh nhau, còn không được một côn quét một mảnh nào. Hắn nuốt một phen đan dược, khôi phục khí huyết, không ngừng hướng hồng mông tiên trong biển ném đổ vật, nhiều là trúc chai lọ vại bình, như linh châu, bảo đao, sát kiếm, tiên kính này đó, tự cũng không ít, tất cả đều là từ ác thần kia càn quét tới, tùy tiện xét ra một cái, đều là không tầm thường bí bảo. Vừa lúc gặp tối nay ánh trăng vừa lúc, thực thích hợp luyện hóa. Đãi hồi tiên giới, các bạn bè thân thích phân một phân, đi ra lăn lộn, kia đến trang bị hoàn mỹ. Luyện binh, còn phải là hồng mông mây tía, không phải giống nhau hảo sử. Triệu Bân nhặt được bảo, ngoạn ý nhi này khả công khả thủ, tác dụng rất nhiều. Đuốc không hơn phân nửa đêm không gì buồn ngủ, liền gác kia sủi xuống tay xem, kia tiểu tử, sẽ là khí vận bị cướp đoạt người. Lúc này mới bao lâu, không phải ở đâm cơ duyên, chính là ở đi đâm cơ duyên trên đường. Địa cung, thủy thần đã tỉnh, mặt già hát sáng trong. Mạc để ý những cái đó chi tiết, Triệu Bân nghiêm trang nói. Nói, hắn lại tắc tới một bộ bí quyển, lần này, mặt trên ghi lại chính là lực chi đạo. Cái này hảo. Thủy thần nháy mắt cười ha hả, tiểu sư thúc vẫn là rất đau hắn, tuy rằng ba ngày hai đầu tố hắn, lại cũng lâu lâu cho hắn đưa phúc lợi, chỉnh hắn, rất có một loại xúc động, tới, đánh ta đi. Nhiều đánh ta mới đốn. Triệu bân tự không biết hắn ý tưởng, chỉ cẩn trọng rèn luyện bí bảo. Tiểu sư thúc, chuyện ở đây xong rồi, cùng ta đi xem cái cố nhân đi. Thủy thần ngồi xếp bằng, đã mở ra bí quyển, chôn đầu nhỏ, xem có tư có vị. Ngươi ở phàm giới còn có cố nhân, triệu bân tùy tay sách bầu rượu. Là cái kiệt ngạo khó thuần ra hỏa, thủy thần một bên xem một bên nói. Nếu thời gian cho phép, đi một chuyến cũng không sao. Triệu bân nói, ngưỡng mắt nhìn phía thương miểu, đại càn khôn còn ở biến động, cái chắn thời khắc đều khả năng giải trừ. Hắn đã gấp không chờ nổi, gấp không chờ nổi thấy thân hiếu, cũng gấp không chờ nổi tìm kia giúp nhãi danh tính sổ. Xăm ba câu, hai người đều rơi vào trầm mặc, các có các sự làm. Trong lúc, Triệu Bân không ngừng một lần xem thủy thần, này tiểu lão đầu nhi chiến lực cha đáng thương, lại là cái đi cửa hông nhân tài, làm hắn đấu tranh anh dũng có lẽ không được, nhưng đánh phối hợp là nhất tuyệt, liền như lúc trước, mạnh mẽ giam cầm ác thần, giống nhau thần minh nhưng làm không được. Thủy thần cũng ở trộm đạo xem Triệu Bân, trước sau mấy chiến, đánh hắn là tâm phục khẩu phục, nếu hắn là cái phụ trợ hình thần minh, kia vị này tiểu sư thúc, chính là toàn năng, có thể đánh lại có thể khiêng, tiền trung hậu bài tùy này tuyển, đều có thể chống đỡ trường hợp. Ai? Màn đêm buông xuống khi, hai người tề ngẩng đầu, toàn xem thương miểu, toàn ánh mắt nhi kỳ quái. Lần này càn khôn biến động, thiên địa áp chế thế nhưng suy yếu, bọn họ vốn là bị áp đến chuẩn tiên cảnh, hiện giờ, đều lên tới tiên nhân cảnh. Liên nay, thiên địa áp chế còn đang không ngừng suy yếu, chẳng qua, tốc độ cực kỳ thong thả. Chưa chừng, mấy trăm năm sau, áp chế sẽ thả lỏng đến huyền tiên hoạt động hư cảnh. Như thế nào như thế? Triệu bân ánh mắt hơi nhíu, ánh mắt cũng minh ám không chừng. Nếu, tiên giới áp chế cũng như thế gian như vậy suy yếu, vậy thực chứng đau, báo thù chi lộ cũng sẽ biến dị thường gian nan, thần minh tao áp chế cùng không tao áp chế, là hai khái niệm. Ba ngày sau, triệu bân cùng thủy thần ra sa mạc, một đường chiều bắc đi. Có lẽ là địa thế và khí hậu nguyên nhân, phương bắc nãi nhất phái hoang vắng, thông thường phạm vi mấy trăm vạn, miểu không dân cư, thậm chí còn có, không có một ngọn cỏ, hơn nữa hiếm là quải quái nơi rất nhiều, như bọn họ giờ phút này vị trí thiên địa, mưa to tầm tã không ngừng, nơi nơi đều là thủy tai tràn lan, nhiều quỷ dị sinh vật. Không hiểu được còn ở đây không, thủy thần một tiếng nói thầm. Nghe lời này, triệu bân không khỏi tà thứ này liếc mắt một cái. Đại thật xa chạy tới, nếu tìm không được người, hắn là sẽ bão nổi. Ẩm vang, mạch một tiếng nổ vang, vang vọng phía chân trời, nhưng không phải lôi điện. Hai người lại đồng thời nhìn trời không, ầm vang thanh là một mảnh tiếp một mảnh. Như là đại chiến động tính. Tiên giới, thực náo nhiệt a, à, thủy thần nhéo nhéo dâu. Triệu bân trầm mặc không nói, lại là khói mù lung mộ tâm cảnh, không tự giác cho rằng là bạn bè thân thích ở bị đuổi giết. Hắn dự cảm, cũng đích xác không kém. Là tiểu kỳ lân gặp nạn, bị khôi đều cùng la sát chắn ở một mảnh sao trời trừ hai người bọn họ, còn giống như chiều như hải cường giả. So sánh với đầy trời thần ma, tiểu kỳ lân thân ảnh, pha hiện cô tịch. Nó gào giống, chứa đựng bi thương, cực đại thể khu, vết thương trồng chất. Ngô, triệu bân hình như có cảm ứng, kêu rên bưng kín ngực. Thủy thần theo bản năng nghiêng mắt, tổng giác tiểu sư thúc quái quái. Hắn cũng không dám hỏi, sợ một lời vô ý, chạm đến sư thúc đau xót. Trên thực tế, cũng không cần hắn chạm đến, Triệu Bân Tâm cũng ở ẩn ẩn làm đau. Mục có khả năng cập nơi, đã có thể trông thấy một tòa kéo dài núi non, cỏ cây phồn thịnh. Thủy thần chỉ phía xa kia phương, chính là kia. Triệu Bân con người giếng cổ không gợn sóng, lại là vọng không mặc càn khôn. Hắn chỉ biết, kia núi non phi tự nhiên hình thành, là nhân vi sở tạo, thậm chí hắn nhìn lén, đều bị một loại vô hình lực lượng, mạnh mẽ che lấp, cuối cùng thị lực cũng thấy không rõ hư thật. Cờ trận còn ở, hắn định cũng ở thủy thần cười nói. Cờ trận, triệu bân nghe xong hơi nhướng mày. Tới, từ phía trên xem, thủy thần cũng mặc kệ triệu công tử có nguyện ý hay không, kéo liền đi, đi bước một như diều gặp gió, bước lên mở miệt nhất đỉnh. Triệu bân định ra thân hình, lăng không nhìn xuống núi non. Cũng như lúc trước, lại mông lung mây mù ngăn cản tầm mắt. Nhiên, đẩy ra mây mù lúc sau, lại là một cảnh tượng khác. Này nơi nào là núi non, rõ ràng là một cái bàn cờ. Không sai, là bàn cờ, từng tòa núi cao dốc đứng ngọn núi, đều là từng miếng quân cờ, hắc cùng chơi gian, thả đều không phải là yên lặng bất động, khi thì còn có sấm sét ầm ầm. Đại đạo thiên cục, Triệu Bân lẩm bẩm một ngữ, hai mắt vì theo híp lại. Như bậc này cờ trận, hắn ở chí tôn thành là gặp qua. Không thành tưởng, phàm giới cũng có bậc này càn khôn. Đây là chín đỉnh chí tôn bút tích, Triệu Bân nghiêng mắt xem thủy thần. Kia dựa hoa tử nhưng không này đạo hành thủy thần cười cười đây là thái sư tổ kia tác thái sư tổ cờ thần đúng là kia chín đỉnh trí tôn cùng cờ thần ra sao quan hệ triệu bân tới hứng thú hai mạch rất có sâu xa ấn bối phận tới tính hắn cũng đến kêu ngươi một tiếng sư thúc hắn kia gà mờ đại đạo thiên cục chính là học tự thái sư tổ không thể không nói học ra dáng ra hình đâu chỉ ra dáng ra hình triệu bân hít sâu một hơi lại nghĩ tới trí tôn thành đại đạo thiên cục hắn cùng chiến thiên hành một đạo, bị nhốt cờ chung đủ trăm năm, cử tử nhất sinh mới sát ra tới. Kia lão tiểu tử, chính là cái mô phỏng cao thủ. Mô phỏng, người vĩnh sinh chi đạo, có phải hay không trí tôn thành được đến? Ân, kia hóa chí tôn thành, cũng là học tự thái sư tổ. Cũng là học, không thể đi. Chân chính trí chí tôn thành, là đại đạo thiên cục quân cờ. Thủy thần lại rót một ngụm rượu. Triều công tử bị chỉnh mơ hồ. Người ý tứ, Chí Tôn Thành không ngừng một tòa. Cũng không phải, Chí Tôn Thành chỉ một tòa, lại nhưng diễn sinh đại đạo thiên cục, nhưng xưng là ván cờ, cũng nhưng xưng là cờ trận, tạo hóa muôn vàn, biến hóa vô cùng, Sư Tôn từng ngôn, đại đạo thiên cục một khi triển khai, liền không người nhưng công phá, đáng tiếc, Thái Sư Tổ đi quá đột nhiên, Chí Tôn Thành cũng nhân hắn không có tung tích, Sư Tổ có lẽ biết được, nhưng chưa chắc có thể khai thiên cục. Trường kiến thức, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Cờ thần đại thần thông a, đem kỳ đạo tu tới rồi nhất cực hạn sao. Tú Nhi cũng thật nhịn được, như vậy bí tân, chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới quá, còn có đại ma vương, hơn phân nửa cũng biết tình, liền hắn một người, còn ngốc nghếch cho rằng cờ thần chỉ biết chơi cờ đâu. Giống, hai người chính nói khi, đột văn phía dưới một tiếng gạo giống. Triệu công tử thu suy nghĩ, lại một lần lăng thiên quan sát. Như vậy vừa thấy, nhìn thấy một bóng người, Nga không đúng, hẳn là một con con khỉ, cũng hoặc là, là một con vượt, giờ phút này, chính sách theo một cây gậy, ở trong núi lung tung làm ẩm ý, nhưng vô luận nó như thế nào nháo, chính là ra không được. Nó, chính là người cố nhân, triệu bân sờ sờ cằm. Hắn nãi vượn thần, bọn yêm đều kêu hắn yêu hầu, nãi thái cổ ma vượn cùng thượng cổ hầu tiên, kết hợp mà đến chủng loại, huyết thống cực kỳ bá đạo, nề hà thiên tính bạo ngược, thường xuyên tác loạn, chỉ đánh kẻ thù liền thôi, hắn là lục thân không nhận nào. Thủy thần từ từ nói, thái sư tổ thấy này đạo cốt pha dai, không đành lòng chu diệt, lúc này mới đem này phong tại nơi đây, là vì làm này trầm liếm tâm cảnh, hiểu ra đạo tâm. Vượn thần, triệu bân lại sách ra thần sách, mở ra nhìn lên, thật là có này ghi lại. Liên quan đến vượn thần sự tích, này thượng ký lục rất nhiều, mỗi lần đều nháo long trời lở đất. Tiểu sư thúc, đuổi kịp, thủy thần đã ném bầu rượu, từ thiên mà xuống. Triệu bân thu thần sách, cũng rơi vào núi non. Giống hai người xuống dưới khi, chính thấy vượn thần kén động gậy sắt, tiếng hô rung trời động địa. Triệu bân còn hảo, nhưng thật ra thủy thần, nghe vượn thần rít gào, đầu ong ong ong. Hảo trùng loại A. Triệu bân ánh mắt rạng rỡ trên dưới tảo lượng vượn thần. Này hầu, nên là trời sinh hiếu chiến, hơi thở không phải giống nhau bá liệt. Lại nói này thân thể, sao cái hùng vĩ lợi hại, toàn thân lông tóc, đều tựa như cương châm, đặc biệt là cặp kiêm mắt, phảng phất ẩn giấu một vòng thái dương lửa cháy bắn ra bốn phía. Mà để cho hắn xem trọng, là này huyết thống, căn nguyên dị thường bằng bạc, xé rách trong đó lôi điện, huề mãn hủy diệt chi ý. Con khỉ, biệt lai vô dạng. Thủy thần kêu gọi một tiếng, tùy tay còn lấy một kiện đại bào, đem triệu bân che lại. Triệu công tử không rõ nguyên do, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, sao còn đem ta bao lại, là ta nhận không ra người sao. Người cái thủy hóa, ăn yêm một bồng vượn thần mắng to, túm lên gậy gộc liền đánh. Sao còn như vậy tính nết, thủy thần một tay khắp ấn quyết, thế nhưng có thể thao tác cờ trận. Hảo sao, một cái trận pháp biến động, vượn thần bị chặn lại. Chặn lại, không đại biểu hắn liền thành thật, nắm gậy gộc một trận loạn kén. Mạc uổng phí sức lực, thủy thần sủi tay, phóng ta đi ra ngoài, vượn thần trong mắt lửa cháy thiêu đốt. Thả ngươi đi ra ngoài có thể, cũng không thể lại làm ầm ý. Thủy thần nghiêm trang nói vượn thần cũng là có ý tứ, đương trường dừng tay, cũng như nước thần, thần sắc nghiêm trang. Ngô tại đây trầm miên nhiều năm, đã tan hết bạo ngược, cũng đã hiểu ra đạo tâm, đại triệt hiểu ra. Nghe ta hiệu lệnh, có không làm được. Hảo thuyết, ân, trẻ nhỏ dễ dậy cúng. Thủy thần lại bấm tay niệm thần chú, thuận miệng còn mặc niệm pháp quyết. Dứt lời, liền thấy ngọn núi hoạt động, khai ra một cái lộ. Vượn thần một bước bước ra, như cái thoát cương con ngựa hoang, đầy trời nhảy nhót, từng tiếng gào giống, chấn động tiên khung. Ra tới, im rốt cuộc ra tới. Đừng gào, xuống dưới, thủy thần vẫy vẫy tay. Vượn thần lúc này mới dừng lại, ta liếc mắt một cái thủy thần. Xét thấy người phóng ta rời núi, ngô hôm nay không giết ngươi. Cút đi, ngươi này liền thực không lễ phép, nói tốt, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Nghe ngươi, ngươi tính kia viên hành, vượn thần vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Ta không tính, kia hắn đâu thủy thần tay nhỏ vung lên, xả che triệu bân áo đen. Thấy chi, vượn thần hai mắt một trận híp lại, ngươi. Vĩnh hằng thể, tiền bối hảo ánh mắt, triệu bân cười. Kêu gì tiền bối, hắn bối phận không ngươi cao. Ngạch, tiểu tể tử, hảo ánh mắt. Thật đúng là vĩnh hằng thể, vượn thần gái gái hầu mau, tùy mắt còn liếc mắt một cái tứ phương, thầm nghĩ, muốn hay không đi địa phương khác. Mát mẻ mát mẻ, nơi đây không nên ở lâu. Đừng nhìn, xuống dưới đi thủy thần ngoéo một cái tay đi người bà ngoại nguyên thần một tiếng mắng to quay đầu chạy chạy thủy thần lấy triệu bân một giọt huyết bôi trên triệu bân giữa mày đinh 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 mới vừa bỏ chạy vượn thần lại đi vòng vèo trở về cùng lúc trước bất đồng chính là hắn đầu dưa thượng nhiều một cái vòng sáng nhi đem hắn đầu khóa gắt gao kia gì đồ vật triệu bân tò mò hỏi vĩnh hàng chú chuyên khắc hắn thủy thần cười cười đêm thế gian Triệu Bân dẫn theo bầu rượu, không bờ biến đi ở minh mông đại địa thượng. Phần lớn thời điểm, hắn đều đang nhìn xem bầu trời khung, chờ chính là trông ngòn con mắt. Tính tính toán kỳ hạn, tiên phàm cái chắn cũng nên giải trừ, sao vô động tính. Phía sau, thủy thần vui vẻ thoải mái đi theo, một đường đều ở thưởng thức phong cảnh. So sánh với hắn, sách gậy gộc vượn thần, liền có vẻ héo úa ủ rũ. Bị phong đại đạo thiên cục này nhiều năm, mới ra một cái hố, lại mẹ nó nhập một cái khác hố, hơn nữa cả người khí lực không chỗ xử, thật là nghẹn khuất, muốn nói tổ tiên nhóm cũng là, chọc ai không tốt, thiên chọc vĩnh hằng một mạch tàn nhẫn người, thậm chí vĩnh hằng chú nhiều thế hệ tương truyền, tới rồi hắn này đồng lứa, lăng bị một cái tiểu tiên vương không gắt gao, này không khỏi cũng quá vô nghĩa. Đã thấy ra điểm nhi, chuyện này không lớn. Thủy thần duỗi tay nhỏ, chọc chọc vượn thần. Hắn nói chưa dứt lời, như vậy một mở miệng, vượn thần gương mặt kia, nháy mắt đen tột đỉnh, chính là này thủy hóa, đem vĩnh hằng thể dẫn này tới, tự ngay từ đầu, liền cho hắn đảo hảo hố. Ra tới đi bộ, tổng so với bị vây thiên cục trung cường. Thủy thần ta liếc mắt một cái. Vượn thần trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, cẩn thận tưởng tượng, giống như thật là như vậy lý lẽ. Cùng hắn hốn, có tiền đồ, thủy thần tắc tới một bầu rượu, thuận miệng còn bồi thêm một câu. Nhà ta tiểu sư thúc, thực có thể đánh. Nho nhỏ một cái tiên vương, có bao nhiêu có thể đánh ngươi hẳn là không gì áp lực thủy thần nhàn nhã nhéo nhéo dâu đó là hắn có vĩnh hằng chú nếu vô chú pháp khống thần mua một gậy gộc tạp chết hắn bất động vĩnh hằng chú người dám không dám cùng hắn ước một trận có gì không dám nói đến đánh nhau vượn thần tinh thần tỉnh táo nói còn vòng tới rồi triệu bân trước người ngăn cản triệu bân đường đi nhưng thêm điểm có tiền triệu bân một bên xem hư không một bên hỏi ta thắng còn mua tự do người thắng lão tử liền quy thuận vĩnh hằng. Vượn thần đạo, có tới có lui, hợp tình hợp lý, triệu bân đạm nói, cuối cùng là từ hư vô thu mắt. Xuống tay mà quá nặng, thủy thần thực tự giác lui đi ra ngoài. Hảo thuyết, vượn thần nhếch miệng cười, túm lên gậy gộc kén lại đây. Không hổ trời sinh hiếu chiến chủ, hắn này một côn đích xác đủ hung hán không gian đều bị đánh bạo. Triệu công tử không gì biểu tình biến hóa, chỉ một bước bước ra, nhẹ nhàng né qua công phạt cũng là cái này nháy mắt, hắn dương bàn tay, nghênh diện chính là cái miệng rộng tử. Bang! Thanh Thúy vang dội bàn tay Thanh, vô luận như thế nào nghe đều là dễ nghe. Vượn thần có điểm ngốc, một trường này ai trở tay không kịp, đương trường hoành phiên. veo Triệu bân tắc như bóng với hình, đuổi theo khi, còn thuận tay sách hát thần chiến mâu. Hào tiểu tử, thật xem thường ngươi, vượn thần oanh một tiếng định rồi thân hình. Thấy hắn toàn thân lông tóc dựng ngược, mỗi một cây đều như cương châm, thả có lôi tức quanh quần. Triệu bân mặc kệ này kia, giết tới phụ cận, nửa câu vô nghĩa không có, đổ ập xuống chính là một côn. Ngô, vượn thần một tiếng kêu rên, bị một côn đánh bay tứ tung hư không tám trăm trượng. Không chờ hắn đứng vững, triệu bân liền đã giết tới, lại một lần đem này kén phiên. Đế thần binh, bàng, tiểu tử, là người bước ta. Bàng, côn quét càn khôn, bàng, sau đó hình ảnh, liền không phải giống nhau đẹp mắt. Vượn thần giống như một cái bóng chày, bị triệu công tử một côn tiếp một côn, kén đầy trời phi, có lẽ là thân thể quá trầm trọng, thậm chí mỗi một lần rơi xuống, đều tạp hư vô không gian một mảnh sụp đổ, muốn nói kia hóa cũng là kháng tấu, ăn kia nhiều buồn côn, như cũ kiên quyết, chẳng những kiên quyết, còn càng gào càng vang dội, nhưng ở thủy thần nghe tới, vượn thần đó chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nên ai gậy gộc, một đốn đều không ít, kim sắc huyết quang, bắn mãn thương không nhìn đều đau. Thủy thần xem có tư có vị, sách theo ký ức tinh thạch, cho người ta tới một cái đặc tả. Luận đánh nhau, còn phải là tiểu sư thúc, kiệt ngạo khó thuần vượn thần, đều bị đánh đứng không vững. Đích xác, vượn thần đã phân không rõ đông tây nam bắc. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, không phải sao kim nhi chính là côn sát tử. Triệu bân liền tùy ý, không gì hoa hòe lè lẹt, cũng mặc kệ đối phương là gì cái thủ đoạn, chỉ dùng ác thần chiến mâu tiếp đón, không gì là một đốn gậy gộc giải quyết không được, nếu một đốn không được, vậy hai đốn, nhiều gõ như vậy vài cái, tổng có thể cho này chỉ con khỉ đánh phục. Oanh! Lại là nửa bầu trời sụp xuống, là bị vượn thần tạp sụp. Không gian cái khe bay múa, đem hắn thân thể phách huyết hát tung hoành. Triệu công tử theo sau liền đến, trong tay chiến mâu, ong ong thẳng run. Đinh! Vượn thần dơ lên mau nhún nhún tay, sao xem đều giống đầu hàng. Không đầu hàng không được, lại ai mấy cây gậy, sẽ bị đánh nát. Phục, phục, phục liền hảo. Triệu bân như gió đi qua, cùng không có việc gì người dường như, vừa đi một bên nhìn không chung. vượng thần đã có thể không này hảo tâm tình, dưới chân phẳng phất dẫm bông, lung lay. Này cũng chưa gì, chủ yếu là đau, đầu đau, dạ dày đau, thận đau. Toàn thân đều đau, ai ra ta ngoan ngoãn. Thủy thần đó là một đường chạy chậm mà đến, trước tiên sam ở vượn thần, con khỉ lúc này mới đứng vững, gậy gộc đều không cầm, chỉ lo vùi đầu rụi mắt. Đều nói xuống tay nhẹ điểm, xem cho người ta đánh. Thủy thần nhếch miệng sách lưỡi. Ta, phốc, vượn thần một hơi không sao xuyến thuật, đương trường phun lão huyết. Hố, này mẹ nó lại là cái hố, cái này sát ngàn đao thủy hóa, cho hắn quải mương đi. Thuyết phục liền phục. Vượn thần an phận không ít, xem triệu bần ánh mắt nhi cũng mãn hàm kiêng kỵ. Là hắn nhìn lầm, này hóa nội tình cực kỳ hùng hậu, vô luận chiến lực vẫn là tâm cảnh, đều cực kỳ cường hoành bá đạo, mặc dù không cần kia đế thần binh, hắn cũng giống nhau không phải này đối thủ, vĩnh hằng một mạch ra yêu nghiệt, không chút hít bản lĩnh, thật làm không được người nọ đồ nhi. Nói đến người nọ, hắn còn pha rác cả người gió lạnh vèo vèo. Nguyệt thần kia đàn bà nhi xuống tay, có thể so triệu bân ác hơn nhiều. Hắn là có bao nhiêu bi thôi, một mạch tổ tôn ba người đều tấu quá hắn. Oanh! Chính lúc đi, Đột phân thiên địa một trận lắc lư, hư vô hà quang vạn đạo Là tiên phàm cái chắn giải, chẳng qua cũng như năm đó, chỉ thượng không dưới Triệu bân ánh mắt như đuốc, một bước lên trời mà thượng, chờ một ngày này lâu lắm Nhiên, chưa kịp hắn đang lâm tiên giới, liền thấy một con bàn tay to ngang trời Lại cho hắn bắt trở về, cùng chi nhất đạo bị bắt đi còn có thủy thần cùng vượn thần Khoảnh khắc biến mất ở trong thiên địa Vèo ba người lại hiện thân, đã là một đỉnh núi, có một lão nhân gác kia ngồi sổm. Nãi phàm giới chế tài giả, hơn phân nửa đêm như cũng ngủ không được, muốn tìm người tâm sự. Vượn thần cùng thủy thần thấy chi, đều một trận nước tiểu run, đều có đường trường khai lưu tư thế. Chế tài giả cũng không phải là hảo điều, năm đó nhưng không thiếu thu thập bọn họ, đến nay còn đốn rác đau đớn. Bắt ta làm chi, triệu bân cao mày xem đúc không? Có người muốn gặp ngươi, chế tài giả đánh ngáp một cái. Ai? Minh thần. Vì sao thấy ta? Muốn cùng ngươi tâm sự. Không rảnh. Triệu bân nói liền xoay thân, thiên giới bạn bè thân thích, còn chờ hắn đâu. Hắn lại lên trời, rời đi thế gian, có thể trách dị chính là, trước mắt lại một mảnh hắc ám, bên tai nhiều lệ quỷ kêu rên, cũng nhiều âm phong nhi tàn sát bừa bãi, mắt to một nhìn, này mẹ nó âm phủ. Trước hai ngày không tại tuyến, đại gia khấu khấu lưu ngôn, ta sẽ mau chóng hồi phục. Audio điện tử võ tấn bền. Đuốc không, người đại gia. Triệu bân sử tại trong bóng tối, hướng lên trời mắng to, sắc mặt hát sáng trong. Hắn là muốn nhập tiên giới, hiện giờ tới âm phủ, định là đuốc không dở cho quỷ. Đi địa phương khác đảo còn hảo, cố tình là minh thần địa bàn, chẳng lẽ không biết kia hóa, từng truy quá nhà hắn tú nhi sao? Như vậy không khỏi phân trần đưa hắn xuống dưới, còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Không nghe thấy, chế tài giả moi moi lỗ tai, đã đem vượn thần cùng thủy thần quải trên cây. Này hai tiểu tể tử, thực không an phận, năm đó nhưng không thiếu cho hắn quấy rối Tối nay ánh trăng đúng lúc, thực thích hợp lấy máu, hắn thích thu thập huyết mạch. Ngô, ở Minh Hà chờ ngươi. Lời này xuất từ Minh Thần, toàn bộ địa phủ cũng chỉ triệu công tử một người nghe thấy. Triệu bân tuy là ánh mắt nhíu chặt, nhưng vẫn là đi qua, chạy là không chạy thoát được đâu. Âm phủ, hắn từng đã tới, là giúp đuốc không ăn cắp minh hà chi thủy, lần này lại xuống dưới, lại là một khắc phiên tâm cảnh, liền ngoại vũ trụ đều đi qua, hắn cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn. Bồn vũ trụ, hay không có thập điện diêm la? Đi ngang qua một tòa vùng sát cổng thành, triệu bân chiều kia phương nhìn thoáng qua. Có quỷ hồn lộ quá, xem hắn ánh mắt nhi phá lệ kỳ quái. Trên đường, hắn còn gặp được đầu trâu mặt ngựa, khóa hai cái quỷ hồn, thẳng đến u minh, nếu không phải có việc trong người, hắn chắc chắn cùng qua đi nhìn một cái, hay không như ngoại vũ trụ minh giới như vậy, cũng có một tòa diêm la điện, cũng có cái phán quan cùng hắc bạch vô thường, gác kia phê chứa công văn. Hắn đến Minh Hà Khi, chính thấy lưỡng đạo mơ hồ bóng người, ngồi ở bờ sông trước chơi cờ. Nga không đúng, không phải hai người, thứ nhất là phân thân, một cái khác mới là bản tôn. Triệu bân theo bản năng sờ sờ cầm, Minh Phủ, Thế Gian, tiên giới tam đại chế tài giả, giống như các có hỉ hảo, một cái thích câu cá, một cái thích khắc khắc gỗ, vị này cũng có hứng thú, nên không phải thường xuyên cùng tự mình phân thân đánh cờ đi. Lấy này tới tìm hiểu đại đạo. Nói thầm về nói thầm. Hắn cũng không dám làm càn. Minh thần chính là âm phủ chúa tể, khống chế minh phủ đại càn khôn, chớ nói hắn một cái tiên vương, tuy là đế thần thậm chí chuẩn hoang thần xuống dưới, ở này trước mặt cũng đến thành thành thật thật. Gặp qua tiền bối, ba bước có hơn, triệu bân chắp tay hành lễ. Tới, minh thần đạm nói, nhìn nhìn bàn cờ, khởi tay rơi xuống một tử. Triệu bân yên lặng đi phía trước thấu một bước, không tự giác gian, còn nhìn nhiều liếc mắt một cái minh thần, tuy là khoảng cách như vậy gần, hắn như cô thấy không rõ này tôn thần khuôn mặt, chứng kiến toàn mơ hồ một mảnh. Ngoại vũ trụ đế, đúng như ngươi nói như vậy cường. Minh thần từ từ nói, cầm ở trong tay kia viên quân cờ, thật lâu chưa lạc. Có quan hệ ngoại vũ trụ sự, đúc không đã cùng hắn nói, đều có vài phần tò mò, sâu không lường được triệu công tử nói liền trôn đầu gác kia liên tiếp dụi mắt chế tài giả cũng không thể loạn xem xem nhiều hai mắt liền sẽ mạo sao kim minh đế so với ngô như thế nào minh thần nói lại rơi xuống một tử kia muốn xem ở đâu đánh triệu bân chưa cho đáp án bởi vì đáp án không xác định minh thần đi ngoài vũ trụ chỉ định bị truy minh đế nếu tới đây vũ trụ khẳng định bị tấu đều khai quải, nhà ai sân nhà liền ai mạnh bái. Người này bình luận, đảo cũng đúng trọng tâm. Ngoại vũ trụ càn khôn, thực phức tạp. Triệu bân mắt, cuối cùng là khôi phục thanh minh. Hắn chưa dám lại xem minh thần, nhìn phía bàn cờ. Như vậy một nhìn, ai nhà uy, đại đạo thiên cục. Đương nhiên, này chỉ là một cái ván cờ, dù vậy, cũng xem hắn hoa cả mắt, duyên nhân mỗi một viên quân cờ, đều giấu giếm biến hóa, tạo hóa vô cùng, rõ ràng là một cái bàn cờ, lại càng giống một phương đại thế giới, thân là quần chúng hắn, đều đốn giác tự mình dị thường nhỏ bé, giống cực kỳ nhỏ bé, nói là quan sát, chi bằng nói là đứng ở vực sâu nhìn lên. Lại một lần, hắn đối cờ thần tâm sinh kính nể, phía trước có cái chín đỉnh trí chí tôn bắt trước, hiện giờ lại tới cái minh thần bãi cờ phá cục, nếu đem tú nhi cũng coi như tiến vào, kia cờ thần bức cách, còn sẽ càng cao, người bình thường, nhưng giáo không ra nguyệt thần kia cấp bậc những người khác mới. Tiền bối kêu ta tới, là vì chuyện gì? triệu bân nhỏ giọng hỏi một câu ngô cùng nguyệt thần rất nhiều ăn tết tìm không được nàng nhưng không được tìm ngươi tâm sự minh thần chậm rãi bưng chén rượu trước rơi xuống một tử mới ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ngài lão chính là u minh chúa tể cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ triệu bân cười gượng nói khó được tới ngô âm phủ một chuyến người dù sao cũng phải lưu lại chút cái gì minh thần cũng là có ý tứ khi nói chuyện cùng phân thân thay đổi vị trí đồng dạng là đánh cờ chẳng qua hai người thay đổi binh cùng đem mà bàn thượng quân cờ đó là bọn họ binh tướng lúc này đang ở cờ trung chiến trường chém giết ầm vang không dứt bên tai ngoại vũ trụ mang đến đặc sản hiếu kính ngài lão triệu công tử pha hiểu chuyện cấp minh thần tắc không ít bảo bối minh thần cũng thật sự xem cũng chưa xem liền thu ngoại lai vật kiện nhi sao đặc sản cũng hảo chân quý bản cũng thế hắn đều rất là tò mò cũng không có việc gì còn có thể nghiên cứu nghiên cứu. Ngồi, minh thần nhẹ phẩy tay áo, lời nói thâm hậu trầm. Tuy hắn dứt lời, này phân thân mạch tiêu tán. Bàn cờ quy về bình tĩnh, lại vô nửa viên quân cờ. Ta chỉ là cái tiểu tiên vương. Sao đều thích tìm ta chơi cờ. Triệu bân một tiếng nói thầm, nhưng vẫn là ngồi ở minh thần đối diện. Ngồi xuống mới biết, có một cổ rộng rãi chi lực chiều hắn thổi quét, thậm chí chân trước vừa ngồi xuống, Liền suýt nữa bị đâm nhảy ra đi, cùng thần minh đánh cờ, không vài phần đạo hạch, thật đúng là liền ngồi không xong, liền này, minh thần còn chưa lộ uy áp, chẳng sợ một tia, cũng đủ hắn khó chịu. Đến tận đây, hắn mới thấy rõ minh thần tôn vinh, là cái phong thần như ngọc thanh niên. Nếu là so với ai khác soái nói, minh đế chỉ định không được, vị này chính là cái mỹ nam tử. Hắn nửa điểm không khách khí, dẫn đầu rơi xuống một tử, thần minh hẳn là không để bụng này đó. Đích xác minh thần không để bụng, túng hắn cờ nghệ lại lạt, còn có thể so triệu bân càng lạt, nguyệt thần đồ nhi, ngộ tính là không kém, nhưng cờ thần chi đạo, thứ này giống như chưa kế thừa nửa phần, chỉ vào tiểu tử này khai đại đạo thiên cục, quỷ hiểu đắc phải chờ tới ngày tháng năm nào a à. Thua, cùng thần minh đánh cờ, triệu bân lại thua một hồi. Này cũng không mất mặt, rốt cuộc minh thần lắng động lại mấy vạn năm. Chính cái gọi là, có đi mà không có lại quá thất lễ, minh thần cũng cho triệu bân một vật đó là một cái màu đen hộp ngọc, mở ra tới xem, này nội phóng một đạo phù. Triệu bân hai mắt híp lại, như vậy phù hắn chưa bao giờ gặp qua, tự ẩn nếu hiện thần văn, xem hắn hai mắt máu tươi chảy giật, nhiều xem vài lần, thọ mệnh cùng tiên lực, bao gồm bản mạng khí huyết, đều ở cực nhanh trôi đi, hơn nữa cản đều ngăn không được, bị thần minh chi lực hóa diệt. Bang! Hắn vội hoảng thu mắt, tùy tay đóng hộp ngọc, đây là cái gì phù? Nên biết được khi sẽ tự biết được, thích đáng bảo quản minh thần báo cho nói triệu bân chưa dò hỏi tới cùng đem hộp ngọc phong vào vĩnh hằng giới minh thần kêu hắn xuống dưới cố ý đưa vật ấy liền chứng minh này phù không đơn giản làm không hảo khóa hủy thiên diệt địa lực lượng hắn có một loại kỳ quái cảm giác minh thần này cử cùng nguyệt thần hình như có liên hệ đi thôi minh thần lại nhẹ phẩy ống tay áo tiễn đi triệu bân nói thực ra hắn xem triệu bân thứ này vẫn là thực thuận mắt đặc biệt đối này đậu bức tiềm chất phá lệ thưởng thức điểm này nhưng thật ra cùng nguyệt thần kia đàn bà nhi giống nhau giống nhau Vèo, triệu bân lại hiện thân đã là chế tài giả ngọn núi lọt vào trong tầm mắt liền thấy thủy thần cùng vượn thần kia hai nhị hóa một tả một hữu ngồi ở dưới tàng cây đôi tay còn an an phận phận đặt ở trên đùi như hai phạm sai lầm học sinh tiểu học rũ đầu héo úa ủ rũ nhìn dáng vẻ bị chế tài giả thu thập không nhẹ nói đến chế tài giả kia tư đã thấu đi lên đối với triệu bân ngoéo một cái tay lấy ra tới, cấp ngô nhìn một cái. Cái gì, triệu bân ra vẻ khó hiểu. Minh thần liền không đưa ngươi điểm như gì bảo bối. Không, lấy đến đây đi ngươi. Đuốc không lười đến vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ. Nếu không sao nói là chế tài giả, thủ đoạn chính là cao, làm lơ triệu bân vĩnh hàng giới cái chắn, nhẹ nhàng từ bên trong lấy ra một vật, ân. Cũng chính là cái kia phong ấn thần phù hộp ngọc. Triệu bân có chút mặt hắc, quan nhi đại chính là hảo A đuốc không không cho là đúng, đã khai hộp ngọc, đã lấy ra thần phù, treo ở lòng bàn tay nhìn lại xem, một bên xem còn một bên thổn thức sách lưỡi, danh tác A. Này phù chung, phong vật gì? Triệu bân nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là thứ tốt, đuốc không không rõ ngôn, lại đem thần phù thả lại hộp ngọc, thuận tiện, còn thêm vào vài đạo phong ấn, cũng như minh thần như vậy, báo cho một phen. Này phù, bảo quản cho tốt, mà cùng người khác xem. Triệu bân nghe ánh mắt hơi nhíu, trước có minh thần sau có đúc không hai đại chế tài giả đều như thế này đạo phù đến tột cùng đề cập kiểu gì bí tân hắn chưa nghĩ nhiều thu hộp ngọc liền lên trời mà đi vượn thần cùng thủy thần cũng chân cẳng ma lưu một cái so một cái chạy trốn mau đi đâu đều bị đái tại đây cường đúc không này lão đông tây quá con mẹ nó không biết xấu hổ ai nhìn triệu bân dần dần đi xa bóng dáng đúc không một tiếng thở dài hắn tỏa trấn thế gian vô tận năm tháng có thể làm hắn xem thuận mắt hậu bối nhưng không nhiều lắm. Mà triệu bân, đó là một trong số đó, thực sự không nghĩ kia tiểu tử đi chịu chết, lấy này tu vi, tiên giới bãi cũng không tất cháo được, càng chớ nói thần giới, thật chờ kẻ thù một chúng đại thần kết cục, ai giúp hắn khởi động kia phiến trời ạ. À? Oanh! Khi cách ba năm xuân thu đông hạ, triệu bân lại một lần bước vào tiên giới lãnh thổ quốc gia. Trọng sinh sau lại trở về, tâm cảnh tự bất đồng, trong trí như hình ảnh rõ ràng trước mắt. Như hắn, vượn thần cùng thủy thần, thậm chí tàn hồn trạng thái trường sinh tiên, cũng rất nhiều cảm khái. Sao không thấy người lạc? Vượn thần gái gái hầu mau nhi, tả nhìn hữu xem. Đồng dạng sự, thủy thần cùng triệu công tử cũng ở làm. Xem qua, mới biết đây là một mảnh tính mịch sao trời. Tiếp được đi đâu? Đi có người địa phương. Triệu bân phất tay tế ra vực môn, cái thứ nhất bước vào. Vượn thần tuy không thế nào tình nguyện, nhưng vẫn là đuổi theo đi vào thủy thần tùy theo đuổi kịp, trong lúc còn không khỏi nhìn nhiều triệu bân liếc mắt một cái. Không biết vì sao, tiểu sư thúc tự nhập tiên giới, thần thái liền có chút không đúng. Triệu bân trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng xem ngoại giới. Này phiến tinh vực sở dĩ miểu không dân cư, toàn nhân chiến loạn, nhìn thấy nghe thấy, toàn phế tích một mảnh, tàn phá hài cốt, phân loạn thiên thạch, nhiễm huyết chiến xa. Tùy ý có thể thấy được. Cẩn thận nghe, phảng phất còn có thể nghe nói oán linh kêu rên nhiều năm như vậy đi qua, còn như vậy hỗn loạn bất kham. Vượn thần tùy ý liếc mắt một cái bên ngoài, không gì tình cảm biến hóa. Tiên giới vẫn là cái kia tiên giới, cuồn cuộn, cổ xưa, lại cũng là cùng với ách nạn cùng hỏa kiếp, như lúc này thân ở này phiến tinh vực, hẳn là chính là chiến hỏa vật hy sinh. Có người, thủy thần mạch một tiếng gào to. Triệu bân cũng đã trông thấy, trước tiên ra vực môn. Đó là cái sức sẹo lão nhân, đang ở một mảnh chiến trường di tích đi bộ, như tựa một cái mua khách, chọn lựa, phàm nhìn thấy hữu dụng đồ vật, liền sẽ nhét vào sau lưng bao tải to. Thực hiển nhiên, hắn là chạy này nhặt mót. Triệu bân tựa một đạo quỷ mị, từ trên trời giáng xuống. Sứt sẹo lão nhân bị kinh run lên, theo bản năng lui ra phía sau một bước, trên dưới tảo lượng triệu bân, nề hà đối phương che một kiện áo đen, thấy không rõ tôn vinh, phía sau kia hai cũng các có che lấp. Đạo hữu tiên giới mấy năm nay, nhưng có đại sự phát sinh. Triệu bân nói, tắc tới một cái túi chữ vật, thả đủ mười mấy vạn tiên thạch, là cái gọi là tiền trà nước. Xuất sẹo lão nhân theo bản năng tiếp nhận, còn tùy tay mở ra tới xem, ai nhà uy. Tiền. Thấy triệu bân còn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, hắn mới ngượng ngùng cười, mà lưu sủy túi chữ vật. Có, tiên giới mấy năm nay đại sự nhưng nhiều. Tiên giới đại chiến biết đi, đánh tặc náo nhiệt. Không nói mặt khác, ta liền nói nguyệt thần táng diệt, ta. Nguyệt thần đã chết, không đợi sứt sẹo lão nhân đem nói cho hết lời, liền thấy thủy thần một bước tiến lên, lược hiện vẩn đục lão mắt, còn nhiễm một mặt huyết sắc. Chớ nói hắn, liền vượn thần đều lông mày cao gầy. Kia đàn bà nhi, chính là tự thành luân hồi, còn có thể táng diệt. Ách, đã chết. Sứt sẹo lão nhân gật gật đầu, xem thủy thần ánh mắt nhi có điểm quái. Này ba vị, sợ là vừa từ vùng núi hẻo lánh ra tới, bằng không, như thế nào không biết ba năm trước đây kia chàng tiên giới đại chiến. Thủy thần nghiêng mắt, thân thể căng chặt xem triệu bân, hai mắt đã sung huyết. Sứt sẹo lão nhân nói hắn không tin, hắn muốn nghe tiểu sư thúc chính miệng nói. Tiếp tục, triệu bân nhàn nhạt nói, xem chính là sứt sẹo lão nhân. Ít ỏi hai chữ, nghe thủy thần là lệ nóng doanh tròng. Không cần đáp án, này hai chữ là đủ rồi, sư tổ thật sự táng diệt, tiểu sư thúc hiển nhiên là biết đến, khó trách này một đường, đều không thấy hắn đề cập sư tổ, mấy năm nay, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao còn khóc đâu, sứt sẹo lão nhân nhìn thoáng qua thủy thần. Người mẹ nó nhưng thật ra nói a à, vượn thần mắng. Nói nói nói, sứt sẹo lão nhân thu mắt, túm túm ống tay áo, nháy mắt khai làm nhảm hình thức, kia chàng đại chiến đánh thảm thiết a à. Đủ một trăm nhiều tôn thần minh, vây công nguyệt thần đồ nhi, ân. Cũng chính là đại la thánh tử triệu bân, hắn nho nhỏ một tiên vương, như thế nào địch nổi chúng thần vây công, bị đánh thân hủy thần diệt, đáng thương nguyệt thần, cũng đáng thương vĩnh hằng truyền thừa, đều là muôn đời không một tàn nhẫn người, thế nhưng chết ở nhất bang bọn chuột nhắt trong tay. Hắn này một phen lời nói không quan trọng, nghe kiệt ngạo khó thuần vượn thần, đều theo bản năng sườn mắt, lần đầu tiên rất là trịnh trọng tạo lượng triệu bân, ánh mắt nhi như xem quái vật, thiệt hay giả, một trăm nhiều tôn thần minh, cũng chưa lộng chết người nha, người con mẹ nó mệnh đủ ngạnh a. À. Trận chiến ấy, thổi quét toàn bộ tiên giới, nói chung, tiên đình, đạo gia, đại la tiên tông, tám đại thánh địa, đúc kiếm thành, thao thiết tộc, giao nguyệt cung, thương xà một mạch, đỏa thế hoàng tuyền, cửu u luyện ngục, huyết tộc. Quá nhiều quá nhiều thế lực đều tham chiến, không thiếu thần minh, còn có đế thần kết cục, cơ hồ mỗi một mảnh sao trời, đều có chiến hỏa, đánh chính là trời sụp đất nứt. Nói đến này, sức sẹo lão nhân rót một ngụm rượu, tiếp tục nói. Chiến tranh tàn khốc, không biết hủy hoại nhiều ít truyền thừa, cũng không biết táng nhiều ít tuyệt đại người tài. Như khi minh, cùng đế thần chiến, chiến thân tử đạo tiêu như kiếm thánh huyết đua chúng trí tôn tới rồi chỉ còn một thanh đoạn kiếm như bá đao tà quân thánh quân đạo quân nói tiên mộng tiên phượng ngâm hắc bạch song sát không có chỗ nào mà không phải là giết thần minh nghe tiếng sợ vỡ mật lại cũng một cái so một cái chết thảm thiết nghe thế thủy thần đã là rơi lệ đầy mặt đây là lịch sử sao hắn ngủ say mấy năm nay lại có như vậy một hồi chiến tranh nhà mình truyền thừa thế nhưng chết trận như vậy nhiều người so sánh với hắn, vượn thần liền phá lệ phấn khởi, sán sán mắt, lửa cháy thiêu đốt. Như vậy cái đại trường hợp, hắn sao liền không đuổi kịp đâu. Nếu sớm mấy năm ra tới, hắn có thể từ đầu làm đến đuôi, không gì nguyên do, lão tử chính là thích kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiếp tục, triệu bân bình tĩnh dọa người. Nhưng, bình tĩnh dưới, lại cất giấu một cái giết gào linh hồn. Kia chàng đại chiến, đủ rằng có ba năm nguyệt. xuất sẹo lão nhân hiển nhiên chưa phát hiện dị trạng, còn gác kia đại phun đặc phun. Đại chiến tuy hạ màn, nhưng chuyện này không để yên. Càng nhiều thần minh kết cục, mãn tiên giới làm vây sát. Nhất thảm bất quá triệu bân thân nhân cùng bản cũ, tiên tông tổ địa bị phá, chết chết, tàn tàn, trốn trốn. Bị đuổi giết bị đuổi giết, có không ít người hài cốt, giờ phút này còn ở cửa thành lâu tử thắt cổ đâu. Không ai dám thế bọn họ nhặt xác, ai dám trêu chọc a à. Nghe được nơi này, trường sinh tiên tàn hồn, cũng cự chiến không thôi. Tiên tông tổ địa bị phá, hắn đại la tiên tông hủy diệt triệu bân cuối cùng là áp lực không được nhiễm huyết lệ quang đã mơ hồ tầm mắt ba năm tới nhiều ít ác mộng a à. hiện thực thế nhưng so ác mộng càng thảm thiết ánh ảm đạm ánh sao triệu bân ba người càng lúc càng xa triệu bân trầm mặc dọa người thủy thần cũng là chỉ tự không nói nhiên hai người trong lòng đều có một bút chướng kẻ thù họ kẻ thù danh đều như từng đạo dấu vết khắc vào bọn họ linh hồn chung có một cái tính một cái không chết không ngừng đi theo ngươi có giá đánh vượn thần sách theo cái gậy gộc đi nào đều đang tìm tư chuyện này bất quá nói trở về này một mạch truyền thừa đích xác có đủ thảm đặc biệt là triệu bân thân hiếu ăn không ngừng một hồi đại thanh tẩy còn có mấy cái có thể sống muốn nói cũng là nguyệt thần táng diệt đế tiên thân chết có thể giữ thể diện hai tôn đại thần đều không ở có thể đánh thắng mới là lạ không sao Triệu Bân là một nhân tài, cho hắn mấy trăm hơn một ngàn năm, một đường làm đến thần minh, đều không phải là việc khó. Như thế nào thua, liền như thế nào đánh trở về bái. Việc này, hắn đến cắm một chân, hắn thích đánh nhau. Ông, vực môn lại căng ra khi, đã là một mảnh thê lương sao trời. Đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy một ngôi sao, tràn đầy rách nát chi tượng. Này, đó là nguyệt thần nơi táng thân, đến nay còn có huyết khí tung bay. Năm đó, người chính là tại đây chết trận, vượn thần trên dưới tả hữu vọng xem. Nói, hắn còn động suy đoán, có thể mơ hồ nhìn thấy năm xưa tình trạng, lại thấy không rõ. Rõ ràng cùng không, giờ phút này đều dâu Ngẫm lại một trăm nhiều tôn thần, liền có thể não bổ kia hình ảnh. Sư tổ, thủy thần lại một lần rơi lệ đầy mặt, dẫn theo bầu rượu, một đường nghẹn ngào một đường dài. Liền vượn thần đều có thể suy đoán ra năm đó mơ hồ cảnh tượng, hắn lại như thế nào vọng không thấy thảm, trận chiến ấy đánh quá thảm thiết, nhà hắn tiểu sư thúc, cũng chết quá bi tráng. Triệu bân mặt xám như cho tàn, như cố cưỡng chế giết gào linh hồn. Không sai, đây là hắn năm đó chết trận nơi, hết thảy hãy còn ở hôm qua. Hắn nhớ rõ thanh, mỗi một gương mặt hắn đều nhớ rõ, lần này sát trở về, đó là đòi nợ. Phương xa, một tòa kính thiên mộ bia, nghiêng cắm ở sao trời chung. Này thượng có một hàng văn tự, thình lình viết, Nguyệt thần chi mộ, mộ bia loang lổ bất kham, không ngừng nhiễm máu tươi, còn dùng từng điều lạnh băng xích sát khóa. Trưa nay, đó là thượng vàng hạ cám phù chú, dán nào đều là. Nên là kẻ thù việc làm, muốn lấy này pháp, nguyên rủa nguyệt thần vĩnh thế không được siêu sinh. Nhất trói mắt không phải này đó, mà là mộ bia dưới, đôi từng mảnh hài cốt, có tàn chi đoạn tí, cũng có tẩm huyết ra người, chưa từng khô cạn máu tươi, còn ở tùy ý chảy lưu, biết đây là nguyệt thần phần mộ, không biết, còn tưởng rằng đây là một tòa bãi tham ma. T. Thấy trường hợp này, tuy là thiên tính bạo ngược vượn thần, đều đảo chiều khí lạnh. Này những hài cốt, đương nhiên không phải kẻ thù, hơn phân nửa là cùng nguyệt thần một mạch có quan hệ người, bị đồ tánh mạng, đem hài cốt ném ở nơi đây, mục đích rõ ràng, ghê tởm nguyệt thần. A. thủy thần cuối cùng là áp lực không được, nhưng ngả lảo đảo phát gục ở mộ bia hạ, như một cái ném chí thân hài tử, ôm kia từng khối tàn phá bất kham hài cốt, gào khóc vượn thần tuy tưởng an ủi, nhưng cuối cùng là không nói xuất khẩu. Loạn thế sao, được làm vô thua làm giặc, từ xưa như thế. Đã là nguyệt thần một mạch thua, liền chú định thực thê thảm. Triệu bân như tấm bia to, đứng ở mộ bia hạ, đồ sộ bất động. Phấn mặt cũng hảo, nguyệt thần cũng thế, hắn đều nhớ rõ kia phân thêm mỹ. Sư tôn, hắn chậm rãi đóng hai tròng mắt, lấy hắn linh hồn kêu gọi, kêu gọi nguyệt thần vong linh. Đây là hắn lần đầu tiên, dùng sư tôn xưng hô, kêu gọi kia tôn vang dội cổ kim nữ thần minh. Mạc hô, còn có thể cho nàng kêu trở về không thành. Vượn thần gái gái hầu mau. Có thể. Này sẽ là triệu bân trả lời. Năm đó, hắn sở dĩ tử chiến không lùi, chính là đang đợi nguyệt thần ý chí. Hắn cũng đích xác chờ tới. Nguyệt thần chín đại thần binh hiện thế, chính là tốt nhất chứng minh rồi. Ý chí trở về, nguyệt thần liền có trở về thế gian hy vọng. Kêu gọi, thủy thần cũng ở kêu gọi, linh hồn chi âm bi thương cũng nghẹn ngào. Nàng sư tổ từng vì thiên đạo, tự thành luân hồi, tuyệt không sẽ dễ dàng táng diệt. Kỳ dị một màn, tùy theo hiện ra, nhìn mộ bia hạ hải cốt, đều nhiều một mặt ánh sáng. Thần, tiền bối, thái sư tổ, đủ loại thanh âm cùng hò hét, tại đây mấy cái nháy mắt, liên tiếp vang lên. Đó là đã chết phong linh, tựa cũng ở kêu gọi, kêu trời xanh đều sấm sét ầm ầm. Ai, vượn thần một tiếng thở dài, tìm chỗ ngồi ngồi kia. Này một mạch truyền thừa, đều là chấp niệm thâm hậu người. Ông, kêu gọi trong tiếng, mộ bia ông rung động như vậy một chút. Vượn thần xem những mày, quay đầu lại nhìn lên, chính thấy khóa mộ bia xích sắt, xôn xao vang lên, còn có này thượng phủ chú, cũng đều như khô vàng lá cây, một đạo tiếp một đạo bay xuống. Đông, không kịp vượn thần phản ứng, lại có tiếng chuông mạch vang lên. Này tiếng chuông, cổ xưa xa xưa, nghe chi liền linh hồn chấn động ta không nghe lầm đi tang thần chung vượn thần moi moi lỗ tai đáng tiếc lại đi tĩnh tâm nghe tiếng chuông đã trừ khử không thấy sư tôn triệu bân âm sắc nghẹn ngào còn ở một lần lại một lần kêu gọi trời xanh không phụ người có lòng vận mệnh chú định tựa thực sự có như vậy một câu hồi âm đồ nhi là ta ta đã trở về triệu bân cũng áp lực không được trong khoảnh khắc huyết lệ tung hoành lại là thần kỳ một màn, ở tối tăm trung trình diễn. Mộ bia thượng có điểm điểm ánh sáng lập lè, từng giọt từng giò trôi nổi lên, như đom đóm, treo ở giữa không trung, lẫn nhau chi gian ở dung hợp, điểm điểm thần quang, dần dần biến lộng lẫy. Này cũng đúng, vượn thần xem hai mắt viên lưu, là mắt thấy một chút ánh sáng, tụ thành một vòng bạch ánh trăng. Kia ánh trăng, sáng tỏ cũng không hạ, tưới xuống ánh trăng, tắc mộng ảo xa xưa. Sư tổ, thủy thần ngưỡng đầu nhỏ, ngơ ngẩn nhìn kia luân bạch ánh trăng. Là nàng, là nhà nàng sư tổ, ánh trăng chung có này ý chí, càng có từng sợi tựa ẩn nếu hiện luân hồi chi lực, tung bay rong chơi, cất giấu một loại vô thượng ý cảnh, không người có thể bắt trước. Hủ bại hóa thần kỳ sao? Vượn thần há miệng thở dốc, khó có thể tin. Nhất kích động chớ quá triệu bân, có này bạch ánh trăng, nguyệt thần định có thể sống lại, cũng không uổng công hắn năm đó tử chiến không lùi, chờ nguyệt thần ý chí, này sẽ là một cái mồi lửa, năm nào định châm biến tiên giới đồ nhi vẫn là như vậy hồi âm ôn nhu như nước bạch ánh trăng hình như có linh chiều triệu bân phiêu lại đây liền treo ở triệu bân đầu vai nghiêng sườn trên không chợt vừa thấy như là một cái trang trí tuy rằng thấy được nhưng nó đều không phải là chân thật tồn tại nếu có chế tài giả tại đây định có thể cho ra xác định đáp án bởi vì giờ phút này bạch ánh trăng ở vào luân hồi cùng phi luân hồi chi gian nói nó có nó liền có nói nó không tồn tại nó liền không tồn tại. Đã trở lại, triệu bân duỗi tay, nhẹ nhàng chạm đến bạch ánh trăng, thực ấm áp. Cẩn thận đi xem, còn có thể thấy bạch ánh trăng chung, có một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, ở nhanh nhẹn khởi vũ, đó là Nguyệt Thần, tuy rằng thấy không rõ, nhưng hắn xem tới được, hắn chắc chắn, Nguyệt Thần cũng đang xem hắn, chẳng qua, là từ trong luân hồi xem, rốt cuộc, Nguyệt Thần là tự thành luân hồi, hiện giờ bạch ánh trăng, nhiều nhất chỉ là một cái vỏ giống, chính là cái này vỏ giống, đó là sống lại hy vọng sao trời nguyệt thần táng diệt nơi triệu bân tựa như tấm bia to đồ sộ mà đứng hắn không dám động chuẩn xác nói là không động đậy bạch ánh trăng tưới xuống ánh trăng không ngừng sáng tỏ không rảnh còn như một đạo giam cầm gông xiềng đem hắn khóa ở kia khóa gắt gao đó là luân hồi chi lực nguyệt thần luân hồi chi lực không chịu bạch ánh trăng thao tác lại đang ở bị bạch ánh trăng một chút hấp thu nó còn ở lột xác chung tam thần chung, ngừng. Thủy thần một tiếng lầm bẩm ngữ, bạch ánh trăng hiện hóa trước, khi thì có thể nghe nói bi thương tiếng chuông. Lần này, lại nghe không được, đó là nói, sư tổ trở về chi lộ, đã bước lên chính quy. Nàng nếu sống lại, còn có ta phát huy không gian sao? Vượn thần cũng ở nói thầm, có đang tìm tư đánh nhau chuyện này. Này đàn bà nhi dị thường cường hãn, thường xuyên làm quái là thật, hung danh hiển hách cũng là thật, chờ này hoãn quá mức tới, không được cấp tam giới nháo cái long trời lở đất a à. Có này tôn đại thần chống, hắn sợ là chỉ có thể mua mua nước tương, nói thực ra, hắn không thích mua nước tương. Người khí vận đâu? Bạch ánh trăng trung, có ôn nhu lời nói truyền ra. Tất nhiên là Nguyệt thần đang nói, khi nói chuyện, nàng còn vươn hư ảo mà trong suốt tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve triệu bân khuôn mặt, năm đó một trận chiến, hơn phân nửa cái tiên giới đều ở khi dễ nàng đồ nhi, cố tình nàng vô lực xoay chuyển trời đất, triệu bân là nàng kiếp, nàng lại làm sao không phải triệu bân kiếp, nếu vô đồ nhi tử chiến không lùi, cũng không đổi được nàng kia một mặt bản mạng ý chí. Có mất mới có được. Triệu bân cười, dường như đã có giác ngộ. Nếu không phải trí tôn cấp, ai có thể đoạt hắn khí vận? Đoạt liền đoạt, đều không quan trọng. Tồn tại mới là hy vọng. Xác định hai người bọn họ là thầy trò, vượn thần chọc chọc thủy thần. Này còn có thể có giả, thủy thần lời này nói không tự tin. Không trách hắn như thế, chỉ vì sư tổ giờ phút này xem tiểu sư thúc thần thái, không sao bình thường, không giống sư tôn xem đồ nhi, đảo càng giống cái thê tử, đang xem chính mình ái nhân, nhu tình như nước, hắn trong trí nhớ, sư tổ nhưng chưa bao giờ đối một cái nam tử, hiển lộ như vậy tư thái. Ngày sau, người phải gọi hắn tiểu sư tổ. Vượn thần vẻ mặt lời nói thấm thía lúc này công phu đã ở luận bối phận. Thủy thần không ngôn ngữ, xem triệu bân ánh mắt nhi, là phát ra từ linh hồn sùng bái. Ông! chính nói gian, đột văn phương xa sao trời có một trận đông đưa. Định nhãn nhìn lên, mới thấy là một tòa vực môn chậm rãi căng ra. Vực môn chung, có một đen một trắng lưỡng đạo bóng người, cùng nhau bước ra, là hai cái lão giả, sát khí tàn sát bừa bãi bay múa, trong tay bọn họ, đều nắm một cái lạnh băng xích sắt, xích sắt một chỗ khác, khóa một cái huyết xối người, bị bọn họ một đường kéo túm, thẳng đến này phương. Đỏ thế hoàng tuyền người, vượn thần sờ sờ mau nhún nhún cằm. Hoàng tuyền ngươi muội đó là cửu u luyện ngục tới. Thủy thần trầm ngâm nói. Triệu bân không nói, hai mắt hết sức híp lại, xem chính là cái kia bị xích sắt khóa người, tựa như một khối hư thối tử thi, bị người vô tình kéo túm, phi đầu tán phát, huyết nhục mơ hồ. Hỗn thiên ma vương, nhiều xem một cái, hắn một ngữ khàn khàn bất kham. Đối, chính là hỗn thiên đại ma vương, tuy là hóa thành cho, hắn cũng nhận được. Năm xưa, hắn lúc đi, ma vương cùng giao nguyệt còn ở nói trùng tổ địa dưỡng hồn, hiện giờ tái kiến, thế nhưng như vậy thê thảm, thế nhưng thua tại cửu u luyện ngục trong tay. Ta thảo, thủy thần dường như cũng nhận ra tới, một tiếng mắng to, trực tiếp giết qua đi. Vượn thần thấy chi, cũng sách gậy gộc, liền nói sao. Đi theo triệu bân có giá đánh. Đến hảo chút thời gian không có tới. Nơi đây phong cảnh như cũ mỹ diệu. Phương xa, hắc bạch lão giả còn không biết nào cùng làm sao. Hai người như du khách, một đường đi một đường thưởng thức phong cảnh mấy năm nay hai người bọn họ tóm được không ít cùng Nguyệt Thần có quan hệ người có một cái tính một cái đều sẽ kéo tới nơi đây táng ở Nguyệt Thần mộ bia hạ như bậc này sự rất nhiều người đều ở làm nhìn mộ bia hạ đầy đất hài cốt đều là bọn họ kiệt tác cái này cũng không gì cách nói thuần túy là vì ghê tởm Nguyệt Thần thần ghê gớm nhiều bước người tới đánh ta a à. đánh nói đánh là đánh Thủy Thần cùng Vượng Thần đã đến vô vô nghĩa đương trường khai làm nếu không phải không động đậy bằng không Triệu Bân cũng sẽ giết qua đi. Nhà ai, vì sao công ngô? Còn có thể vì sao, xem người khó chịu. Ta, nãi cửu u luyện ngục người. Không khéo, đánh chính là cửu u luyện ngục. Phanh, a, à, răng rắc, yên lặng sao trời, nhân bốn người đốn hỗn loạn bất kham. Giận gào thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú, nối thành một mảnh. Huyết sắc đại chiến, tới mau, kết thúc cũng mau. Đại oanh thanh mai một, Thủy thần võng ma vương đã trở lại. Đến nỗi hắc bạch lão giả, kia không, vượn thần một tay sách một cái. Bước vào tiên giới trận chiến đầu tiên, hắn thực sự đánh không thế nào tận hứng. Đáng chết, thủy thần đã buông ma vương, một bên kêu gọi, một bên dùng nguyên thần hộ này chân thân. Triệu bân cùng nguyệt thần cũng chưa nhàn dỗi, một cái tế căn nguyên, một cái tế luân hồi lực. Ma vương còn chưa có chết thấu, còn có một hồn thượng tồn, chỉ cần còn có hồn, hết thảy đều không phải sự tiểu ma vương thủy thần kêu gọi một tiếng đừng nói ma vương thật liền mỏi mệt mở bừng mắt thấy thủy thần hắn thần sắc ngơ ngẩn ngươi ngươi thủy thủy hóa hảo sao vốn là cái lừa tình tên vở kịch nhân một câu thủy hóa bại hết ý cảnh là ta thủy thần nào còn để ý xưng hô kích động lệ nóng doanh tròng đại ma vương vô đáp lại mơ hồ một chút lại rơi vào ngất tới rồi hắn cũng không nhìn thấy triệu bân Tàng chưa nhìn thấy bạch ánh trăng. Diệt. Thủy thần một tiếng khẽ quát, khư tan ma vương trong cơ thể sát ý. Tiện đà, đó là linh đan diệu dược, không muốn sống hướng trong tạp. Tỉnh tỉnh. vượng thần sách theo một cây côn nhi, gõ gõ hắc bạch lão giả. Này hai nhưng thật ra tỉnh, lộ lại là hoảng sợ sắc, hoảng sợ xem thủy thần cùng vượng thần, làm một trượng mới biết, cùng bọn họ đối chiến chính là hai tôn thần, chẳng qua ở tiên giới tao áp chế, túng gặp áp chế cũng hơn xa bọn họ có thể so sánh, đặc biệt là sách gậy gộc vị này. Tới, xem kia, vượn thần cũng là một con có ý tứ con khỉ, tùy tay chỉ chỉ triệu bân cùng nguyệt thần. Hai lão giả theo bản năng nghiêng mắt, cũng cùng nháy mắt hai mắt đột hiện, tựa thấy đáng sợ ma quỷ. Nga không đúng, ở bọn họ xem ra, triệu bân tôn vinh so ma quỷ càng dọa người. Mà nhất dọa người, còn không phải triệu bân, là này đầu vai treo bạch ánh trăng. Ánh trăng chung, dường như cất giấu một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp thế nhưng là nguyệt thần không có khả năng chuyện này không có khả năng hai lão giả nằm liệt trên mặt đất giấy ruộng lui về phía sau trước mắt sợ hãi cùng khó có thể tin năm xưa bọn họ là tận mắt nhìn thấy nguyệt thần thân hủy thần diệt cũng là tận mắt nhìn thấy vĩnh hằng thể thân tử đạo tiêu như vậy tình trạng sao có thể có thể còn sống là như thế nào sống sót nhưng có ta thân hữu rơi xuống triệu bân ảm đạm nói không không biết, hai lão giả ngữ khí run rẩy không thôi. Tranh, triệu bân không vô nghĩa, người dù chưa động, trong mắt lại có kiếm chém ra. Hai lão giả thân xác, đương trường bị phách diệt, chỉ còn hư ảo nguyên thần. Thật không hiểu, còn không thành thật. Thủy thần một bước tiến lên, cường thế siêu hồn. Thê lương kêu thảm thiết, tùy theo vang vọng mở ra. Đáng tiếc, hai người linh hồn thượng đều có thần minh cấm chế, nguyên thần đều cho người ta lục soát hỏng mất, cũng không thấy nửa điểm bí tân, thủy thần đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua, sinh sôi đem hai người chân thân, hóa thành một mảnh nguyên thần chi lực tụ tập hải dương, liền như vậy treo ở giữa không trung. Tới, này mát mẻ, vượn thần pha tự giác, lôi kéo ra ma vương còn sót lại một hồn. Rồi sau đó đó là trường sinh tiên hồn, như hai viên hạt giống, bị hắn tài nhập nguyên thần hải dương, lấy này pháp tới dưỡng hồn, hiệu quả càng dai, mà hai lão giả nguyên thần chi lực, đó là này chất dinh dưỡng, lấy ma vương cùng trường sinh tiên chi nội tình, không cần lâu lắm, liền có thể trọng tố chân thân. Hắc Bạch Hai lão giả quỳ, chết đều chết cực kỳ buồn bực. Đánh thật xa chạy tới, lại là tặng người đầu, thả đến chết, đều không biết Triệu Bân cùng Nguyệt Thần là như thế nào sống lại. Mang theo nghi hoặc, bọn họ bước lên hoàng phiền lộ. Còn hào, ít nhất có cái bạn nhi. An tâm dưỡng hồn. Thủy thần đem Nguyên Thần chi hải, liên quan ma vương cùng trường sinh tiên cùng nhau thu vào trong cơ thể tiểu thế giới, hắn chưa nhàn rỗi, dùng thần lực, đem mộ bia hạ hài cốt, từng khối bao vây, cũng từng khối phong ấn, đãi ngày nào đó, tìm một khối phong thủy bảo địa, một khối an táng. Hảo bá đạo lực lượng, vượn thần ăn không ngồi rồi, vòng quanh triệu bân qua lại chuyển, nhìn lại xem. Thổn thức, hắn là càng xem càng thổn thức, người nói, nguyệt thần đều thành này hùng dạng, này luân hồi, lại vẫn áp vĩnh hằng thể không động đậy. Đương nhiên, này phi nguyệt thần mong muốn, bởi vì giờ phút này nàng, căn bản là khống không được luân hồi, chỉ có thể từng giọt từng giọt hấp thu. Đến nỗi triệu bân, đơn giản là dùng mình thân, chống bạch ánh trăng thôi. Ai? Sao trời tính mịch nặng nề, không đại biểu không có người đi ngang qua? Thấy ba người xử tại nguyệt thần mộ bia hạ, người qua đường đều ánh mắt nhi kỳ quái. Xem về xem, lại không một người dám đi phía trước thấu, bởi vì đây là một mảnh vùng cấm, tiên có người dám đặt chân, ngạnh đi phía trước thấu cũng không phải không được, nhưng nếu bị người gặp được, chưa chừng sẽ bị ngộ nhận vì bái tế nguyệt thần, một khi nhắc lên điểm quan hệ, có lẽ chính là một hồi ách nạn. Vết xe đổ, máu chảy đầm đìa ví dụ, nhiều không kể xiết, ai làm nguyệt thần kẻ thù nhiều đâu. Mấy năm nay, từng cái đều như chó điên giống nhau, thấy ai cắn ai, căn cứ ninh sát một ngàn. Không tồi một cái nguyên tắc, không biết tàn sát nhiều ít vô tội sinh linh. Cút đi! Vượn thần liếc mắt một cái, một giọng nói chấn động sao trời đi ngang qua người không dám ở lâu, có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Vẫn là thủy thần hàm xúc, tế một mảnh xương mù hải, Lung muộn này phiến thiên địa, đảo không phải sợ người ngoài nhìn lén, là không nghĩ nhiều chọc phiền toái, rốt cuộc, sư tổ trạng thái không tốt, còn cần thời gian lột xác. Ngày thứ ba, triệu bân khôi phục hành động năng lực. Cho ta một chút thời gian, Nguyệt thần truyền ra lời nói. An tâm tàu thủy hồi, triệu bân nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Chờ ta, Nguyệt thần một ngữ mờ mịt, từ đây lại vô hồi âm. Bạch ánh trăng còn ở, còn treo ở triệu bân đầu vai, nhưng này nội, lại đã không thấy Nguyệt thần bóng dáng, trên thực tế, nàng còn ở bên trong, chẳng qua, triệu bân ba người nhìn không thấy thôi. Đi đâu, thủy thần khai truyền tống vực môn. Không hoang đại lục, triệu bân cái thứ nhất bước vào. Nhiên, trước sau bất quá một cái chớp mắt, hắn lại ra tới, hai mắt híp lại nhìn chầm chằm sao trời chỗ sâu trong, cảm thấy được một tia quen thuộc hơi thở, như có như không, tám phần là đối phương trên người có che lấp. Hắn chưa nghĩ nhiều, thẳng đến kia phương. Thủy thần cùng vượn thần liếc nhau, sôi nổi đuổi kịp. Đãi đến kia phiến sao trời, mới thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân, che lại lão eo, khập khiếng, sợ là vừa bị người tấu quá, thả tấu không nhẹ, toàn thân toàn huyết hát. Cẩn thận một nhìn, nhưng bất chính là kết nhóm thần minh sao. Năm xưa, ở vô vọng hải ngoại, chính là hắn đem triệu bân hố, thậm chí triệu bân tao chúng thần vây công, nếu không phải táng thế thần quan kiếp, triệu bân sợ là sớm bị đánh thành hôi. Oanh! Triệu bân một bước từ trên trời giáng xuống, dẫm sao trời một trận lắc lư. Kết nhóm thần minh một trận nước tiểu run, bị chấn không đứng vững. Chính xác âm hồn không tan, này hóa chân cảng ma lưu, cũng chưa xem là ai, quay đầu liền chạy, thực bản năng cho rằng, lại là kẻ thù đuổi giết, mấy năm nay, hắn không phải ở bị đuổi giết, chính là ở bị đuổi giết trên đường, nhìn này một thân vết thương, tất cả đều là bị đánh. Nào đi, vượn thần sách theo gậy gộc, một bước kéo dài qua sao trời, ngăn cản hắn đường đi. Còn có thủy thần, cũng từ nhiên sườn vụt ra, tay đề quỷ đầu đao, thật là sáng như tuyết. Như thế, ba người cắt chạm một phương, cho người ta đổ ở bên trong. Ta cùng ngươi liều mạng, kết nhóm thần minh gào giống, mạnh mẽ tăng lên chiến lực. Nho nhỏ bán thần, tìm đánh, vượn thần một tiếng gào to, liền phải sách ra hỏa khai làm. Dừng tay, triệu bân vừa uống lên keng. Thanh âm này, kết nhóm thần minh nghe chi, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy chậm rãi mà đến triệu bân, xem hắn một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây, là ta bị đánh mơ hồ sao. Này mẹ nó là triệu bân sao, sao còn sống. Biệt lai vô dạng, triệu bân hơi hơi định thân. Đừng, biệt lai vô dạng, kết nhóm thần minh há miệng thở dốc hai mắt còn trừng tròn xoe, là Triệu Bân, là Vĩnh Hằng thể không thể nghi ngờ, thật đúng là con mẹ nó tồn tại a. À. Cũng biết ta thân hữu rơi xuống, Triệu Bân mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Biết, biết, kết nhóm thần minh ở vẻ mặt mộng bức chung trở về lời nói. Dẫn đường. Hảo, hảo thuyết. Ong. Vực môn lại mở ra, nhưng không khí có chút quỷ gì. Kết nhóm thần minh còn ở mơ hồ chung, mơ mơ màng màng xem Triệu Bân, xem lâu rồi còn tưởng duỗi tay niết một phen, tổng giác là đang nằm mơ. Thủy thần cùng vượn thần tắc như hai môn thần, một tả một hữu sử tại kia, trên dưới tảo lượng kết nhóm thần minh. Tưởng kẻ thù, thiếu chút nữa liền khai làm. Kết quả là, là triệu bân bạn cũ. Sao ngã xuống cảnh giới, triệu bân tế căn nguyên, rót vào kết nhóm thần minh trong cơ thể, giúp này khư diệt sát ý, thuận tiện, khép lại thân thể vết thương. Bị người đánh rất thần vị, kết nhóm thần minh một tiếng thở dài nhưng nguyện thượng ta tặc thuyền triệu bân chậm rãi thu tay xem đi có giác ngộ chính là không giống nhau này liền bắt đầu kéo liên minh đã là muốn đòi nợ kia đến liên hợp hết thảy nhưng liên hợp lực lượng kết nhóm thần minh tuy ngã thần vị nhưng bế quan một phen chưa chắc không thể lại lần nữa phong thần sẽ là một viên đại tướng tặc thuyền kết nhóm thần minh nhìn nhìn triệu bân lại tà hữu xem xét liếc mắt một cái vượn thần cùng thủy thần này hai rõ ràng là thần minh triệu bân bảo tiêu sao A à, Phi, lấy Triệu Bân chiến lực, muốn gì bảo Tiêu a, à? trừ Phi thần Minh tụ tập nhi, nếu không, ai thấy hắn không được vòng quanh đi a. À? Hỏi ngươi đâu, vượn thần lấy gậy gộc con dấu gõ Hỏa thần Minh. Ta hố quá ngươi, kết nhóm thần Minh một tiếng ho khan, lời nói là đối Triệu Bân nói, thả mặt già đỏ bừng một mảnh, hắn năm đó một câu không quan trọng, suýt nữa hố chết Triệu Bân. Năm đó nhân quả đã xong, Triệu Bân hơi hơi mỉm cười. Làm, kết nhóm thần Minh hồi dứt khoát lưu loát. Chỉ cần triệu bân không nhớ năm đó thù, gì đều hảo thương lượng, hắn hiện giờ tình cảnh, giống như cũng không có lựa chọn khác, không cùng triệu bân một đạo, chờ bị kẻ thù đuổi giết. Nói nữa, này chưa chắc là một cái tạc thuyền. Lấy triệu bân chi thiên phú, năm nào tất là một tôn đại thần. Có thụ hảo thừa lương, ôm đùi muốn nhân lúc còn sớm sao. Người một nhà, lão phu liền thế ngươi nhìn một cái bệnh. Thủy thần túm túm áo lót tay áo, xong chỉ khép lại, đặt ở kết nhóm thần minh giữa mày. Trưởng chỉ gian, còn có cổ xưa thần văn lưu truyền Đại thiên thần văn, ngươi, thủy thần, kết nhóm thần minh sửng sốt. Tiểu gia hỏa, kiến thức nhưng thật ra không cản, thủy thần nhéo nhéo riêng mép Kết nhóm thần minh chưa ngôn ngữ, nhưng gương mặt kia, lại là hát sáng trong. Nhà ta phần mộ tổ tiên, là ngươi bái đi. Ta bái mộ nhiều, ngươi nhà ai? Ta, kết nhóm thần minh lời còn chưa dứt, liền nhìn về phía một bên. Đúng lúc thấy vượn thần triệt rất che lấp hiền lộ chân dung, xem hắn lại là sừng sốt, vượn thần. Nha, thế nhưng còn có thể nhận ra hầu ra ta. Vượn thần nhấp nhấp con khỉ mau. Kết nhóm thần minh mặt, càng đen, nhà ta huyền tổ, là ngươi đánh cho tàn phế đi. Ta đánh cho tàn phế người nhiều, người nhà ai? Ta, kết nhóm thần minh những lời này, sợ là nói không xong rồi, bởi vì triệu bân đầu vai bạch ánh trăng, mạch run một chút, này run lên không quan trọng, chấn hắn thân thể, suýt nữa tan thành từng mảnh này, luân hồi, chuẩn xác nói, là Nguyệt Thần, ân, cũng chính là nhà ta sư tổ. Nguyệt Thần không phải táng diệt sao, kết nhóm thần minh lông mày chọn lão cao. Triệu bân còn đã chết đâu, này không tung tăng nhảy nhót sao, thủy thần rót một ngụm rượu. Ta trước lẳng lặng, kết nhóm thần minh dứt khoát ngồi sổng kia, đầu là ong ong một mảnh. Hôm nay lần này, thật không bạch ra tới, gặp được ba người, thật một cái so một cái địa vị đại. Nhất dọa người, chính là kia luân sáng tỏ không rảnh bạch ánh trăng. Muôn đời không một luân hồi chi lực, trừ bỏ nguyệt thần, ai còn có thể diễn xuất tới. Này nơi nào là tạc thuyền nào, này mẹ nó chính là một cây đại thụ A. Đã thấy ra điểm, chuyện này không lớn. Bái nhà ta phần mộ tổ tiên, ta đi ngươi bà ngoại. Còn có ngươi, đánh nhà ta huyền tổ, chiêu ngươi chọc ngươi. Liền đánh, thế nào đi? Kỳ quái trong thông đạo, tiếng mắng một mảnh tiếp một mảnh thành người một nhà, chính là không giống nhau, liền thuộc kết nhóm thần minh mắng hoan. Không sao, thủy thần ra mặt dày, quyền đương không nghe thấy. Vượn thần sao, tính tình không sao hảo, nghe không được người mắng, liền dùng gậy gộc tiếp đón. Cũng vẫn là gậy gộc hảo sử, chiều đầu dư gõ một chút, toàn bộ thế giới đều an tính. Đánh về đánh, mắng về mắng, bệnh vẫn là muốn trị. Thủy thần tuy là cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, lại là cái thần minh cấp hảo lang chung hắn là đại thần thông không biết dùng gì phương pháp lại ngạnh sinh sinh đem kết nhóm thần minh tu vi một đường bước hoàn hồn minh cảnh kinh vượn thần hai mắt viên lưu liền triệu công tử thấy đều lông mày cao gầy thứ này bản lĩnh không nhỏ a à. thần vị còn có thể cho người ta tiếp trở về đi ra lăn lộn ai còn không điểm giữ nhà bản lĩnh thủy thần nói còn không quên vỗ vỗ đầu vai cho bụi cái đầu thấp không quan trọng không ảnh hưởng hắn bước cách rơi vào cảnh đẹp ta thần vị đã trở lại kết nhóm thần minh tỉnh lại khi, kích động nhảy nhót lung tung. Vì biểu lòng biết ơn, phần mộ tổ tiên chuyện này. Phần mộ tổ tiên, gì phần mộ tổ tiên? Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thứ này lại không chửi má nó tâm tư, ngược lại rất nhiều may mắn, nếu nửa đường chưa gặp được triệu bân, đâu ra thần vị trở về, tuy rằng cái này thần vị, không sao ổn định, nhưng cho hắn một phen bế quan, định có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới, này đó, đều vấn đề thời gian. Tổng thượng, này tạc thuyền không bạch thượng. Nói đến triệu bân, hắn lại không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ba năm, tiểu tử này tu vi lại tinh tiến, đã đến tiên vương đỉnh, nếu là cơ duyên cũng đủ, làm không hảo có thể xẹt qua bán thần, do đó trực tiếp phong thần, bậc này tiền lệ không phải không có. Mà để cho hắn kinh ngạc, vẫn là triệu bân huyết thống, Nga không đúng, là cốt khu. Đúng là khối này cốt khu, làm hắn cảm thấy áp lực, tổng giác này nội, cất giấu một cổ lực lượng thần bí, một khi bùng nổ, định là hủy thiên diệt địa, chẳng qua, kia cổ lực lượng, còn chưa khai quật ra tới. Đâu chỉ hắn, cùng triệu bân một đạo đi tới vượn thần cùng thủy thần, cũng có bậc này cảm giác. Tầm mắt tối cao thủy thần, xem nhất rõ ràng. Này cốt khu thực bất phàm, hơn phân nửa có tiền chủ nhân uy thế còn sót lại. Không biết khi nào, bốn người mới ra vực môn, dừng ở một viên tàn phá cổ tinh. Đây là một viên tĩnh mịch cổ tinh, vô sinh linh, liếc mắt một cái quan sát, không có một ngọn cỏ, xác định là này, vượn thần gái gái hầu mau nhi, gì cũng không tìm thấy. Gì đều làm ngươi nhìn thấy, cánh tộc chẳng phải là thật mất mặt. Kết nhóm thần minh nói. Không sai, là cánh tộc, một cái cổ xưa truyền thừa, tổ địa liền tại đây viên cổ tinh. Cánh tộc thần nữ, cũng chính là U Lan, nhưng bất chính là triệu công tử thân hữu sao. Liền này, kết nhóm thần minh dẫn đầu định thân, dừng ở một chỗ bờ cát. Cánh tộc tổ địa, chính là này trên bờ cát một cái tiểu cát bụi. Hắn từng đã tới, chưa bỏ không sao hảo tìm, mặt khác cũng khỏe. Kia ai, ra tới tiếp khách. Kết nhóm thần minh sử tại kia, một giọng nói gào bá khí chắc lậu. Thật lâu sau, đều không thấy có người đáp lại, cũng có lẽ, tổ địa cùng ngoại ngăn cách. Vẫn là triệu bân trực tiếp, một chân mãnh dẫm đại địa, toàn bộ bờ cát đều bị chấn thoát ly mặt đất, cũng là cái này nháy mắt, hắn lộ ra căn nguyên hơi thở, hoàng kim khí huyết mãnh liệt quay cuồng vĩnh hằng thể kinh dị thanh đốn khởi có một đạo bóng hình xinh đẹp mạch hiện hóa đúng là u lan nên là mới vừa kinh một hồi đại chiến gương mặt trắng bệch khóe miệng giật huyết liền mắt đẹp đều pha hiện ảm đạm ra tới nháy mắt cũng chưa đứng vững như cái bệnh nguy kịch người lung lay sắp đổ này phía sau còn đi theo ba năm đạo nhân ảnh toàn cánh tộc cường giả toàn hàng thật giá thật bán thần cảnh trong đó một cái triệu bân còn nhận được năm đó u lan độ kiếp khi người nọ cũng là hộ đạo giả chi nhất cùng U Lan giống nhau, này ba năm tôn cánh tộc cường giả, cũng từng người có thương tích. Ngươi, Triệu Bân, U Lan thần sắc ngơ ngẩn, hơi nước mông lung mắt đẹp. Là ta, Triệu Bân khàn khàn cười. Ta cho rằng ngươi đã chết, U Lan nghiêng ngả lảo đảo mà đến, bổ nhào vào Triệu Bân trong lòng ngực, dùng hết toàn thân sức lực, ôm chặt không bỏ, nước mắt trong suốt, nhiêm ướt Triệu Bân ngực, ba năm, nàng thương nhớ đêm ngày ba năm người, lại vẫn tồn tại. Này, sao có thể, cánh tộc cường giả toàn như thạch hóa khó có thể tin năm đó một trận chiến thượng trăm tôn thần minh a à. còn lộng bất tử triệu bân một cái tiểu tiên vương kinh hỉ không kết nhóm thần minh nhéo nhéo dâu bất ngờ không thủy thần cảm giác liền cho người ta bồi thêm một câu cánh tộc cường giả suy nghĩ bị kinh đoạn theo bản năng nghiêng mắt như vậy vừa thấy kinh một trận nước tiểu run kết nhóm thần minh bọn họ nhận được rất có sâu xa nhưng mặt khác hai vị liền tới đầu không nhỏ. Cả người trường mau vị này, nên là trong truyền thuyết vượn thần. Dung mạo bình thường thứ này, nguyệt thần cái kia họ thủy đồ tôn. Nếu không, cho người hai tìm trương giường, vượn thần ta liếc mắt một cái vượn thần cùng u lan, nhiều như vậy độc thân cẩu, cộng thêm ta này một con độc thân con khỉ, hai người không biết xấu hổ. U lan không nghe hắn hạt liệt liệt, như cú ôm chặt không buông tay, liền sợ buông ra sau, lại là một cái hư ảo cảnh trong mơ, ba năm tới hắn làm quá nhiều quá nhiều như vậy mộng ai cánh tộc cường giả toàn thở dài pha biết u lan tâm cảnh sinh ly tử biệt a à, sớm đã trà sáng nàng rụt rè kết minh không thủy thần kéo kéo cánh tộc đại trưởng lão góc áo kết minh nhìn thấy kia luân ánh trăng không nguyệt thần nguyệt cánh tộc cường giả tập thể nghiêng mắt mới thấy triệu bân đầu vai treo một vòng tựa ẩn nếu hiện bạch ánh trăng không cẩn thận nhìn thật đúng là nhìn không thấy nguyệt thần cũng tồn tại. Triệu bân, u Lan này thanh kêu gọi, là nỉ non nói mê. Nàng là thương quá nặng, nhiễm nhiên đã hôn vào ngủ say. Này thương không nhẹ a à, kết nhóm thần minh nói, còn nhìn thoáng qua thủy thần. Thần minh đạo thương, thủy thần không cần đi phía trước thấu, liền có thể nhìn ra u lan thương thế ngọn nguồn, này nguyên thần thượng có vết sách, thả không ngừng một đạo, giờ phút này, vẫn là độc hại chân thân. U lan, Triệu Bân sớm đã tế căn nguyên, bảo vệ này căn cơ cùng bản mạng nguyên thần hỏa. Thủy thần nói không giả, là thần minh đạo thương, nếu chưa nhìn lầm, là thái thượng thiên tôn kiệt tác. Tiến vào nói, cánh tộc đại trưởng lão khai tổ địa chi môn. Mọi người không vô nghĩa, đồng thời bước vào. Triệu Bân mang theo U Lan, dừng ở một đỉnh núi. Thần minh đạo thương tuy rằng đáng sợ, nhưng đều không phải là chị không được. Nhất vô dụng, còn có thủy thần, này tiểu lão đầu nhi bản lĩnh lớn đâu này, là nhà ngươi tổ địa. Vượn thần tắc sử tại đỉnh núi, hoàn xem tứ phương. Đây là một mảnh càn khôn đại thế giới, có sơn có thủy có rừng cây, lại là một mảnh rách nát, nhiều sụp xuống cung điện, cũng nhiều băng toái sơn thể, còn có nơi này người, liếc mắt một cái đảo qua đi, nói là người già phụ nữ và trẻ em, đều không quá, hơn nữa, tám phần trở lên đều có thương tích. Thẹn với tổ tiên A, cánh tộc cường giả trước mắt bi thương. Nhưng thật ra đã quên, người cánh tộc cũng tham dự tiên giới đại chiến. Vượn thần sờ sờ cầm, như vậy nhiều lần thần minh đại thanh tẩy, còn có thể sống sót, thực sự làm khó các ngươi. Dưới ánh trăng cánh tộc tổ địa, nhất phái hoang vắng. Tiên có người ra ngoài hành tẩu, cơ bản đều đang bế quan chữa thương. Đương nhiên, cũng có ban đêm ngủ không được, đều ở ngưỡng xem thần nữ ngọn núi. Lúc trước, bọn họ xem rõ ràng, dường như có thần minh buông xuống, hơn nữa không ngừng một tôn, lúc này đi xem, còn có thể thấy một mảnh màu hoàng kim khí huyết, thấy thế nào đều giống vĩnh hằng truyền thừa. Kết minh không, vượn thần hoàn nhìn một vòng. Kết, cánh tộc cường giả cái kia chăm miệng một lời. Một hồi tiên giới đại chiến, cánh tộc chết trận quá nhiều người, nhiễm nhiên đã xuống dốc đến mức tận cùng, muốn truyền thừa kéo dài, nhưng không được tìm người ôm đoàn sưởi ấm sao. Triệu bân bọn họ liền rất thích hợp, ba lượng tôn thần minh, có lẽ chịu đựng không nổi trường hợp, nhưng Nguyệt thần liền khác nói. Nói đến Nguyệt thần, bọn họ lại nhìn về phía kia luân bạch ánh trăng kia trắng tinh luân hồi chi lực chỉ nhìn đều tâm linh chấn động hảo ngươi cái tiểu quá thượng xuống tay đủ tàn nhẫn nào thủy thần hùng hùng hổ hổ không ngừng rơi thần huy cấp u lan chữa bệnh triệu bân cũng không nhàn rỗi tinh thuần nguyên thần chi lực tẩm bổ u lan chân thân chữa bệnh hai người đều là chuyên nghiệp bận việc hơn phân nửa đêm mới từng người thu tay cánh tộc chúng cường giả vội hoảng tiến lên, trước mắt mong đợi nhìn hai người. Đã mất trở ngại, còn cần nhiều ngày phục hồi như cũ. Thủy thần rót một ngụm rượu. Thả trước nghỉ tạm, triệu bân đem u lan, để vào một mảnh mờ mịt tiên trì. Hắn sau đó một lời nói, hỏi chính là ở đây cánh tộc cường giả, nhưng có thân hữu rơi xuống. Sớm hỏi qua, không có. Vượn thần ngáp một cái. Đã phái ra nhân thủ tìm, cánh tộc đại trưởng lão Trần An nói. Này nhưng không hảo tìm, kết nhóm thần minh hít sâu một hơi. Lời này, không ai phản bác, như vậy nhiều lần đại thanh tẩy, chết chết tàn tàn, trốn trốn, bị đuổi giết bị đuổi giết, còn sống, định đã giàu đi, tìm người nói dễ hơn làm. Ngô cho rằng, nháo điểm động tĩnh ra tới, sao gì đều trực tiếp. Vượn thần xoa xoa gậy gộc, còn đang tìm tư đi đâu tìm người đánh nhau. Hắn lời này không giả, tìm người như biển rộng tìm kim, vậy dẫn ra tới. Bất quá này biện pháp có nhất định tính nguy hiểm, như triệu bân những cái đó thân hiếu, vốn dĩ tàng hảo hảo, này nếu đột nhiên toát ra tới, chưa chừng nửa đường sẽ trước đụng phải kẻ thù. Oanh! Nói động tính, thiên ngoại thật đúng là tới động tính. Xuyên thấu qua hư vô đi xem, có thể khách khí giới cảnh tượng, có bốn đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, thuần một sắc thần minh, một cái thanh niên tóc vàng, một cái áo đen lão giả, một cái lưng còng bà lão, dư lại một cái, sinh ba con mắt, thả đầu huyền một mặt thần kính, tựa như thăm bảo giống nhau, chiếu khắp này phiến bờ cát, chiếu chiếu, liền chiếu ra cánh tộc tổ địa. Kia kim sắc hương, vượn thần sờ sờ cầm Phổ thiên thần kính, thủy thần kiến thức rộng rãi, cũng ánh mắt dạng rỡ. Kia chính là cái hảo ngoạn ý nhi, phi công phạt thần khí, nhưng tìm càn khôn là nhất tuyệt. Mà ngay cả phổ thiên một mạch thần khí đều mượn tới, trang bị hoàn mỹ a. À. Kết nhóm thần minh một tiếng thổn thức. Đã là phổ thiên thần kính, kia cánh tộc tổ địa liền tàng không được cũng quái này phiến đại thế giới nhiều có tổn hại, giấu không được càn khôn. Giấu không được cũng không sao, bọn họ bên này cũng có tam tôn thần minh, cộng thêm một cái yêu nghiệt triệu bân, cùng với cánh tộc mấy tôn bán thần, một hồi quần ẩu đánh qua đi, trùy chết hắn nha. Đừng ẩn giấu, ngoan ngoãn ra tới, tóc vàng thần minh sâu kín cười. Mà cùng chi vô nghĩa, trực tiếp luyện hóa, áo đen thần minh lạnh lùng nói. Nói luyện liền luyện, luyện, bốn tôn thần minh phân loại tứ phương, đem cánh tộc tổ địa vây quanh ở trung gian. Tiện đà, đó là nguyên thần hỏa, dung ra một cái đan lô, muốn đem đại thế giới mạnh mẽ luyện hóa. Đều đừng đoạt, hoàng mau nhi cái kia, giao cho ta. Hảo Nam không cùng nữ đấu, cái kia lão bà tử, của ta. Hơn phân nửa đêm xuyên cái áo đen, lão phu cùng chi cực có duyên. Gào to thanh vì theo vang lên, triệu bân đám người giết ra tới, thả phân công minh xác vượn thần thẳng đến tóc vàng thần minh, thủy thần theo dõi lưng còng bà lão, kết nhóm thần minh công hướng về phía áo đen thần minh, triệu công tử không đến tuyển, chỉ phải tìm ta mắt vị kia, lưu lý tưởng. Này, tứ thần minh một bước không đứng vững, đương trường bị đâm phiên, đều thần sắc kinh dị. Nho nhỏ một cái cánh tộc tổ địa, từ đâu ra thần minh a à? Lại còn có không ngừng một cái. Đi ngươi, nghẹn nhiều ngày vượn thần, một côn đem tóc vàng thần minh kén tới rồi trên chín tầng mây. Kia hóa không thế nào kháng tấu, ăn một trái gỗ, suýt nữa bị đánh diệt bản mạng thân thể. a à, lưng còng bà lão tùy theo đẫm máu, thiếu chút nữa bị thủy thần một đao chém. Cùng thần minh đấu chiến, thủy thần trước nay cũng chưa như vậy khí phách quá, vì sao lạc? Bởi vì này lão bà tử, cùng hắn là một loại người, là phụ trợ hình thần minh, cũng là thỏa thỏa cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Cho ta xuống dưới đi. Kết nhóm thần minh tiếng quát sung trời, một mặt ánh đao ngang qua cửu thiên. Áo đen thần minh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu đương trường bị hái được. Nhất hung tàn, vẫn là triệu công tử. Hắn phi thần minh, lại tay để đế thần binh, ân. Cũng chính là ác thần chiến mâu. Tam mục thần minh mới vừa rồi đứng vững, bị ăn một mâu, thân xác bị gõ cái nát như. Ngươi, triệu bân. Tam mục thần minh phi thiên bỏ chạy, lúc này mới thấy rõ triệu bân bổn tướng. Hắn nguyên nhân chính là thấy rõ, mới hai mắt đột hiện, năm đó trận chiến ấy, cũng có hắn phân, là mắt thấy triệu bân hồn phi phách tán, kia chờ tình trạng tuyệt không còn sống khả năng, sao còn sống. Ta, tới đòi nợ. Triệu bân một ngữ lạnh băng cô quạch, huy mâu kén phiên tam mục thần minh. Không có khả năng, không có khả năng, tam mục thần minh trốn chật vật, một bên trốn một bên tê gào. Hắn này một gào, mặt khác tam tôn thần minh cũng kinh ngạc. Vĩnh hằng thể còn trên đời, kia hóa là đánh không chết tiểu cường. Oanh, phanh, bốn đối bốn đại chiến, làm khí thế ngất trời. Tự đi xuống xem, đó chính là một mảnh hỗn loạn hư không, lôi đình tia chớp tàn sát bừa bãi bất kham, không gian cũng nhân chi thành phiến sụp đổ, từng đạo cái khe, nhiễm thần minh huyết, từng đạo nổ tung, đáng sợ nhất dị tưởng, mỗi một mảnh đại thế giới, đều che hủy diệt sắc thái. Hỗ trợ, cánh tộc bán thần, cũng giết ra tới, tận trời mà thường. Xấu hổ chính là, bọn họ mới vừa sát đi lên, liền lại xuống dưới. Bốn cái vòng chiến, bọn họ giống như đều chen vào không lọt đi đặc biệt là vượn thần cái kia tàn nhẫn người sợ là đánh phía trên thiếu chút nữa liền bọn họ mấy cái cũng đánh này nếu ai một côn còn không được trời cao nào làm quần chúng khá tốt cánh tộc đại trưởng lão lời nói thấm thiên nói tự tiên giới đại chiến làm sao không phải bọn họ cánh tộc bị đánh lúc này đây thực sự kinh thiên đại xoay ngược lại đều không cần bọn họ hỗ trợ kết minh hảo a à, kết minh có đùi ôm thiên nhiệt còn có thể tại dưới tàng cây thừa lương. Hư vọng, chu tiên quyết. Triệu bân vừa uống lên keng, kim sắc kiếm mang bẻ gãy nghiền nát. Tam mục thần minh đương trường đẫm máu, nguyên thần chân thân bị nhất kiếm xuyên thủng. Này nhất kiếm, đánh hắn có đủ khó chịu, căn cơ đều bị đánh nát. Chân áp, triệu bân quân lâm cửu thiên, cuồn cuộn hồng mông tiên hải, từ trên trời giáng xuống. Tam mục thần minh bị bao phủ, vịch một trận, lăng là không bỏ dậy. Dầm, cánh tộc cường giả toàn nuốt nước miếng, kinh tiểu tâm can phịch thẳng nhảy. Hồng mông chi khí sao, bọn họ là gặp qua, nhưng hồng mông chi hải, vẫn là lần đầu thấy. Thật không hổ trong thiên địa nhất căn nguyên chi khí, chính là bá đạo, thần minh đều bị áp không đứng được. Phá, tam mục thần minh giận gào, thiêu đốt thần minh căn nguyên, đổi lấy lực lượng cường đại. Đừng nói, thật đúng là đã bị hắn chạy ra khỏi hồng mông chi hải, như một đầu dao long, vọt người mà ra. Ngươi đi được. Triệu bân đạm nói, diễn xuất vĩnh sinh vương tọa, như núi cao giống nhau, ẩm ẩm rơi xuống. Hảo sao, tam mục thần minh chân trước mới vừa sát ra tới, tiếp theo nháy mắt, liền bị tạp trở về. Phong. Triệu bân vừa uống dung trời khung, đầy trời cổ tự bố liệt. Còn ở dãy ruộa tam mục thần minh, bị cường thế chân áp. Phốc. Triệu bân cũng tự giác, đào đi rồi tam mục thần minh đệ tam mắt. Này, chính là một con đặc thù thần mắt, hơn xa tiên mắt có thể so. Giang giác, tam mục thần minh lúc sau, đó là tóc vàng thần minh, bị vượn thần một côn đánh diệt thân thể. Vượn thần vẫn là để lại tay, nếu không phải thua một phân lực, tóc vàng thần minh định bị đánh thành hôi. Ngô cùng ngươi không oán không thù. Tóc vàng thần minh rít gào, còn suy nghĩ khai độn đâu. Vượn thần liền nghe không được người gào to, một gậy gộc đánh mông. Cùng chi chẳng phân biệt trước sau, là áo đen thần minh, cũng ở kêu rên chung bị huyết tinh chấn áp, vì đem này đánh bỏ, kết nhóm thần minh còn không tiếc hao tổn bản mạng thọ nguyên, ấn hắn nói, thượng triệu bân tặc huyền, đến lập cái công lớn trước, tốt xấu là một viên đại tướng. Tứ đại chiến trường, có tam phương đã kết thúc chiến đấu. Chỉ thủy thần cùng lưng còng bà lão, còn gác kia đánh. Nói đánh cũng không xác thực, triệu bân bọn họ giết đến khi, kia hai chính gác kia một nam một bắc, cho nhau chiều đối phương ném đổ vật, ném gì đâu đơn giản chính là một ít phù chú bí khí sát trận hoa hòe lè loẹt dù sao chính là có thể ném đều ném tạp đầy trời đều là này giá đánh thật hài hòa ở đây có một cái tính một cái đều ý vị thâm trường hạ như vậy định luận nhìn kia hai thần minh nơi nào là ở đánh nhau rõ ràng là ở so với ai khác đồ vật nhiều tạp chết ngươi khí chất này khối thủy thần đắn đo gắt gao chiến lược không được nhưng người gào khí phách a chủ yếu là người trong nhà đều tại đây, hắn không phải giống nhau có nắm chắc. Trái lại lưng còng bà lão, giờ phút này liền phá lệ khiếp đảm. Ba cái đồng đội đã toàn quỳ, nàng nào còn có tâm tư đánh nhau. Sớm tại triệu bân bọn họ buông xuống kia một cái chớp mắt, liền đã khai đột. Cũng như nước thần, nàng tuy không thiện chiến đấu, nhưng khai lưu bản lĩnh, lại có thể nói nhất tuyệt, trong chớp mắt liền không ảnh nhi, chớ nói vượn thần, liền triệu bân, cũng chưa bắt được nàng nửa điểm nhi tung tích nếu làm ngươi chạy, lão phu còn lăn lộn hay không? Thời khắc mấu chốt, còn phải xem thủy thần, một cái một tay bấm tay niệm thần chú, đảo ngược càn khôn. Bạn một tiếng kêu rên, lưng còng bà lão lại bị túm trở về, hơn nữa chật vật bất kham. Nhữ chờ, thật sự nếu không chết không thôi. Lưng còng bà lão nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng cướp đường trốn chạy. Đáp lại nàng, đây là hồng mông tiên hải, đường trường bao phủ. Đến tận đây, thiên địa mới rơi vào bình tịch, chỉ huyết vụ tung bay. Thiên địa bình tịch, áp không được cánh tộc cường giả kích động nỗi lòng, một hồi đại hỗn chiến, đủ chân áp bốn tôn thần minh, đại hoạch toàn thắng, bọn họ nên may mắn, may mắn có cường đại ngoại viện, nếu không phải triệu bân bọn họ tới đây, hắn cánh tộc, tối nay tất bị giết đến đoạn truyền thừa. So với cánh tộc, đánh tới làm sự tình bốn tôn thần minh, liền phá lệ buồn bực phiền muộn, vốn tưởng rằng là thao thiết thịnh yến, không hề trì hoãn, kết quả là lại là một khối mang theo gai thép tấm, gì cũng không vớt được không nói, còn bị người cấp bắt sống, đây là một hồi ách nạn. Chia của Hơn phân nửa đêm, mọi người đem tứ thần bảo bối, loát cái tinh quang. Nếu không sao nói là thần minh, các đều là thổ hào, bảo bối đều xếp thành một ngọn núi, gì cái bí khí pháp bảo, gì cái đan dược bí quyển, nhiều không kể xiết, đương nhiên, nhất chân quý, vẫn là năm tôn thần khí, đặc biệt là phổ thiên thần kính, thủy thần phá lệ yêu ái. Đó là Đại La Thánh Tử Sao là hắn không thể nghi ngờ, sao còn sống. Kia chỉ kim mau con khỉ, vượn thần. Có lẽ là lúc trước động tính quá lớn, bế quan cánh tộc nhân chạy ra một đống, thấy triệu bân, các đều kinh lăng, thấy mấy tôn bất phàm thần minh, cũng là một hồi lâu không phản ứng lại đây, là bọn họ xa vào quá nhiều, bỏ lỡ xuất sắc tên vở kịch, đây là tình huống như thế nào. Vèo, chính nói gian, một đạo tiên quang hoa thiên mà đến. Cẩn thận một nhìn, mới biết là một đạo đưa tin phù, này nội ghi lại, tất nhiên là siêu tập tới tình báo. Chính là có quan hệ ta thân hữu, triệu bân thấu đi lên, trong mắt rất nhiều mong đợi. Là đọa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục, không biết vì sao tập kết, chạy về phía sao trời chỗ sâu trong. Cánh tộc đại trưởng lão vội hoàng nói. Trận trưởng như thế nào, thủy thần rót một ngụm rượu. Đọa thế hoàng tuyền chín đại hộ pháp đi bốn cái, cửu u luyện ngục tám đại tư tế đi năm cái, trừ này, còn có hai nhà phân điện sáu tôn bán thần, mặt khác cường giả cũng nhiều không kể xiết. Sợ không phải, tìm được đạo gia truyền thừa. Tam thù nhà oán ngọn nguồn đã lâu, có này khả năng. Đi, triệu bân không vô nghĩa, tùy tay tạo ra vực môn. Có phải hay không, giết qua đi nhìn một cái liền biết, tổng hội có thu hoạch. Lại có giá đánh, vượn thần nhất tới tinh thần, cái thứ nhất cùng nhập. Thủy thần cùng kết nhóm thần minh, cùng với cánh tộc cường giả cũng đều chẳng phân biệt trước sau cánh tộc tình báo vẫn là thực chuẩn xác, thật chính là đọa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục, giờ phút này chính nhào hướng một mảnh sao trời, nhìn kia từng trương gương mặt, đều so địa ngục ác quỷ càng lành lạnh, thị huyết người nhiều ở liếm đầu lưỡi, tìm ba năm, cuối cùng là tìm được đạo gia. Nói đến đạo gia, cũng như cánh tộc truyền thừa, toàn bộ tổ địa đều là một mảnh rách nát. Bất quá, đạo gia bị dược tộc muốn tốt một chút, thương vong tuy thảm trọng, nội tình hãy còn tồn. Ban đêm, đạo gia thần tử như pho tượng, Đứng yên ở đỉnh núi, nói thần tử đã không xác thực, hiện giờ hắn đã là đạo gia trưởng giáo, lại cũng là đạo gia lịch đại yếu nhất một thế hệ trưởng giáo, nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng không chút nào vì quá, đây là hắn nên gánh vác sứ mệnh. Sư huynh, mưa bụi đi rồi lên núi phong, cùng hắn sóng vai mà đứng. Nàng nên là đã khóc, khóe mắt còn nhiễm một gạt lệ ngân. Lại tưởng Triệu Bân, đạo gia thần tử một ngữ khàn khàn. Có thể nào không nghĩ mưa bụi nhìn phía sao trời, mắt đẹp mông lung, thân sắc thêm mỹ, ba năm, là một đoạn dài dòng năm tháng, xuân đi thu tới, hoa tàn hoa khai, mỗi một phút mỗi một giây, nàng đều độ phá lệ hối hận, hối hận năm đó, không có nói ra kia phân tình. Ai? Đạo gia thần tử muốn nói lại thôi, tới rồi chỉ còn một tiếng thở dài. Đúng là hắn này một tiếng thở dài, rước lấy một mảnh âm trầm u cười. Tùy theo, đó là thiên địa lắc lư, chấn hư không đều sấm sét âm âm là cửu u luyện ngục cùng đọa thế hoàng tuyền giết đến, như nước như hải cường giả đã bố liệt, đem giấu trong ngân hà chỗ sâu trong đạo gia tổ địa, vây chật như nêm cối, nối thành một mảnh khí thế, huề cuốn mãnh liệt quay cuồng sát khí, đem đạo gia tiên thổ, che ảm đạm không ánh sáng. Làm lão phu hảo tìm A, à, đỏa thế hoàng tuyền đại hộ pháp, sâu kín cười. Tế trận, đạo gia thần tử vừa uống lên keng, thần sắc đã là ngưng trọng bất kham. Mưa bụi cũng thần sắc tái nhợt, đạo gia là có thiên cơ thuật che lấp, đối phương lại vẫn có thể tìm tới. Đáng chết! Bế quan dưỡng thương đạo gia trưởng bối, toàn bước lên đỉnh núi, cố thủ đại trận. Đạo gia tiểu bối, cũng đều cầm lấy binh khí, trong mắt nhiều có quyết tuyệt chi sắc. Tối nay, đạo gia sợ là phải bị hủy diệt, nhưng không người sợ hãi, đơn giản vừa chết. Còn phải làm vây thú chi tranh, cửu u luyện ngục đại tư tế khóe miệng hơi kiều. Muốn chiến kia liền tới, đạo gia đại trưởng lão hừ lạnh, hết sức tụ tập chiến lực thực hảo, đọa thế hoàng tuyền đại hộ pháp khoát huy kiếm, cấp ngộ oanh khai. Cấp ngô oanh khai, đọa thế hoàng tuyền đại hộ pháp hét to, nhiều anh lôi vang vọng. Ra lệnh, bốn đạo thần quang tận trời, một tôn bảo tháp, một mặt gương, một thanh huyết kiếm, cộng thêm một ngụm kim đao, toàn hàng thật giá thật thần khí, tựa như bốn luân thái dương, treo cao thương miểu, có cực nói thần uy hoành phô, có khô diệt chi lực bay múa, nghiền ngân hà rách nát. Ẩm vang, bốn tôn thần khí liên hợp công phạt, hủy thiên diệt địa. Đạo gia tổ địa ong run, bị đánh lắc lư bất kham. Phốc, cố thủ đầu trận tuyến đạo gia trưởng lão, tập thể phun huyết. Không đợi bọn họ xuyến khẩu khí, đệ nhị sóng công phạt liền tới rồi. Đó là công phạt đại trận, đủ hơn một ngàn nhiều, một tòa tiếp một tòa, ở sao trời bố liệt, quét ra ánh đao cùng kiếm mang, cũng đánh ra lôi đình cùng tia chấp, đem đạo gia hộ thiên kết giới, oanh chính là ánh lửa bắn ra bốn phía, mỗi có một lần động run, tất nhiên có cái khe nổ tung. Tiếp tục, đỏ thế hoàng tuyền đại hộ pháp, nằm nghiêng ở vương tỏa thượng, cười diễn ngược nhìn ngấm. Mặt khác chúng bán thần, cũng là ngang nhau tư thái, tựa như quân vương, quan sát đạo gia tiên thổ, kia từng trương quyết tuyệt gương mặt, ở bọn họ xem ra thật là thú vị, bọn họ thích này tên vở kịch, thích xem đạo gia ở tuyệt vọng chung dẫy ruộng, này sẽ là một hồi huyết sắc thịnh yến. Oanh, bốn tôn thần khí lại ong động, buông xuống từng sợi quang huy, đều như núi cao thô tráng vẫn là cực nói thần binh hảo sử, một kích oanh xuống dưới, đánh đạo ra kết giới, ảm đạm bất kham. Răng rác, đãi đệ tam đánh rơi hạ khi, liền có răng rác tiếng vang lên. Là kết giới phá rác, bị xé rách một đạo đại vết rách. Thần binh chịu uy xuyên thấu qua vết rách chui vào, trong khoảnh khắc đâm sụp một ngọn núi nhạc. Đạo gia trưởng lão cắn chặt khớp hàm, túng biết thủ không được, còn ở đau khổ chống đỡ. Bọn họ tâm cảnh, là bi thương, nếu là kết giới vô khuyết, gì đến như vậy yếu ớt, nếu đạo gia thần binh còn ở, làm sao đến như vậy bị động, đáng tiếc tiên giới đại chiến đánh quá thảm thiết, thần khí không biết đánh rơi nơi nào, nhà mình hộ thiên kết giới, cũng tàn phá bất kham. Răng rác, đạo thứ nhất vết rách còn chưa khép lại, đạo thứ hai vết rách liền đã nổ tung. Càng nhiều thần minh chịu uy chút xuống mà xuống, như đao như kiếm, đầy trời phách trảm. Quá nhiều ngọn núi bị nghiền sụp, tu vi nhược hậu bối, cũng thành phiến ngã xuống. Liền nay, Giang giác thanh còn ở liên tục, một đạo tiếp một đạo nổ tung, thanh thúy trị âm, tựa như từng tiếng chuông tang, vang vọng phía chân trời, vì hắn đạo ra mà gõ, đãi kết giới tan biến khoảnh khắc, đó là đạo gia hủy diệt là lúc, đây là mưa bụi giác ngộ, đồng dạng là đạo gia giác ngộ. Sư tôn, đồ nhi không có thể bảo vệ cho truyền thừa. Mưa bụi mắt có hơi nước, đạo gia thần tử cũng lệ nóng doanh trọng. Đâu chỉ bọn họ, lớp người già bọn tiểu bối đều trong bóng đêm khóc. Đạo gia, muốn thua ở trong tay bọn họ, thẹn với liệt tổ liệt tông. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Đạo gia tuyệt vọng khoảnh khắc, có như vậy hét lớn một tiếng, vang vọng cuồn cuộn tiên khung. Triệu bân giết đến, là huề cuốn hàng tỷ lôi đình giết qua tới, khí nuốt bát hoang. Đỏ thế hoàng tuyền trở tay không kịp, cửu u luyện ngục cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đái ngửa đầu nhìn lên, chính thấy một đạo kim quang bóng người từ trên trời giáng xuống, tùy này xuống dưới, còn có che trời lấp đất lôi, mỗi một đạo đều tiềm tàng thiên uy, hủy diệt chi ý, nháy mắt lung mộ này phiến thiên địa. Phốc, a, à, hàng tỷ lôi đình giáng xuống, bao phủ càn khôn, cũng bao phủ như nước bóng người. Đỏ thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục cường giả tao ương, bị phách chính là người ngã ngựa đổ, tu vi nội tình bạc nhược giả, đương trường bị phách diệt, huyết hoa là một đóa tiếc một đóa ngạo nghễ nở rộ, tàn chi đoạn tí càng là đầy trời băng phi, túng đỉnh tiên vương đều khiêng không được xét đánh. Triệu bân phản ứng lại đây chúng bán thần, toàn hai mắt đột hiện. Đối, là vĩnh hằng thể, kia tiểu tử không phải đã chết sao. Ngươi, còn sống. Mưa bụi thần sắc ngơ ngẩn, đã là hai mắt đẫm lệ. Đạo ra người cũng tập thể xem sao trời, khó có thể tin. Năm đó một trăm nhiều tôn thần minh, cũng chưa đem hắn đánh diệt. Mau, oanh diệt hắn. Đọa thế hoàng tuyền đại hộ pháp tê gào, huy kiếm chỉ phía xa triệu bân. Không cần hắn nói, chúng cường cũng đã thúc giục treo cao hư không thần khí. Lan, vượn thần giết ra tới, bá thiên tuyệt địa một côn, quét phiên tứ đại thần khí. Này một gậy gộc, đánh người có đủ khó chịu, thúc giục thần khí giả, toàn gặp phản phệ, chỉ một cái nháy mắt liền tạc diệt một mảnh, đáng sợ dư uy, thành một mảnh khô diệt lạnh băng vầng sáng, chiều tứ phương hoành phô, nơi đi qua, không gian sụp đổ, quá nhiều người bị đâm phiên. Phanh, kết nhóm thần minh cũng không yếu, tay đề cực nói thần binh, thổi quét thần minh chi hải. Sao trời bị áp ầm ầm sụp xuống, đang ở kia phiến thiên địa người, thành phiến bị thôn tính tiêu diệt. Sát nha, đừng nhìn thủy thần dáng vóc không cao, nhưng người giọng nhi vang dội a. À. Cộng bốn sức chiến đấu bằng năm cũng có chiến lực, một cái đối mặt phách phiên đại hộ pháp. Tam tôn thần minh, đạo gia người xem miệng khẽ nhếch, vốn tưởng rằng là Triệu Bân một cái, lại vẫn có giúp đỡ. Nói lên này giúp đỡ giống như đều có đại lai lịch, ít ỏi bốn người giết đến đối phương quân lính tan giã. Giờ phút này không ra, càng đãi khi nào, cánh tộc cường giả cũng giết tới rồi. Làm, đạo gia cường giả thoảng qua thần, đều sách theo gia hỏa công phạt mà ra. Chớ nói lớp người già nhóm, liền bọn tiểu bối cũng là che già măng mọc, thiên không vong hắn đạo gia A, nguy nan thời khắc lại vẫn có viện quân, hơn nữa vẫn là cường đại vô cùng viện quân, liền như vậy đội hình, tuy là giết đến đọa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục hang ổ, cũng có thể đi ngang. Sát, hy vọng ánh sáng bốc cháy lên, đạo ra người chiến ý ngẩng cao. Trái lại đóa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục, nào còn có nửa điểm sĩ khí, chớ nói tam tôn thần minh, chỉ một cái triệu bân, liền đủ bọn họ khó chịu, lôi điện bổ vào trên người, rất đau. Oanh, phanh, huyết sắc đại chiến, tức thì kéo ra màn che. Chẳng qua, ai trùy chính là đóa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục, không có thần minh tỏa chấn, giống như không ai có thể chống đỡ trường hợp, dù có thần minh ở đây, bọn họ cũng chưa chắc có thể xoay chuyển càn khôn, bởi vì những người này quá mãnh, vưu thuộc cái kia họ triệu, không biết từ nào nhặt que cười lửa, một côn chính là một mảnh, còn có kia chỉ kim mau hầu, cũng đột nhiên nói chuyện không đâu. Lui, cửu u luyện ngục đại tư tế giết gào, độn cũng không quay đầu lại. Tính sai, nghiêm trọng tính sai, quỷ hiểu đắc triệu bân còn sống, quỷ hiểu đắc kia tiểu tử, còn có tam tôn thần minh thấp bảo tiêu, thường xuyên qua lại như thế không quan trọng, bọn họ tan mất hạ phong, này nơi nào là đại chiến, rõ ràng là đơn phương tàn sát, không ai khiêng được công phạt. Hiểu không hiểu được, như thế nào là súng bắn chim đầu đàn. Kết nhóm thần minh đạp thiên mà đến, nhất kiếm chảm phiên đại tư tế. Năm đó, hắn ngã thần vị bị đuổi giết khi, cũng có thứ này phân. Đã là kẻ thù gặp mặt, tất nhiên là hết sức đỏ mắt, hạ khởi tay đến từ cũng hung tàn thực, cửu u đại tư tế chạy vội chạy vội, đầu đã bị chém, liên quan thân thể cũng cùng nhau băng diệt, hư ảo nguyên thần nhưng thật ra muốn chạy, bị kết nhóm thần minh chấn vào một tòa bảo tháp. Phốc, hoàng tuyền đại hộ pháp cũng quỳ, là bị vượng thần một gậy gộc đánh bạo. Chiến lực không kịp như nước thần, cũng chém cửu u hoàng tuyền một tôn tư tế. Nhất bá đạo vẫn là triệu công tử, khai vĩnh hằng kim thân, đỉnh đầu hàng tỷ lôi đình, chân đạp hồng mông tiên hải, trong tay còn cầm một cây ác thần chiến mâu, một đường sát một đường quét ngang, đánh như nước bóng người, quỷ khóc sói gào, không biết bao nhiêu người táng diệt sao trời. A, à, Ngân Hà Chi Pen, tiếng kêu thảm thiết sung trời. Từ nơi xa nhìn ra xa, đó chính là một mảnh hỗn loạn thế giới, có huyết hoa nở rộ, có lôi đình tàn sát bừa bãi, có không gian sụp xuống, có thịt xương băng phi. Hảo hảo sao trời, lăng bị giết thành huyết sắc địa ngục. Tha mạng A, à, lưu ngươi ăn tết, vô trì hoãn đại chiến, đều có vô trì hoãn kết cục. Đỏa thế hoàng tuyển toàn quân bị diệt, cửu u luyện ngục cũng đều bị chu thượng đến bán thần hạ đến tiên nhân không một may mắn thoát khỏi chết đều chết cực độ buồn bực bọn họ đánh thật xa giết qua tới là hưởng dụng thao thiết thịnh yến kết quả là đạo gia không hủy diệt đạo đem tự mình chiết đi vào quét tước chiến trường thủy thần một lời nói vang vọng cửu thiên gì cần hắn gào to tham chiến giả cũng đều không nhàn dỗi lấy ngân hà vì trung tâm chiều tứ phương thảm thức càn quét gì cái bí khí pháp bảo gì cái phủ chú bí quyển chỉ cần có thể lấy đi, hết thảy loát cái tinh quang. Lại đến bốn tôn thần khí, phiền nhân, thủy thần ôm bốn tôn thần binh, lau rồi lại lau. Lời này, nghe đạo ra người lông mày cao gầy. Lại, vì cái gì nói lại, chẳng lẽ, các ngươi tới phía trước, đã làm xong một phiếu. Đối, khẳng định trải qua, tam tôn thần minh cộng thêm một cái triệu bân, kiểu gì cường hãn đội hình, ai thấy không được vòng quanh đi a à? Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, hầu ra không đánh tận hứng. Vượn thần xem xét tứ phương. Không vội, ngày sau có người bận việc, thủy thần từ từ nói, còn ở sát thần khí. Muốn ta nói, ta liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng đến đọa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục hang ổ. Đều không phải là tất cả mọi người như ngươi như vậy, có cường hãn chiến lực. Không sao, ngô một người chọn, vượn thần vỗ vỗ ngực. Ra châu thổi lớn, tiểu tâm lóe thận. Thủy thần phong thần binh, tay sách ra bầu rượu. Nhà ta tiểu sư thúc không thể so ngươi có thể đánh. Năm đó còn không phải bị chúng thần liên thủ chu sát, diệt một cái đọa thế hoàng tuyền cùng cửu u luyện ngục có lẽ không khó, nhưng nếu hãm sâu trong đó, khó bảo toàn sẽ không bị đổ kia, lại gặp phải thượng trăm tôn thần minh, người nhà chống đỡ được sao? Ngươi chính là túng, vượn thần không cho là đúng. Này cũng không phải là túng, đây là máu chảy đầm đìa lịch sử, tổng kết ra tới giáo huấn. Thủy thần rót một ngụm rượu, tuy mắt còn nhìn thoáng qua triệu bân. Sư thúc là lưng đeo nợ máu, lấy hắn bản tính còn như vậy ẩn nhẫn, là không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, nếu vẫn là năm đó năm bè bảy mảng, ba năm trước đây thảm trạng, còn sẽ tái diễn, cho nên, liên hợp hết thảy nhưng liên hợp lực lượng, xong rồi đáng khinh phát dục một phen, mới là vương đạo. Đúng đúng đúng, người nói đều đối, vượn thần hùng hùng hổ hổ đi rồi, hắn cũng là nhàn, hơn phân nửa đêm gác này nghe người ta nói giáo, nào đó thủy hóa, một khi nói về đạo lý tới, liền không dứt. So sánh với hắn, kết nhóm thần minh liền xem đến khai. Hải nạp bách xuyên sao, hắn vô điều kiện tán thành triệu bân chiến lược, bởi vì đối thủ thật sự rất cường đại, một bước đi không tốt, lại sẽ là một trăm nhiều tôn thần minh vây ẩu, lấy bọn họ hiện giờ nội tình, khai chiến đó là tìm chết. Đánh tất nhiên là muốn đánh, tiền đề là đến trước lớn mạnh tự thân, nhất vô dụng, cũng đến chờ nguyệt thần trở về, liền cái giữ thể diện đều không có, đánh len sợi nào. Triệu bân, vượn thần đi rồi, ngừa bụi lại đây, nửa điểm rụt rè cũng chưa, trực tiếp nhào vào triệu bân trong lòng ngực, cũng như lúc trước U Lan, ôm chặt không bỏ, khóc hai mắt đẫm lệ. Ta cho rằng ngươi đã chết. Mệnh ngạnh, Diêm Vương không thu, triệu bân khàn khàn cười. Lại một cây cải thìa. Lời này, xuất từ ra cát huyền nói. Không sai, hắn cũng ở đạo gia. Trừ bỏ hắn, còn có Trần Huyền lão cùng Đan Huyền. Ngày xưa gặp nạn, đúng là đạo gia âm thầm thi cứu, lúc này mới bảo tánh mạng. Nói tới nói lui, chọc cười về chọc cười, bọn họ đều lệ nóng doanh trọng. Liền nói sao, hắn thiên tông thánh tử sáng lập như vậy nhiều thần thoại, nào dễ dàng chết như vậy. Nhân mưa bụi, đạo gia trưởng lão cũng không mặt mũi lại đây. Không lại đây, không đại biểu bọn họ không cảm khái, chính xác thế sự vô thường, tất cả mọi người cho rằng vĩnh hằng thể táng diệt, Cố tình kia tiểu tử còn sống, đến nay bọn họ đều tưởng không rõ, Triệu Bân là như thế nào sống sót, kia chính là thượng trăm tôn thần minh vây sát a. Kết minh không, thủy thần lão đảo lắc lư mà đến, hoàn nhìn một phòng nhi. Kết, chúng trưởng lão này một chữ, là không hề nghĩ ngợi trăm miệng một lời. Hỗn loạn thế đạo, yêu cầu bọn họ ôm đoàn sưởi ấm. Lúc này đây, là Triệu Bân tới kịp thời. Lần sau, đã có thể không này vận may. Đương nhiên bọn họ cũng đều nghẹn một hơi. Ngưu đủ kính nhi đánh trở về. Như thế, liên minh rất cần thiết. Nhà ngươi càn khôn đã hủy, nơi đây không thể lại đãi, tùy ta chờ di chuyển. Thủy thần liền nói ngay. Đang có ý này. Cấp ngô chờ một chút thời gian. Đạo gia trưởng lão nói, lại trở về tổ địa. Cử giáo di chuyển. Mau mau mau. Ra lệnh, toàn bộ đạo gia đều bận rộn vạn phần. Tu luyện tài nguyên toàn bộ mang đi, mang không đi liền tiêu hủy. Ông, nói đi là đi. Khổng lồ vực môn căng ra, như nước bóng người dũng mãnh vào. Thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ cùng người cánh tộc đi đến một khối. Còn hảo, ta hai nhà không gì ân hoán, tỉnh sốt ruột thượng hỏa. Vực môn trong thông đạo, rất nhiều đạo gia trưởng lão cùng cánh tộc cường giả lời nói. Liên minh đó là người một nhà, đều là vì sinh tồn, cũng đều là vì truyền thừa kéo dài. Lời khách sáo đừng nói, lại đây hỗ trợ, thủy thần tiếp đón một tiếng, đãi chúng cường đi tới, chính thấy triệu bân tế ra hồng mông chi khí. Thủy thần cũng tự giác, đem được đến bí khí pháp bảo, đều ném đi vào. Trong đó, liền bao gồm hai chiến được đến chín tôn thần khí. T. Đạo gia trưởng lão thấy chi, đột nhiên đảo chiều khí lạnh. Xem đi, này giúp tàn nhẫn người tới phía trước, thật là một phiếu đại, cũng không biết nào mấy tôn thần minh như vậy xui xẻo, bản mạng thần khí đều bị người đoạt, đặc biệt là phổ thiên thần kính, đó là càng xem càng lóa mắt bất quá, nhất lóa mắt, vẫn là triệu bân lúc trước sách theo kia căn que cởi lửa. Nếu chưa nhìn lầm, đó là một tôn đế thần binh. Nếu chưa nhìn lầm, đó là ác thần chiến mâu. Đế thần nào, cũng bị loát, luyện, chúng cường cũng chưa nhàn rỗi, các nguyên thần hỏa mãnh liệt. Kỳ thật, bọn họ là trợ thủ, chân chính chủ lực, là triệu bân, vượn thần, thủy thần cùng kết nhóm thần minh. Chín tôn thần khí A. Đạo gia tiểu bối kinh hãi không thôi, liền mưa bụi cùng đạo gia thần tử, đều tâm cảnh nổi lên gợn sóng. Lúc trước, chẳng sợ có một tôn thần khí chống, đạo gia hộ thiên kết giới, đều sẽ không như vậy nhẹ nhàng liền bị oanh khai, hiện giờ chín đại thần binh, kiểu gì đội hình A. Vô luận cầm đi đánh nhau, vẫn là bảo hộ tổ địa, đều sẽ dị thường cường hãn. Ân, chính rèn luyện khi, triệu bân mạch ngoái đầu nhìn lại, xuyên thấu qua thông đạo xem ngoại giới. Mắt to như vậy một nhìn, sao trời một mảnh bình tịch, lại có một mặt khác thường dao động. Long Nguyên, Triệu Bân trong lòng một ngữ, trước tiên ra thông đạo. Theo sau, còn có một ngữ truyền quay lại tới, thả về trước, ta theo sau đuổi kịp. Kia hóa, sợ không phải chơi gái đi đi, vượn thần ngáp một cái. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở mưa bụi trên người. Mưa bụi bị xem cả người mất tự nhiên, bối phận thấp, giống như không nên chửi má nó. Minh giới đàn đình dùng sự, đang ở khiếu nại chung. Cho đại gia tạo thành bối rối, sâu sắc cảm giác xin lỗi. Audio điện tử võ tấn bền. Vèo, triệu bân ra truyền tống vực môn, liền như một con quỷ mị, biến mất không thấy. Tuyệt không cảm giác sai, tuyệt đối là hắn bản mạng kiếm, hắn ngửi được hơi thở. Nhiên, hắn mấy fan kêu gọi, lại mấy phen triệu hoán, đều không thấy Long Nguyên. Hơn nữa, Lòng Uyên hơi thở thực mỏng manh, mấy cái nháy mắt như có như không. Ấn hắn suy nghĩ, hắn kiếm nên là bị khóa, không ngừng phong ấn, còn có quỷ dị che lấp. Theo mỏng manh hơi thở, hắn vào một mảnh biển sao. Trong biển nhiều đảo nhỏ, cũng nhiều hãi lãng, mông lung. Nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, ít nhất hắn này một đường đi tới, chưa nói bóng người, liền chỉ điều cũng chưa. Nhưng chính là như vậy một mảnh biển sao, lại tiềm tàng đại càn khôn nhìn kia từng tòa đảo nhỏ, đều lập lè mịt mờ quang. Đó là đầu trận tuyến, biển sao trung bố có đại trận, thả cấp bậc không thấp. Trận pháp là không tồi, lại ngăn không được hắn, nhẹ nhàng lướt qua càn khôn. Tinh quang thấp thoáng chỗ sâu trong, là một tòa đảo nhỏ, tự thành một đại giới, từ ngoại trong chiều xem, là một mảnh mơ mơ hồ hồ, có núi cao hình thức ban đầu, càng có rất nhiều dị tượng ở diễn biến có thể vượt qua bản tôn bày ra đại trận, nhữ. Tuyệt phi vô danh hạng người triệu bân chân trước vừa đến liền nghe mờ mịt lời nói truyền từ nhỏ đảo nhỏ này nội nên là cất giấu một tôn lánh đời cao nhân bán thần triệu bân yên lặng khai thiên nhãn đẩy ra rồi tiểu đảo mây mù liếc mắt một cái vọng tới rồi chỗ sâu nhất có một cái đầu bạc thư sinh đang ngồi ở bờ sông câu cá khí uẩn hồn nhiên thiên thành đầu bạc thư sinh bên cạnh người còn treo một phen kiếm đúng là hắn long uyên như hắn sở liệu long uyên bị khóa còn bị một đảo ánh sáng tím lung mộ kiếm thể. Trừ bỏ hắn Long Uyên, hắn còn nhìn thấy một cái người quen, hắc bạch song sát đồ nhi, tiểu tiên tử. Cũng như Long Uyên, tiểu tiên tử cũng bị khóa, liền tưởng một cái tiểu thư đồng, lẳng lặng đứng ở đầu bạc thanh niên phía sau. Triệu Bân đang xem, đầu bạc thư sinh cũng đang xem, nhìn vài lần, ánh mắt hơi nhíu, đảo ngoại cái kia người áo đen, hiển nhiên đạo hạnh không cạn, lấy hắn bán thần cấp tầm mắt, thế nhưng đều vọng không mặc tôn vinh. Thiên cơ thuật, đạo ra người đầu bạc thư sinh trong lòng một ngữ vị kia tiên tử kia thanh kiếm ta muốn mang đi triệu bân nhàn nhạt nói tiểu bối hảo sinh cuồng vọng đầu bạc thanh niên thu mắt chỉ nhàn nhã câu cá tuy hắn dứt lời tiểu đảo chung có một vòng nắng gắt lên không ánh nắng mang vạn đạo mỗi một đạo đều như không gì chặn được kiếm triệu công tử đó là xem cũng không xem một bước xuyên qua đảo nhỏ kết giới đến nỗi thái dương tắc bị hắn tùy ý một mạt ánh đao, đương trường phách diệt. Hảo cái tiểu tiên vương, đầu bạc thư sinh từ từ cười, diễn xuất đầy trời sao trời, so thái dương càng tà hồ, rũ xuống cửu thiên tinh quang, tựa như từng đạo thác nước, cực có hóa diệt. ầm vang, đáp lại hắn, còn lại là đầy trời tia chấp, hàng tỷ lôi đình xé rách. Hảo sao, đầy trời sao trời không sao hảo xử, thành phiến thành phiến hủy. Quá sơ thiên lôi quyết, đầu bạc thư sinh nhíu mày. Còn muốn đấu, Triệu Bân bước vào tiểu rừng trúc. Lần này, hắn không dùng che lấp, hiển lộ tướng mạo sẵn có. Đầu bạc thư sinh thấy chi, không khỏi sửng sốt, tiểu tiên tử thấy chi, càng là thần sắc ngơ ngẩn, ngây người một giây, còn không quên dùng tay nhỏ xoa xoa mắt, là nàng nhìn lầm rồi, đó là Triệu Bân sao. Người thế nhưng còn sống, đầu bạc thư sinh cuối cùng là đứng lên. Ân, tồn tại, Triệu Bân đã lấy tay, Triệu tới Long Uyên thấy, thuận tay còn giải này phong ấn, liên quan lung mộ kiếm thể ánh sáng tím cũng cùng nhau đánh diệt lão đại giam cầm bị phá lòng uyên linh trí thức thì trở về một tiếng kêu gọi nghẹn ngào ba năm nó mơ màng hồ đồ ba năm không thành tưởng chủ nhân còn ở nhân thế về trễ triệu bân một ngữ khàn khàn đem tiểu tiên tử cũng đưa tới bên người ngươi thật là triệu bân tiểu tiên tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ linh triệt mắt tròn xoe là ta Triệu Bân nhẹ phẩy tay áo, cũng giải tiểu tiên tử giam cầm. Lại xem đầu bạc thư sinh, thế nhưng ném xuống cây gậy trúc, xoay người khai đột. Tối nay trang bức trang quá độ, quỷ hiểu đắc người tới thế nhưng là đại la thánh tử. Kia chính là một tôn tàn nhẫn người, đồ quá thần minh tàn nhẫn người, sao liền lại sống lại? Đừng làm cho hắn chạy, lão thần côn cùng béo đại tiên chính là hắn đánh chết. Tiểu tiên tử hô, oanh. Triệu Bân linh hồn như ăn một đao thân thể cự chiến, cuồn cuộn sát khí vội hiện. Khó trách bạch y thư sinh muốn chạy, nguyên là tiên tông kẻ thù, kia còn có gì nói. Vèo, đầu bạc thư sinh nhưng thật ra chân cẳng ma lưu, trong khoảnh khắc liền trốn vào hư vô. Nhữ, đi được, triệu bân hiệu lệnh lôi đình, bao phủ kia phiến thiên địa. Ngô, đầu bạc thư sinh một tiếng kêu rên, đương trường bị bước ra tới, chật vật bất kham. Không đợi hắn đứng vững, triệu bân liền đã giết tới, đại la thiên tay lăng không mà xuống. Thật đương bản tôn sợ ngươi, đầu bạc thư sinh lại không đáng ngại nhiên tư thái, hiển lộ giữ tận sắc, trong cơ thể có một đạo cực quang tận trời, nãi một phương bảo ấn, mạnh mẽ đánh vỡ năm ngón tay bàn tay to. Hắn là thả tàn nhẫn lời nói, lại là trốn tâm không thay đổi. Triệu bân tự không làm, chu tiên kiếm mang ngang qua cửu thiên. Phốc, đầu bạc thư sinh đương trường đẫm máu, nửa bên thân xác đều bị phách diệt. Còn chưa xong, chu tiên quyết lúc sau, đó là như núi táng thế thần quan. Cùng thần quan một đạo bị diễn biến ra tới, là sán sán vĩnh sinh vương tọa. Giang giác, đầu bạc thư sinh cũng là không kháng tấu, dư lại nửa bên thân xác, cũng bị nhìn nát. May hắn có bản mạng pháp khí chống, bằng không triệu bân này một kích, cũng đủ hắn lên đường. Sư tôn, cứu ta, đầu bạc thư sinh tê gào, nhất kiếm vẽ ra một đạo ngân hà. Ngân hà là hoành quải cửu tiêu, lại có thần minh chi khí biểu lộ. Nói sư tôn, sư tôn thật liền tới rồi, ngân hà hiện hóa trong nháy mắt, liền thấy một bóng người, đạp ngân hà mà đến, là một cái thanh y đạo nhân, thân thể nở rộ thần minh quang huy. Đó là, phổ thiên cổ thần, tiểu tiên tử nói, oan ra ngõ hẹp a à, triệu bân con người quang mang lóe sáng. Phổ thiên cổ thần sao, phổ thiên thần kính chủ nhân, lúc trước công phạt cánh tộc bốn tôn thần, chính là sách theo hắn phổ thiên thần kính quá khứ, nếu không phải thần kính, bọn họ cũng tìm không được cánh tộc. Cái gọi là oan ra ngõ hẹp, là chỉ năm đó kia một hồi huyết chiến. Vây công hắn thượng trăm tôn thần minh chung, cũng có thứ này phân. Vĩnh hằng thể, phổ thiên cổ thần một tiếng kinh dị. Biệt lai vô dạng, triệu bân một ngữ lạnh băng cô quạnh. Này, sao có thể, mới vừa rồi bước ra ngân hà phổ thiên cổ thần, lại rụt trở về, thần minh tâm cảnh đều khó nén hai mắt khiếp sợ. Năm đó, hắn là chính mắt thấy triệu bân táng diệt chọn ngày chi bằng nhầm ngày. Triệu bân một bước lên trời mà thượng, rơi xuống đất một chân dẫm chặt đứt ngân hà. Còn ở khiếp sợ trung phổ thiên cổ thần, bị chấn một bước không đứng vững. Cũng không đợi đứng vững, hắn liền đã khai đột, chạy so với hắn đầu nhi còn nhanh. Ông, triệu bân sách ra ác thần chiến mâu, một kích gõ nát này đỉnh đầu. Bạn hét thảm một tiếng, phổ thiên cổ thần ngã xuống tận trời, cả người đều bị đánh ngốc. Không có bản mạng khí hộ thể, ai này một côn, cảm giác nhưng không sao hảo. Nói bản mạng khí, hắn đến nay còn buồn bực, nào đó người mượn đồ vật không đổi. Vèo, triệu bân có giết tới, vô nghĩa một câu không nói nhiều, kén mâu liền tạp. Đáng chết, đế thần binh, phổ thiên cổ thần tâm cảnh, cất bước liền chạy. Trở về, triệu bân một tiếng khẽ quát, cảm giác liền cùng chi thay đổi vị trí.